Bí thư Ninh, cảm ơn ngài đã chỉ bảo, tôi xin lấy tính đảng để cam đoan với ngài. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ làm một thị trưởng tốt, đoàn kết thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố và nghiêm túc lĩnh hội ý đồ của tỉnh ủy, tranh thủ đưa kinh tế Hoài Khánh năm nay lên cao thêm một bậc. Ồ, anh Lộc, hiện An Nguyên đang gặp được một cơ hội tốt, nếu không nắm chắc thì cả anh lẫn tôi đều sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Công ty quốc tế Hoa Tâm và công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn đã dần dần mở đường cho lĩnh vực hệ thống mạch điện của Hoài Khánh và An Đô, mà An Đô và Hoài Khánh đều có ưu thế về tài nguyên giảng dạy nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như nâng hệ thống điện tử thông tin lên một trình độ cao. Làm sao quy hoạch bố cục khoa học hợp lý để ngành điện tử tin tức trở thành ngành sản xuất trụ cột của kinh tế An Nguyên chúng ta, tôi hy vọng Hoài Khánh các anh cũng như An Đô đều phải nhận thức và phân tích một cách tỉnh táo, điều này cũng cần hai nơi phải bắt tay, hỗ trợ bù khuyết với nhau. Đôi bên cùng hưởng vinh quang. Sau đó Ninh Pháp hỏi về tình hình bộ máy Hoài Khánh một cách tùy ý, Trần Anh Lộc cũng nhất nhất giới thiệu, hắn cảm giác tùy bí thư Ninh không hỏi rõ ràng nhưng làm một bí thư tỉnh ủy như này mà lại muốn tìm hiểu bộ máy thành viên thì đúng là hiếm gặp, dường như là có ý đồ. Chỉ có điều loại chuyện này cho dù hắn có dự cảm nhưng cũng không dám suy đoán bừa, dù sao bộ máy Hoài Khánh mới được thành lập cách đây không lâu, nếu nói muốn điều chỉnh thì có vẻ hơi sớm một chút. Vừa bước ra khỏi văn phòng của Qua Tĩnh thì Triệu Quốc Đống vừa cân nhắc hàm nghĩa trong lời của Qua Tĩnh, bộ máy Hoài Khánh có khả năng sẽ động. Ai muốn động, động như thế nào, mình ra sao? Chỉ có điều do Qua Tĩnh vội vàng đi họp nên nói không rõ ràng, chỉ có điều ý tứ lộ ra lại làm cho tim Triệu Quốc Đống đập thình thịch. Đầu óc cứ ngẫm nghĩ về cái tin tức bất thình lình này nên lúc xuống lầu thì cứ cắm đầu bước nhanh, không ngờ vừa tới khúc rẽ thì lập tức va phải một người. Sức Triệu Quốc Đống khỏe như thế nào chứ? Mùi hương thơm ngát xông vào mũi cũng chỉ trong nháy mắt, người kia đang đi lên vừa đụng phải lập tức lăn ngược xuống. Triệu Quốc Đống cả kinh vội vàng bỏ cặp ra xuống rồi thò tay túm lấy cô gái đang lăn liên tục xuống dưới, vậy mà không ngờ chỉ kịp tóm được váy của đối phương. Xoẹt một cái, nửa chiếc váy bị xé toạc ra, cô gái cũng không hề dừng lại mà ngã ngửa xuống, cặp đùi trắng như bạch ngọc lộ hẳn ra ngoài, ngay cả một cái quần lót màu tím cũng mờ mờ đập vào mắt Triệu Quốc Đống. Cô gái cố nén cơn đau vừa kéo kéo che phần váy bị rách vừa cố đứng dậy. Triệu Quốc Đống thấy đầu mình to như cái đấu, vội vàng chạy nhanh xuống định nâng đối phương dậy, lúc này cô gái kia đã nước mắt vòng quanh, đang định hét lớn tức giận, khi ánh mắt hai người gặp nhau thì đều ngẩn ra. Là anh cô. Ôi, Cao Thiền, xin lỗi, là tôi không tốt, rất xin lỗi cô. Triệu Quốc Đống vừa liên tục xin lỗi vừa nhìn xung quanh, may mà lúc này không có người nào đi cầu thang bộ mà đều đi thang máy. Đây cũng là nguyên do hai người vô tình đụng nhau. Cao Thiền đau đến nghiến cả răng, được một lúc thì không thể nhịn được mà ứa cả nước mắt. Khóc cũng không hoàn toàn vì đau đớn mà vì trước mặt một người đàn ông mà mình lại ngã chổng vó, váy thì bị xé rách một nửa, nội thất bên trong bất chợt lộ ra ngoài nên xấu hổ không chịu nổi, do đó cô vừa tức vừa thẹn nên bật khóc rưng rức. Anh đi đứng kiểu gì thế, sao ngay cả đường mà cũng không chịu nhìn sao? Cao Thiền theo bản năng ngồi xổm xuống. Rồi ngẩng đầu lên nức nở nói. Thật sự là xấu hổ quá, do tôi mải nghĩ nên không chú ý tới cũng có người đi cầu thang bộ giống như mình, lỗi của tôi, chân cô không bị sao chứ. Nhờ ánh sáng nên Triệu Quốc Đống thấy chỗ đầu gối của đối phương bị xước một vết to, máu cũng đã từ từ xuất hiện, nhìn qua đúng là có phần ghê người. Anh nói gì? Cao Thiền được Triệu Quốc Đống nhắc nhở thì mới cảm giác được cơn đau rát từ đầu gối. Vừa cúi xuống nhìn thì ngoài chỗ đầu gối bị xước một vết to thì ngay cả bên đùi trái cũng bị gờ gạch rạch một vết máu khá to, máu đã dần ứa thành vệt. Thấy Cao Thiền khóc sướt mướt, Triệu Quốc Đống biết rằng lần này mình gặp phiền toái rồi. Nếu không thì để tôi đưa cô tới bệnh viện khám một chút, để bác sĩ xem có vấn đề gì hay không, không có vấn đề gì thì cũng phải băng bó lại. Quyển 11, chương 54. Tôi đi thế nào bây giờ? Anh đã xé hỏng váy của tôi rồi thì tôi sao dám ra ngoài gặp người khác. Cao Thiền vừa nói xong thì mới cảm thấy lời này có phần mập mờ nên mặt lập tức đỏ bừng lên. Triệu Quốc Đống thì lại không chú ý nhiều như vậy, hắn chỉ cảm giác sao mình lại xui xẻo vậy, ngay cả đi đường mà cũng có thể đụng phải người khác mà đã thế lại còn là người mà hắn tuyệt đối không muốn tiếp xúc. Chẳng qua váy của đối phương bị như vậy đúng là do tay chân mình vụng về, chất liệu cái váy lại cũng không quá chắc. Chỉ vừa mới kéo một cái mà đã bị toạc thành hai nửa. Triệu Quốc Đống liếc nhìn theo bản năng, một nửa cái váy của cô gái bị rách toạc khiến gần nửa bên mông và đùi đều lộ ra cả ngoài. Tuy Cao Thiền đã cố sức che lại nhưng do khác biệt về góc nhìn nên cô cũng không phát hiện ra nửa mông trái của mình lại lọt vào mắt Triệu Quốc Đống.
Tôi sẽ lái xe tới dưới lầu rồi cô lên thẳng xe luôn, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra và tiện thể tìm một cửa hàng quần áo mua cho cô một cái váy khác, thế nào? Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, Triệu Quốc Đống cũng không thoát được trách nhiệm nên phải giải quyết, chứ nếu còn dây dưa ở chỗ này rồi bị người khác thấy thì sẽ khó ăn khó nói, nhất là nếu để cho Cao Chí Minh thấy thì có khi lại cho rằng mình quấy rối con gái hắn thì toi. Cao Thiền cũng hiểu chỉ còn cách như vậy, hơn nữa đầu gối cũng đang rất đau nên liền gật đầu đáp ứng. Triệu Quốc Đống lái xe đến dưới lầu một cách lén lút, ngó trước ngó sau thấy chung quanh không có người liền lao vút xuống xe đỡ Cao Thiền đang khập khiễng núp sau cánh cửa lên xe. Sau đó hắn đạp ga hết cỡ thoát khỏi hiện trường, tất cả động tác đều nhanh nhẹn giống như kẻ trộm, phản ứng linh hoạt giống như hồi còn ở đồn công an năm nào. Tìm kiếm trên đường An Đô hồi lâu mới tìm được một cửa hàng trang phục nhưng chân Cao Thiền vô cùng đau đớn nên Triệu Quốc Đống đành phải mua một cái váy rồi để Cao Thiền thay ngay trên xe. Mặc dù không gian trong xe cũng lớn nhưng Triệu Quốc Đống sao dám ngồi trong xe, sau khi Cao Thiền thay váy xong thì mới tìm đi một bệnh viện ven đường, dắt díu Cao Thiền khập khiễng vào chụp X, quang, cũng may là xương cốt không bị sao cả mà chỉ bị thương ngoài da và cơ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Không muốn về nhà. Không muốn về thì cô định đi đâu? Triệu Quốc Đống nhíu mày cảnh giác, cô bé này muốn làm gì? Thời tiết nóng bức như vậy mà về nhà thì chỉ có ngồi xem tivi sao? Cao Thiền nói với vẻ chán ngán. Không phải đều do anh sao, nếu tôi không bị thương thì tôi còn đi bơi được, giờ tôi làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngồi ở nhà, ngay cả tắm cũng không xong. Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay cười, cô gái này hình như cứ dính vào mình. Mình với cô bé này cũng chưa quen thân lắm, mình cũng còn có chuyện, nhưng nếu bỏ lại đối phương trong tình cảnh này thì không được, nói cho cùng thì người ta bị thương cũng là do mình mà. Vậy cô muốn đi tới chỗ nào? Tôi đưa cô đi, tôi còn có chuyện nên không có nhiều thời gian ở bên cô được. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu. Tôi biết anh là phó thị trưởng, là người bận rộn, được rồi, anh cứ vứt tôi ở chỗ này đi, tự tôi đi được. Sắc mặt Cao Thiền lập tức trở nên lạnh lẽo. Triệu Quốc Đống thở dài một hơi, biết rõ chuyện này mình phải giải quyết dứt điểm rồi, sao mình lại có duyên với người nhà Đường Cẩn như vậy. Đến Tĩnh huyện nghiên cứu mà cũng gặp phải chuyện như vậy, đến ban tổ chức cán bộ một chuyến mà cũng va chạm khiến cô gái này bị thương, đây chẳng lẽ là thiên ý. Cao Thiền đưa mắt nhìn xung quanh, Triệu Quốc Đống đang đứng ở một góc gọi điện thoại, cô liếc nhìn thì thấy thần sắc đối phương dường như rất nghiêm túc, chắc là đối phương thực sự có chính sự. Người này vốn là người yêu cũ của chị họ mình, chẳng trách mình thấy quen mặt, về đến nhà ngẫm nghĩ hồi lâu mãi cho đến khi Đồng Uy đi cảm tạ tên này thì mới mơ hồ cảm giác được hắn chính là người yêu trước kia của bà chị họ mình. Chẳng qua đây là chuyện 6, 7 năm trước, lúc ấy mình mới vừa vào trường cao trung nên chẳng biết gì cả, lúc đó chỉ cảm thấy chị họ của mình hình như khá hạnh phúc chứ cũng chưa từng gặp người này. Rồi đến một ngày nhìn thấy một tà áo mưa giấu dưới giường trong phòng ngủ chị họ mình thì cô khiếp sợ hồi lâu. Đến lúc đó cô mới biết chị họ mình cùng với người này đã sớm làm cái chuyện ABCZ kia. Thế nhưng về sau lại cũng không nghe thấy chị họ mình đề cập tới người này nữa, giống như người này chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. Lúc ấy mình có hỏi thì bà chị họ chỉ thản nhiên nói là chia tay, còn hỏi mẹ thì mẹ cũng ấp úng không muốn nói nhiều nên mình cũng rất kỳ quái, chị họ mình và người đàn ông này cũng đã từng làm chuyện đó thì sao còn có thể chia tay. Song Cao Thiền biết đời sống tình cảm của chị họ mình sau này cũng không quá thuận lợi, mấy đối tượng tiếp xúc sau này thì cũng chỉ thấy mặt một vài lần rồi không thấy tới nữa. 2 năm gần đây bà chị này chỉ chuyên tâm vào công tác, hiện giờ đã là phó phòng quản lý cư trú ở phân cục Thiên Hà, nghe nói sắp tới sẽ có khả năng được đề bạt làm trưởng phòng, trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất phân cục Thiên Hà. Cao Thiền vẫn rất hoài nghi giữa chị họ mình và người yêu cũ có ẩn tình gì hay không, nhưng chị họ lại không muốn nói nhiều. Còn mẹ cô thì mấy lần hỏi nhiều đến phát cáu, giống như là có cảm giác chột dạ, nhụt chí, còn thái độ của bố cô thì lại bình thản, chỉ có đôi lúc là thở dài nhưng cũng không nói gì cả mà chỉ bảo rằng chị họ cô và đối phương không có duyên, mà bây giờ người kia tiền đồ vô lượng. Điều này làm cho cô thấy rất tò mò. Chỉ có điều sau đó cô lên học cấp 3 thì áp lực càng lúc càng lớn, rồi sau khi lên đại học thì chị họ cô cũng thoát khỏi ám ảnh và làm rất xuất sắc trong công tác, chuyện xưa dần dần phai nhạt. Không ngờ mình lại gặp mặt người đàn ông đó trong tình cảnh này. Chuyện của Đồng Uy cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp, bố của Đồng Uy lại trở lại cương vị một lần nữa, mà phòng giáo dục huyện cũng đồng ý sang năm đưa ra một chỉ tiêu giải quyết việc của bố mẹ cô. Về vấn đề tạm giam của công an thì hình như là công an chủ động hủy bỏ, đương nhiên nhà Đồng Uy cũng thôi yêu cầu đòi truy tố bồi thường. Người đàn ông này nói lời giữ lời,
làm tròn lời hứa của mình, điều này làm cho cả nhà Đổng Uy đều cảm động đến rơi nước mắt vì vị phó thị trưởng cao quý này, điều này làm cho Cao Thiền khó chịu. Đầu năm nay TV chiếu phim Bao Thanh Thiên nên cô cảm thấy nhà Đổng Uy coi tên họ Triệu này giống như Bao Thanh Thiên vậy. Đến khi Triệu Quốc Đống trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống thì Cao Thiền mới như từ trong mộng tỉnh lại. Hình như anh thật sự rất bận. Cũng có chút chuyện, còn vài ngày nữa là sẽ khai mạc hội chợ thương mại nên có một số việc phải thu xếp cho tốt. Triệu Quốc Đống trả lời một cách cẩn thận, miệng lưỡi nhà đầu này rất là sắc bén, chỉ hơi không chú ý một tí là sẽ bị cô móc, xỏ ngay. Anh thực sự mà vội thì cứ đi đi, không cần phải quản tôi. Cao Thiền liếc nhìn đối phương một cái rồi cười ảm đạm. Triệu Quốc Đống lại càng cảnh giác, cười xòa. Cũng thu xếp xong cả rồi, thật xấu hổ khi hôm nay đã biến cô thành như vậy, sẽ không thành sẹo đó chứ. Sẹo cái gì, đùi chỉ bị tổn thương chút ít. Mặt Cao Thiền hơi đỏ. Ha ha, phụ nữ hiện nay đều rất chú ý tới điều này, nếu để lại sẹo thì chẳng phải là tiếc nuối sao. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói, hắn phát hiện tâm tư cô bé này không chuyên chú, ánh mắt nhìn mình lúc này khác hẳn với lúc trước, luôn luôn có vẻ quái dị như có như không, trông cứ như muốn nhìn thấu cái gì đó của mình vậy. Triệu Quốc Đống khá mẫn cảm với cái này, đoán chừng có khi cô gái này đã nhận ra được điều gì đó, chỉ có điều không biết là cô bé này biết được mình từ đâu, là từ chỗ Đường Cẩn hay là Cao Chí Minh và Đường Linh. Cao Thiền cũng nhận thấy hình như Triệu Quốc Đống đang quan sát mình một cách cẩn thận nên mặt đỏ bừng lên. Triệu Quốc Đống càng khẳng định phán đoán của mình, hắn còn có ý nghĩ rằng hôm nay đối phương rằng co với mình chỉ là cái cớ. Đủ loại hình ảnh ngày xưa như từ từ hiện lên trong lòng, chỉ có điều chuyện cũ là hồi ức chứ không có khả năng trở lại như trước được. Cao Thiền, cô biết cái gì? Triệu Quốc Đống đột nhiên đặt câu hỏi khiến Cao Thiền cả kinh đứng bật dậy khiến vết đau phát tác khiến cô bật thốt. Ối! Một tiếng rồi ngả lệch sang một bên. Triệu Quốc Đống hoảng sợ vội vàng đứng dậy đỡ lấy vòng eo và đầu vai đối phương, khí chất thanh tân đầy sức sống có phần mê hoặc của người thiếu nữ trong nháy mắt cũng truyền tới mũi Triệu Quốc Đống. Dìu Cao Thiền ngồi xuống xong Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu rồi trở lại vị trí của mình, nói dửng dưng. Cô không cần che giấu gì cả, tôi biết cô, hình như cô cũng biết tôi. Anh biết tôi từ lúc nào? Mặt Cao Thiền đỏ ửng, tình cảm của người thiếu nữ lúc này đang nở rộ, đôi đồng tử đen láy lúc nhắm lúc mở. Môi thắm mày ngài đến mê người. Ừ, chính là đêm hôm đó, sau khi cô đi rồi nghĩ hình như đã gặp qua cô ở chỗ nào rồi, về sau mới nhớ ra đã thấy cô trong album ảnh của Đường Cẩn, có điều khi đó cô vẫn chỉ là một cô bé con. Triệu Quốc Đống có phần cảm khái không nói lên lời, có một số việc không phải muốn quên là có thể quên được, mỗi một nét bút, nét họa giống như một lưỡi dao khắc sâu trong tim, cốt tủy. Cao Thiền cũng rất mẫn cảm. Cô cảm thấy được sự bối rối và đau xót của Triệu Quốc Đống trong giây phút này nên liền hỏi ngay. Vậy tại sao anh lại phải rời xa chị của tôi? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Cao Thiền một chút, nhìn thấy đối phương không giống như đang giả bộ thì mới cười khổ nói. Vấn đề này thì cô nên hỏi chị họ của cô mới đúng. Biểu tình của anh và chị họ tôi đều giống nhau, đều là cười cay đắng và không chịu kể. Cao Thiền càng thấy tò mò. Tôi biết lúc ấy anh và chị họ tôi gần như là sẽ bàn tới chuyện cưới xin rồi, chị họ tôi cũng yêu anh đến chết đi sống lại, cuối tuần nào cũng đều muốn ở bên anh, vậy vì sao anh lại rời bỏ chị họ tôi? Yêu đến chết đi sống lại. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nước sóng xanh biếc, cành lá bên sông khẽ lay động, tình cảnh bên bờ sông Ninh Giang dưới ánh trăng xưa kịp, hắn lắc đầu vô thức. Chuyện cũ như mây khói, tình này chỉ có thể trở thành hồi ức. Cho dù Cao Thiền truy hỏi như thế nào thì Triệu Quốc Đống đều không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, chuyện quá khứ đã qua thì cứ để nó qua, hắn không muốn sẽ phát sinh ra cơn sóng nào, tình cảm của mình cũng đã đủ phức tạp rồi, mà hết thảy những điều này đều không rời khỏi đoạn cảm tình với Đường Cẩn. Chẳng qua nghe được tình hình hiện tại của Đường Cẩn từ miệng Cao Thiền thì lại khiến trong lòng Triệu Quốc Đống khẽ run lên, trưởng phòng quản lý cư trú, lại độc thân, chẳng lẽ người phụ nữ nào từng quấn quýt với mình thì đều thích độc thân sao? Triệu Quốc Đống không tin mình có sức hấp dẫn lớn như thế, nhưng hắn có phần kinh ngạc và xấu hổ khi phát hiện rằng sâu trong nội tâm của mình lại có chút đắc ý và vui sướng khi biết được tin tức này. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự thấp hèn của mình. Quyển 11, chương 55. Cù Vận Bạch vẫn chưa về, Triệu Quốc Đống nhàm chán vô vị nên mở TV xem tin tức về Ando, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt hắn. Chiều hôm nay, Phó Bí Thư Thị ủy,
thị trưởng Diêu Văn Chí hội kiến Lưu Kiều thành viên hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư Trung Hoa, Khuất Bình phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng, Cù Vận Bạch phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu tại khách sạn Cẩm Giang. Thị trưởng Diêu đã tỏ vẻ hoan nghênh việc tập đoàn Thương Lãng cùng với tập đoàn Thiên Phu đến Ando hợp tác. Ando là thành phố có nền kinh tế sinh động và lớn nhất khu vực Trung Tây, cũng là trung tâm thương nghiệp trong toàn khu vực Trung Tây. Ando hoan nghênh các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài có thực lực tới phát triển Ando, đồng thời cũng xây dựng một thành phố có hoàn cảnh thích hợp nhất để phát triển xí nghiệp theo hướng phi công hữu. Triệu Quốc Đống thấy nụ cười của Diêu Văn Chí là lại bực mình, vì sao Thương Lãng và Thiên Phu đột nhiên muốn tiến vào ngành bất động sản Ando. Tên Diêu Văn Chí này đúng là biết nắm bắt cơ hội. Kỳ thật Triệu Quốc Đống cũng biết được kế hoạch này, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu đã liên thủ khai phá Hồ Lô Châu, khu đất lớn nhất ở trung tâm thành Nam, song phương cũng đã ký hiệp nghị dự thảo, tập đoàn đầu tư Trung Hoa, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu cùng giành được khu đất vàng với diện tích khoảng 2.200 mẫu, ngoài ra ba tập đoàn còn liên kết với chính quyền Ando khai thác một khu đất vàng để xây dựng một tổ hợp gồm trung tâm hội nghị, thương nghiệp và cư trú. Trong đó tập đoàn đầu tư Trung Hoa, tập đoàn Thương Lãng và Thiên Phu Ando sẽ đầu tư 2 tỷ trong vòng 3 năm để xây dựng một trung tâm hội nghị quốc tế hiện đại hóa. Trong này bao gồm một viện ca kịch khổng lồ, một tòa triển lãm nghệ thuật, một bảo tàng lịch sử, một hội trường âm nhạc đa chức năng, hơn nữa sau khi kết thúc còn xây dựng cho thành phố Ando một trung tâm văn hóa nghệ thuật tổng hợp. Cái kiểu đầu tư xây dựng công trình công cộng cho chính quyền để đổi lấy quyền khai phá đất đai này cũng không hiếm gặp, nhưng quy mô đầu tư lớn tới mức này thì khá hiếm thấy ở trong nước. Nếu chỉ riêng hai nhà Thương Lãng và Thiên Phu thì còn có vẻ lực bất tòng tâm, nhưng cộng thêm sự tham gia của tập đoàn đầu tư Trung Hoa thì nếu hoàn thành sẽ là một sự nghiệp vĩ đại. Có điều Triệu Quốc Đống lại không ngờ Thương Lãng và Thiên Phu lại chọn hội chợ thương mại này để xuất hiện, chắc chắn đây là do Diêu Văn Chí bày trò, chọn ký kết hợp đồng vào thời điểm này thì không thể nghi ngờ gì sẽ làm nổi bật thành quả thu hút đầu tư của Ando, nhất là tập đoàn đầu tư Trung Hoa đến từ Hồng Kông, Thương Lãng đến từ Thượng Hải thì lại càng chứng minh sức thu hút đầu tư của Ando. Mấy tiếng bước chân khẽ vang bên ngoài cửa chính, Cù Vận Bạch vừa đi vào thì bắt gặp ánh mắt quái dị của Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch kinh ngạc nhìn lại thì thấy quần áo của mình cũng không có gì bất ổn, lúc này mới liếc nhìn hắn đầy hờn dỗi. Làm sao vậy, chị mặc bộ này có gì không ổn à? Không phải, chỉ là vừa nãy em nhìn thấy hình tượng sán lạn của chị ở trên TV nên giờ muốn xem so với ngoài đời thì có gì khác không thôi. Triệu Quốc Đống đứng dậy. Cái tên Khuất Bình kia cũng đến à? Ồ, tin ở đâu vậy? Đài truyền hình Ando à? Cù Vận Bạch cởi giày thay dép lê rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Ừ, Vận Bạch, chị và Khuất Bình đúng là biết tạo thế cho Diêu Văn Chí đó, thế nào, định ký hợp đồng vào hội chợ thương mại sao? Đúng vậy, thị trưởng Diêu yêu cầu như vậy, đây cũng không phải chuyện đáng ngại gì, không phải là nhân lúc náo nhiệt thì tạo thêm không khí sao? Cù Vận Bạch thay một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm rồi ra ngoài. Chỉ cần về tới nhà là cô lại không muốn đi ra ngoài nữa, một mình thoải mái, check mail, viết lách vài thứ, không có chuyện gì thì xem TV, hết sức mãn nguyện, có điều từ sau khi tới Thiên Phu thì những thời gian này đã ít đi rất nhiều. Mấy năm nay đều dùng chiêu này, Hoài Khánh cũng giữ hạng mục của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn tới hội chợ thương mại, nghe nói trên tỉnh cũng có ý này, xem ra tất cả mọi người đều nóng lòng so bì với nhau một lần. Triệu Quốc Đống lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Ồ! Đúng rồi, Quốc Đống, nếu công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn đầu tư to như thế thì phải có nhà xưởng rồi thì trụ sở nghiên cứu phát triển và hành chính. Công ty xây dựng Thiên Phu bọn chị cũng muốn đến đấu thầu hạng mục này, chắc sẽ không ảnh hưởng đến em chứ. Cù Vận Bạch đúng là thương nhân đúng nghĩa, nếu đã tới Thiên Phu thì cô đều một lòng một dạ nghĩ cho Thiên Phu đồng thời cũng không quên chú ý đến bên Triệu Quốc Đống. Thiên Phu thực sự thiếu công trình sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Hắn không hy vọng nhìn thấy tập đoàn Thiên Phu tiến vào trong phạm vi công tác của mình, như vậy rất có khả năng tình ngay lý gian. Quốc Đống, đây không phải là vấn đề Thiên Phu thiếu công trình này, bọn chị cũng định đấu thầu quanh minh chính đại, công trình xây dựng hạng mục công ty quốc tế Hoa Tâm thì bọn chị cũng đã nắm được một nửa, đây là cạnh tranh công bằng. Hoài Khánh bọn em và hạng mục của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn cũng có thể đấu thầu công khai mà, nếu Thiên Phu bọn chị không có năng lực giành được thì sẽ phủi tay bước đi. Bọn chị chỉ hy vọng có một sàn đấu công bằng mà thôi. Cù Vận Bạch cũng không hề vì mấy lời của Triệu Quốc Đống mà lui bước, trả lời không hề khách khí. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát đôi má lúm đồng tiền dễ thương của Cù Vận Bạch, thấy đối phương không hề có vẻ đùa giỡn thì cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Vận Bạch, hình như chị quên em là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh,
và bố em cũng có cổ phần trong tập đoàn Thiên Phu sao? Nếu như có người lấy chuyện này làm khó dễ thì em giải thích thế nào? Quốc Đống, chị cho rằng việc này không có vấn đề. Thứ nhất, tập đoàn Thiên Phu có cổ phần của bố em chứ không phải của em. Thứ hai, việc tập đoàn Thiên Phu phát triển lớn mạnh chẳng hề có bất kỳ liên quan gì với công quyền trong tay em cả, điểm này có thể thông qua điều tra để nắm được. Thứ ba, giống như hạng mục đầu tư nước ngoài và Đài Loan của công ty khoa học kỹ thuật Hòa Tấn đó, chị tin dựa theo thường lệ để tiến hành đấu thầu công khai. Đây không phải là hạng mục chính quyền, đấu thầu công khai là cao được kém thua, do tự chủ sở hữu quyết định, chẳng lẽ như thế cũng không được ư? Cù Vận Bạch ngồi xuống rồi dịu dàng dựa vào Triệu Quốc Đống, hiện giờ hai người càng lúc càng bận rộn, thời gian Cù Vận Bạch đi công tác cũng bắt đầu tăng lên nhiều mà trong khoảng thời gian này thì Triệu Quốc Đống cũng bận tới hoa mắt chóng mặt, hai người thường xuyên không được ở bên nhau. Có đôi khi Cù Vận Bạch về thì Triệu Quốc Đống lại không về được, hoặc đôi lúc Triệu Quốc Đống về An Đô thì Cù Vận Bạch lại đi nước ngoài công tác. Ngày xưa một tuần còn gặp hai, ba lần, dần dần hạ xuống một tuần một lần còn đâu đa số thời gian đều tâm tình qua điện thoại. Vận Bạch, em nói không lại chị, chẳng qua em muốn hỏi một câu, không phải bọn chị đã giành được quyền khai phá khu đất Hồ Lô Châu sao, em thấy sau vài năm nữa thì Thiên Phu bọn chị may ra thì miễn cưỡng chống trụ được loại công trình này, như thế thì còn được bao nhiêu tinh lực mà tiếp nhận hạng mục bên ngoài chứ? Triệu Quốc Đống tò mò hỏi. Quốc Đống, em thực sự không biết gia sản của mình hay sao? Còn muốn người ngoài như chị đây giải thích cho em chắc? Cù Vận Bạch liếc nhìn tình nhân của mình đầy kiều mị. Trước tiên không nói tới một hạng mục lớn như vậy thì có nhiều nhà đầu tư, em cũng biết tính cách của Lưu Kiều, làm sao có khả năng để một mình Thiên Phu xây dựng. Một hạng mục như vậy thì dù đồng thời khai thác cũng phải hơn 8 tỷ, ngoài ba nhà đầu tư thì các ngân hàng cũng chiếm một phần tương đối lớn, cho nên nhất định sẽ đầu thầu công khai, đương nhiên công ty xây dựng Thiên Phu bọn chị tự tin có thể nắm được phần nào. Vận Bạch, chị là người ngoài sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười, nói một cách tùy tiện. Em định chuyển một phần cổ phần Thiên Phu cho chị. Cái gì? Cù Vận Bạch chấn động, đây cũng không phải chuyện giỡn, không nói tới hiện giờ tập đoàn Thiên Phu đang phát triển mạnh mẽ, chỉ riêng tài sản trước mắt cũng phải hơn 5 tỷ rồi, tài sản dòng cũng phải ít nhất là 3 tỷ, dựa theo xu thế phát triển trước mắt thì sau 2, 3 năm tới tổng tài sản Thiên Phu hơn 10 tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Câu nói vừa rồi của Triệu Quốc Đống đúng là kinh thiên động địa, khiến một Cù Vận Bạch xưa nay luôn bình tĩnh cũng phải dao động. Vận Bạch, chị sao thế? Thế nào không giống phong cách của chị, chẳng lẽ chị với em còn có gì khác nhau sao? Triệu Quốc Đống liếc Cù Vận Bạch một cái. Đây là cái mà chị đáng được mà. Quốc Đống, ý em là gì? Sắc mặt Cù Vận Bạch liền trắng bệch. Triệu Quốc Đống lập tức nhận ra đối phương hiểu lầm, vội vàng ôm đối phương vào ngực mình, nhưng người Cù Vận Bạch có phần cứng ngắc. Triệu Quốc Đống biết nếu mình không nói rõ ràng thì e là khó mà sống qua đêm nay. Vận Bạch, chị không nên hiểu lầm, em có hai ý đồ. Triệu Quốc Đống không để đối phương phản ứng mà nói tiếp. Gần đây em đã tính toán rồi, hiện tại bố em cũng chỉ nắm 28% cổ phần Thiên Phu, cổ phần của Bồi Ca đại khái khoảng 25%, Huy Ca khoảng 18%, tổng cộng 3 người nắm khoảng 70% cổ phần, em định nhường vị trí đại cổ đông cho Huy Ca, do đó mới tính chuyển 5% cổ phần cho chị, như vậy cũng có thể tránh bại lộ tỷ lệ của bố em cũng chính là em. Người Cù Vận Bạch dần dần thả lỏng ra, cô thấy mình có hơi đa tâm. Hơn nữa chị cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn, chị có thấy phó tổng giám đốc nào mà không có nắm giữ chút cổ phần nào hay không? Điều này vừa khiến cổ đông tập đoàn không yên tâm mà ngay cả bản thân chị cũng sẽ thiếu đi sức ảnh hưởng, do đó nắm giữ cổ phần là thiết yếu, với lại còn phải có đủ cổ phần, ngay như Lâm Duy Đông cũng có 2% cổ phần nên em nghĩ 5% chắc là đủ. Lâm Duy Đông cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu. Nghiệp vụ chủ yếu là phụ trách xây dựng. 5%, con số này cũng tương đương với giá trị tài sản là 200 triệu, trong lúc nhất thời Cù Vận Bạch cũng không biết nên trả lời đề nghị này của Triệu Quốc Đống như thế nào. Làm sao vậy, Vận Bạch, sao vậy, giữa hai chúng ta còn tính toán cái này sao? Triệu Quốc Đống cười trêu ghẹo Cù Vận Bạch. Cả người chị đều là của em, chẳng lẽ còn so đó mấy thứ như vậy sao? Tuy rằng đã ở chung với Triệu Quốc Đống nhiều năm nhưng Cù Vận Bạch vẫn cảm thấy không chịu nổi mấy lời phóng túng của Triệu Quốc Đống, gắt giọng. Ai là người của em ở Bắc Kinh kìa. Không nên đề cập đến cái đó. Triệu Quốc Đống giả vờ tức giận nói. Chỉ có biết rõ lòng em là đủ rồi. Hừ, người biết rõ lòng em có quá nhiều, chị thấy lòng em cũng thật phong phú đa dạng đó.
Cụ Vận Bạch dửng dưng đâm tình lang của mình một câu. Vận Bạch, em đầu hàng còn không được sao? Triệu Quốc Đống không chống đỡ được, giơ tay xin tha, thấy khóe miệng Cụ Vận Bạch mỉm cười thì biết là đối phương cố ý, thế là một tay thì kéo đối phương vào lòng còn tay kia thì sờ nắn loạn cả lên. Quyển 11, chương 56. Một khi dục tình đã bộc khởi thì Triệu Quốc Đống bất chấp mọi nơi, cuộn người Cụ Vận Bạch lại rồi từ từ thưởng thức. Cơ thể của Cụ Vận Bạch không đẫy đà diễm lệ bằng Từ Xuân Nhạn, cũng không săn chắc khỏe khoắn như Cổ Tiểu Âu, lại không nở nang như Từ Thu Nhạn, đồng thời cũng khác hẳn với sự mềm mại trơn bóng của Trương Nghiễm Lan nhưng lại có sức hút vĩnh cửu khó mà diễn tả được bằng lời hấp dẫn thể xác và tinh thần của Triệu Quốc Đống. Kể từ khi hai người dính vào nhau cho đến nay cũng đã có thâm niên 6 năm, vậy mà Triệu Quốc Đống vẫn chưa từng bao giờ chán ghét mà rất ham mê cơ thể này vô cùng. Bất kể là ở Ninh Lăng hay là Hoài Khánh hiện giờ thì mỗi lần trở về An Đô là Triệu Quốc Đống lại nghĩ đến Cụ Vận Bạch đầu tiên, cứ mỗi lần quan hệ với Cụ Vận Bạch là hắn lại có cảm giác hạnh phúc và sung sướng không thể giải thích được. Cụ Vận Bạch bất lực nhìn đôi ma trưởng tham lam du ngoạn trên người mình, chiếc váy ngủ bằng lụa từ từ bị hất ngược lên trên, Triệu Quốc Đống kích thích mỗi điểm mẫn cảm trên người cô một cách thành thạo, cả hai đều đã quá quen với nhau, thậm chí còn cho nhau rất nhiều, Triệu Quốc Đống bao giờ cũng có thể xoa nắn, khiêu khích để khơi gợi dục tình của cô. Đến khi mỹ nhân trong lòng khẽ giãy giụa thì Triệu Quốc Đống hiểu rằng đã đến giờ gờ. Chiếc quần lót siêu mỏng bị tuột xuống, một vùng cỏ rậm đen được cắt tỉa cẩn thận vừa đủ để che giấu khe thịt hồng. Triệu Quốc Đống lắc đầu, đây đại khái chính là chuyện tốt mà Văn Ngạn Hoa chỉ bảo. Cụ Vận Bạch hiện giờ có quan hệ mật thiết với người bạn thân thiết của cô, trong lần đi nghỉ ở Hồng Kông và Ô, X, J, Ly, A của hôm mùng 1 tháng 5 vừa rồi. Hai người nghe nói giới thượng lưu trong xã hội hiện nay đang rộ lên mốt thẩm mỹ cơ thể, không ít phụ nữ đều làm vì muốn lấy lòng người tình của mình, chỉ có điều Triệu Quốc Đống không ngờ một người xưa nay vốn bảo thủ như Cụ Vận Bạch lại chấp nhận cái chuyện mà trước kia dù nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới này. Xem ra vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu đã khiến cô thay đổi không ít, ít nhất thì quan niệm theo đuổi cái đẹp cũng đã có biến hóa rất lớn. Dường như cảm nhận được đôi mắt của tình lang đang nhìn cái gì. Cụ Vận Bạch ngượng ngùng khép chặt hai chân lại, lý nhí. Có đẹp không? Đẹp, rất đẹp, em rất thích. Triệu Quốc Đống cười tươi rồi thò ngón tay vào thăm dò. Làm khi tới Hồng Kông à? Ừ, Văn Tỷ và chị cùng làm, hơi mắc một chút nhưng chị cảm thấy đáng giá. Cụ Vận Bạch khẽ tách hai chân ra, màu đỏ dần dần xuất hiện trên khuôn mặt trắng mịn, mặc sức cảm thụ sự âu yếm của người tình. Triệu Quốc Đống hôn Cụ Vận Bạch một cách ngọt ngào từ môi cho đến sau tai, rồi dần dần trượt xuống cổ và đầu vú. Cơn hưng phấn cực độ khiến núm vú Cụ Vận Bạch sưng to, Triệu Quốc Đống dịu dàng vân vê, từng cơn tê dại từ đầu vú như dòng điện truyền khắp người Cụ Vận Bạch. Cụ Vận Bạch không tự chủ được co quắp người lại, dòng điện tê dại vừa rồi như chạy một vòng trong người cô rồi cuối cùng lại tới chỗ bí ẩn nhất trong cơ thể, kích khởi hàng loạt đê mê. Đã lâu rồi hai người không ở bên nhau, xa cách thắng tân hôn. Những lời này áp dụng vào lúc này cũng hết sức thích hợp. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng lật người Cụ Vận Bạch xuống, dưới cái ngoái nhìn u oán của cô, hắn liền dướn người thúc mạnh một cái. A, à, hai người gần như là cũng rên rỉ đầy thỏa mãn, con đường hoa bị đột nhập một cách dũng mãnh. Cuộc đại chiến hoan ái đầm đìa, nhễ nhại, nhẹ nhàng vui sướng từ diễn ra từ phòng khách vào tới tận phòng ngủ. Trên chiếc giường đơn sắc tím, cơ thể trắng như tuyết ngọc của Cụ Vận Bạch như một đóa mân côi mê người. Đôi gò thịt trắng như tuyết đong đưa lên xuống, cảm giác cực khoái đan xen thống khổ khiến đôi lông mày nhíu lại, tiếng rên rỉ dụ hoặc phát ra từ cổ họng, tất cả tổng hợp lại thành một liều thuốc kích dục mạnh nhất. Các đợt tấn công cứ nối tiếp nhau đưa Cụ Vận Bạch lên tận mây xanh, Cụ Vận Bạch phát hiện mình cũng không thể khống chế được cơ thể của mình, toàn thân mềm nhũn như bông, theo nhịp nhún nhảy của người tình ở bên trên, những tiếng rên rỉ phóng đãng từ cổ họng lẽ nào thật sự do mình phát ra. Cụ Vận Bạch quả thực muốn che lỗ tai mình lại. Ân ái triền miên, từ biến hóa cơ thể của Triệu Quốc Đống, tuy đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn nhưng Cụ Vận Bạch vẫn dùng chút tỉnh táo còn lại xoay người lấy bao cao su dưới gối ra. Vận Bạch, không cần, hôm nay không dùng. Triệu Quốc Đống cũng không biết vì sao mà hôm nay lại hưng phấn như thế, có lẽ là do sự thay đổi của Cụ Vận Bạch kích thích hoặc cũng có thể là do sự xuất hiện của Cao Thiền ngày hôm nay đã khơi gợi tâm tư của mình. Tóm lại hắn chỉ muốn tận tình hưởng thụ màn hoan lạc này. Không, không được. Quốc Đống, chị đang ở kỳ nguy hiểm. Cụ Vận Bạch cả kinh, vội vàng dìm chặt dây cương con ngựa hoang trên người mình. Không quan trọng. Triệu Quốc Đống ép người xuống, lên xuống vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Vận Bạch,
có lẽ em nên cho chị một đứa bé, chẳng lẽ chị không muốn sao? À, người Cù Vận Bạch chợt căng cứng, ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Triệu Quốc Đống, hắn áp môi xuống ngăn lời cô lại, không đợi cô giật mình tỉnh lại thì một dòng dung dịch ấm nóng như thủy triều đã bắn vào cơ thể cô. Mưa bão qua đi, Cù Vận Bạch thất thần cuộn tròn trong lòng Triệu Quốc Đống, tựa như vẫn chưa hồi tỉnh lại. Vì sao? Thật lâu sau Cù Vận Bạch mới hỏi một câu không đầu không đuôi. Không vì gì cả, em cảm thấy tuy em chưa chắc đã có thể làm tròn phận sự một người bố nhưng chị cũng không nên vì em mà bỏ đi cơ hội làm một người mẹ. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên. Em có thể cảm nhận được, Vận Bạch, chị muốn có con thì em sẽ cho chị một đứa, không tốt sao? Người Cù Vận Bạch khẽ run lên, không thể làm mẹ là nỗi tiếc nuối cả đời đối với mỗi người phụ nữ. Cù Vận Bạch không muốn kết hôn nhưng cũng không có nghĩa là cô không muốn có con. Mặc dù khi ở bên Triệu Quốc Đống thì cô cũng không suy nghĩ nhiều nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại tinh tế đến vậy. Không nghĩ tới hắn lại có thể biết được tâm tư chôn giấu sâu trong nội tâm của mình, giờ khắc này nội tâm của cô không tự chủ liền thấy ấm áp. Dường như Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được tâm tình của Cù Vận Bạch lúc này nên hắn càng ôm chặt hơn. Vận Bạch, thực ra em hy vọng chị rời khỏi cơ quan chính phủ là vì ý này, như thế thì dù em có hạn chế nhưng chị thì không. Hiện nay chỉ có thể di dấn đến Hồng Kông hoặc Mỹ, ô, XJ, Ly, A, muốn làm gì thì làm, hoặc nếu còn muốn có thêm nhiều con thì cũng không thành vấn đề, em tin cơ thể hai chúng ta đều không có vấn đề gì. Cù Vận Bạch hơi ngượng ngùng khẽ phát vào lưng Triệu Quốc Đống một cái, như đã cảm giác được ở trong tử cung của mình đã có thêm một sinh mệnh mới, hôm nay mặc dù không phải ngày chứng dụng nhưng cũng vừa mới qua hai ngày, cũng không biết cuộc hoan ái hôm nay thực sự sẽ dẫn tới mang thai hay không. Thấy Cù Vận Bạch im lặng cuộn tròn trong ngực mình thì Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu được, dù sao đột nhiên gặp chuyện lớn như vậy thì cũng phải có thời gian để ngẫm nghĩ. Quốc Đống, hiện giờ chị chưa muốn có con, chị chỉ mới bắt đầu đến Thiên Phu công tác, nếu mang thai thì chậm nhất là cuối năm nay chị sẽ phải bỏ dở công tác, hơn nữa còn phải đi làm thủ tục di dân nữa. Mấy việc này đều tốn nhiều tinh lực, chị cho rằng nên chờ 2 năm nữa. Cù Vận Bạch áp mặt lên ngực Triệu Quốc Đống, thỏ thẻ nói. Vận Bạch, chị cũng sắp 34 rồi, nếu thêm 1 năm nữa thì chị sẽ là sản phụ cao tuổi. Triệu Quốc Đống nhắc nhở. Đàn ông thì không có gì, 64 tuổi vẫn còn có thể được nhưng phụ nữ bọn chị thì không được. Tuổi càng nhiều thì một là đến khi muốn có con lại chưa chắc đã được, hai là mang bầu lúc đó sẽ nguy hiểm, cho nên em đề nghị chị tốt nhất là nên có càng sớm càng tốt. Về phần thủ tục di dân thì cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ chị còn định tự đi làm hay sao? Giờ có nhiều công ty đại lý, chị chỉ cần tìm một công ty chính quy, giao đủ tài liệu và tiền thì bọn họ sẽ lo hết cho chị. Còn về chuyện công tác thì không phải quá đơn giản sao, cho dù mang bầu thì chị vẫn có thể công tác mà, chỉ có điều cần phải chú ý đừng để mệt nhọc và ít đi công tác thôi. Nghe thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, trong lòng Cù Vận Bạch liền có quyết định, vốn cô còn hơi bận tâm Triệu Quốc Đống chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Vậy mà không ngờ Triệu Quốc Đống lại nghĩ sâu xa và cẩn thận cho mình như vậy, rõ ràng là hắn đã sớm cân nhắc về chuyện này. Trong lòng cô rất cảm động, chẳng qua do xưa nay cô không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài nên dù đã chuyển tâm đổi ý nhưng cũng chỉ ôm chặt eo người tình. Không nói chuyện này nữa, công trình tạo người cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thành, hôm nay chưa chắc đã có thể thành công đâu. Triệu Quốc Đống đùa nghịch bầu vú mới bị Cù Vận Bạch che nửa, vừa thoải mái nhào bóp vừa nói. Chị muốn di dân đến đâu thì phải suy nghĩ kỹ càng, Hồng Kông hay là Mỹ, Úc? Chị cũng chưa nghĩ tới đó. Cù Vận Bạch liếc Triệu Quốc Đống đầy hờn dỗi. Hồng Kông hẳn là thích hợp nhất, dù sao cũng đều là quốc gia mình, qua lại cũng thuận tiện, cùng chủng tộc, hoàn cảnh khí hậu ô, XJ, Ly, A thì tốt nhất, còn nước Mỹ thì em không thích lắm, chẳng qua rất nhiều người khi di dân thì đều chọn nước Mỹ đầu tiên. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Em vẫn thấy Hồng Kông là tốt nhất. Cù Vận Bạch liền chuyển đề tài. Quốc Đống, chị thấy hôm nay hình như em có tâm sự phải không? Ồ, làm sao chị biết em có tâm sự? Chuyện cái bụng của chị giải quyết xong rồi thì em chẳng có tâm sự gì cả. Triệu Quốc Đống vuốt ve vùng bụng phẳng lì trơn bóng của Cù Vận Bạch trêu đùa. Thật sự muốn xem lúc bụng của Vận Bạch phồng lên như thế nào. Bị lời trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm dao động tâm ý, Cù Vận Bạch khó khăn lắm mới khắc chế được tình ý. Quốc Đống. Đừng ngắt lời, chị biết em có tâm sự, có phải chuyện công việc hay không? Không có gì, chỉ là bộ máy Hoài Khánh bọn em sắp có điều chỉnh, giờ cũng chưa biết sẽ động như thế nào, em đang cân nhắc nên định vị mình ở đâu.
Triệu Quốc Đống rút cánh tay đang nghịch cù vận bạch lại đưa ra sau gáy rồi tựa vào đầu giường nói. Ở Hoài Khánh cũng đã sắp được 2 năm rồi, em vẫn cảm thấy không được thoải mái như ở bên Ninh Lăng, nếu như có thể chọn thì quả thực em nguyện ý chọn quay về Ninh Lăng. Có phải là cảm thấy bên Hoài Khánh này không có bạn bè tâm đầu ý hợp hay không? Cù vận bạch hỏi ngược lại. Cũng không rõ nữa, có lẽ là bản thân em chưa thực sự hòa nhập vào quần thể này, hoặc cũng có thể nói là em chưa kiên quyết ngồi vào vị trí này. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Bản thân em cảm thấy mình thích hợp làm người đứng đầu hơn, làm phó quả tình là không thích hợp với em, chỉ sợ dễ nản lòng. Triệu Quốc Đống vừa nói xong một câu liền chọc cả hai người đều cười phá lên. Quyển 11, chương 57. Chỗ yếu của cậu là kinh nghiệm, làm chức phó giám đốc sở trong thời gian ngắn. Hơn nữa cậu từ cấp huyện lên cấp sở càng ngắn hơn, tuổi mới 30. Vì thế ở điểm này tôi sợ sẽ bị vướng ở bên Bí Thư Yến. Qua Tính cười nói, ngày hè mà ăn canh cá chua Quý Châu sẽ tiện giải nhiệt. Hơn nữa Triệu Quốc Đống này cũng cẩn thận biết mình không thích ăn cay nên chuẩn bị canh chua. Triệu Quốc Đống này cũng có cái miệng ăn ngon. Ở thành phố An Đô có chỗ nào ăn ngon đều bị hắn biết. Chẳng qua Qua Tính cũng khá thích khi ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống, chị giờ có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Trưởng ban Qua, chị nói tôi tuổi còn trẻ một chút thì tôi thừa nhận, nhưng kinh nghiệm thì không phải. Tốt xấu gì tôi cũng đi từng bước từ cơ sở lên, không phải có kinh nghiệm hơn người từ trên xuống sao. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, chú có phải đang đá đều anh không? Vương Phủ Mỹ bỏ đũa xuống. Lau mồ hôi trên trái rồi nói. Trưởng ban Qua chỉ ra khuyết điểm của cậu để cậu phải tỉnh táo, vậy mà cậu còn đâm vào chỗ đau của anh. Dẫm vào đầu anh là cậu có thể lên sao? Ha ha, đây là anh tự chụp mũ cho mình, em không nói anh mà. Em thấy chỉ tiêu kinh tế Thiên Châu năm nay lên rõ ràng. Trong hội nghị kinh tế lần trước Chủ tịch Tần còn khen Thiên Châu năm nay có nhiều khởi sắc. Triệu Quốc Đống nói. Sao? Có phải em nên nịnh anh vài câu trước mặt trưởng ban Qua thì anh mới thoải mái không? Được rồi Quốc Đống, chờ cậu ngồi trên vị trí như Bí Thư Ninh khen thì tôi còn vui, bây giờ cậu tự lo cho mình đi. Vương Phủ Mỹ không thèm để ý tới hắn. Ba người đã nhiều lần ngồi ăn với nhau. Vương Phủ Mỹ mặc dù trên từ tỉnh xuống nhưng coi như là nhân vật kiên định. Mặc dù lúc đầu y có chút va chạm với Mục Cương, nhưng đây là do lúc mới vào chưa quen thuộc. Bộ máy Thiên Châu năm nay đoàn kết hơn nhiều. Mục Cương và Vương Phủ Mỹ phối hợp với nhau cũng khiến cho kinh tế Thiên Châu phát triển tốt đẹp. Qua Tính có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Đây không hoàn toàn vì hắn giúp chị mua nhà cho con gái ở Bắc Kinh, mà là Qua Tính thấy này biết cách đối nhân xử thế, biết nặng nhẹ, đúng mực. Triệu Quốc Đống khác các cán bộ trẻ tuổi khác, nhiều người luôn kiêu căng, lại có người ra vẻ thâm trầm nghĩ như vậy là thành thục nhưng lại không nghĩ tới cán bộ trẻ tuổi quan trọng nhất là khí thế. Sự tiến thủ. Mà Triệu Quốc Đống không phải hai loại người kia. Người trẻ tuổi muốn phát triển đó là điều rất bình thường. Ai chẳng muốn leo lên vị trí quan trọng hơn. Bây giờ bộ máy Hoài Khánh sẽ động, Triệu Quốc Đống cũng là một trong các ứng viên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hơi kém so với mấy ứng viên khác. Quốc Đống, tôi thấy cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn dài. 30 tuổi đã lên vị trí này có thể nói là duy nhất trong tỉnh. Còn thấy chưa đủ sao? Qua Tính nói. Cái là của cậu thì cuối cùng sẽ là của cậu, trên tỉnh cũng phải cân nhắc tình hình thực tế của Hoài Khánh. Ngoài ra chỉ sợ cũng cần hỏi ý kiến Trần Anh Lộc. Trưởng ban Qua, tôi biết mình được như thế này đã quá cao, tôi cũng thấy đủ. Chẳng qua tôi có chút nuối tiếc, Hoài Khánh bây giờ đang đứng ở thời kỳ rất quan trọng, công ty Hòa Tân tiến vào khu khai phát Hoài Khánh sẽ khiến ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh phát triển mạnh. Mà mấy công ty lớn của Hoài Khánh cũng đang dần hồi phục. Tôi đã cùng sở tài chính bàn với nhau năm nay sẽ cho mấy công ty vay tiền, giúp mấy công ty cải tiến kỹ thuật. Như vậy có thể khiến mở rộng thị trường, thay cho sản phẩm nhập khẩu. Hơn nữa công ty máy công cụ bây giờ cũng đang chuẩn bị niêm yết lên thị trường chứng khoán, có lẽ nhanh nhất sang năm là xong. Có thể nói Hoài Khánh chúng tôi sắp tiến vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế tốc độ cao. Nếu nắm bắt cơ hội này thật tốt thì vị trí của Hoài Khánh trong kinh tế toàn tỉnh sẽ tăng nhiều. Qua Tính lẳng lặng nghe Triệu Quốc Đống nói. Vương Phủ Mỹ cũng không lên tiếng gì. Y đương nhiên biết ý đồ của Triệu Quốc Đống, chẳng qua chuyện này Vương Phủ Mỹ không thể giúp được gì cô Triệu Quốc Đống, thậm chí có thể nói chuyện này Vương Phủ Mỹ chỉ có quyền đề cử mà thôi. Thị trưởng, bí thư các thành phố, thị xã hầu hết phải do bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh bàn với nhau. Ngay cả phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng không có nhiều quyền quyết định.
Ba người ăn khá ngon miệng. Vương Phủ Mỹ ăn xong liền đi. Y biết Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh có chuyện cần bàn. Quốc Đống, tôi bây giờ còn chưa rõ ý của Bí Thư Ninh. Nhưng có một điều khẳng định, Hà Chiếu Thành không thể ở Hoài Khánh này nữa. Tháng 7 này trường đảng tỉnh sẽ có một lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp giám đốc sở, tôi đoán Hà Chiếu Thành sẽ tham gia. Như vậy do ai chủ trì công việc là rất quan trọng. Mà biểu hiện trong giai đoạn này cũng quan trọng, cho nên có nhiều biến số. Tôi chỉ có thể cố gắng giúp cậu nhưng chuyện này tôi không thể quyết định. Qua Tĩnh nói khá thẳng. Đàm Lập Phong có lẽ cũng đang hoạt động. Tôi thấy Bí Thư Yến đánh giá khá cao Đàm Lập Phong. Thời gian trước trong hội nghị công tác tổ chức, Bí Thư Yến còn đề cập khi phân công Bí Thư, thị trưởng cần phải thận trọng, phải có tố chất chính trị tốt, kinh nghiệm công tác phong phú. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu. Qua Tĩnh có thể nói như vậy đã là hết khả năng cho phép. Đúng như chị nói, có một số việc làm hết sức là đủ. Với sức ảnh hưởng của Qua Tĩnh trước mặt Ninh Pháp, Triệu Quốc Đống tin rằng Qua Tĩnh nhất định sẽ đề cử mình với Ninh Pháp. Nhưng thái độ của Ninh Pháp bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Mình nếu mạo muội bảo Thái Chánh Dương ra mặt có lẽ còn tạo tác dụng phụ, không chừng lại đều Ninh Pháp thấy mình quá tham. Triệu Quốc Đống không muốn Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh có ấn tượng không tốt về mình. Hắn muốn dùng biểu hiện trong công việc mà chinh phục sự tán thành của lãnh đạo. Tôi tuyên bố hội chợ thương mại khu vực Trung Tây lần thứ tư bắt đầu. Theo tiếng nói của Phó Thủ tướng Văn, hàng ngàn hàng vạn quả bóng bay được bay lên, buổi diễn nghệ thuật chào mừng được diễn ra. An Nhiên đi cùng Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong tới thăm khu triển lãm của Hoài Khánh. Công tác thương mại do An Nhiên phụ trách, nhưng mảng thu hút đầu tư lại của Triệu Quốc Đống. Vì thế lần này do hai người cùng phụ trách. Chủ tịch Nhâm, ngài xem, bố trí trong gian hàng này Hoài Khánh chúng tôi chủ yếu thể hiện ưu thế của mình. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên nổi tiếng cả nước, hơn nữa còn nổi tiếng về ngành sản xuất cơ giới chế tạo. Cho nên tôi cùng thị trưởng Triệu đã bàn chủ yếu lộ ra hai ưu thế này của Hoài Khánh, hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngài xem, đây là đĩa giới thiệu về khu khai phát Hoài Khánh. An Nhiên cũng tốn không ít tâm tư cho hội chợ thương mại lần này. Cô và Triệu Quốc Đống bàn qua rất nhiều lần. Theo An Nhiên thấy phương tiện trụ cột của Hoài Khánh không kém các thành phố, thị xã khác, thiếu chính là mấy năm nay cục diện chính trị không ổn định, ngành cơ giới kém phát triển khiến cho việc thu hút đầu tư chậm chạp. Khó khăn lắm mới thấy hạng mục quốc tế hoa tâm to như vậy thì lại bị An Đô cướp. Cho nên khi bố trí gian hàng, An Nhiên liền cố ý tránh nằm cùng chỗ với An Đô. Nhâm Vi Phong gật đầu, phải nói gian hàng bố trí rất tốt. Vừa tỏ rõ ưu thế hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh, cũng thể hiện trụ cột ngành công nghiệp cơ giới của Hoài Khánh. Nhà máy cơ giới mặc dù đã được cơ giới An Vũ thu mua nhưng cái tên vẫn được giữ lại, mấy công ty khác tuy suy yếu nhưng vẫn còn có tiếng tăm. Tiểu An, hội nghị lần này có thể nói vượt qua mấy lần trước nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên hội chợ thương mại năm nay ít đi nhiều nhà đầu tư Âu, Mỹ. Mà nhà đầu tư Đài Loan cũng giảm đi nhiều. Như vậy Hoài Khánh xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin thì đã có chuẩn bị gì về mảng này? An Nhiên hơi phục Triệu Quốc Đống, trước đó Triệu Quốc Đống đã nói tới việc này. Nói Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong quan tâm tới sự phát triển của Hoài Khánh, nhất định sẽ tới thị sát gian hàng của Hoài Khánh, hơn nữa sẽ hỏi vài vấn đề. Vì thế cũng đã yêu cầu bố trí gian hàng chu đáo, thể hiện hết ưu thế của Hoài Khánh, đồng thời cũng phải chuẩn bị mấy câu hỏi để lãnh đạo trả lời sẽ không bị động. Quyển 11, chương 58. Đến khi Tùy Dương và mấy vị khách rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ việc Phó Thủ tướng Văn có thể cùng Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu đi thăm mấy gian hàng triển lãm không. Theo lý thuyết buổi sáng các lãnh đạo sẽ làm nhiệm vụ tiếp đón. Phó Thủ tướng Văn không nói, nhưng Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu nhất định sẽ rất bận. Khu vực Trung Tây có nhiều lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền đến như vậy, bọn họ còn không tiếp sao. Tổng hợp lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy Phó Thủ tướng Văn chưa chắc đã xuống nên có chút nuối tiếc. Buổi diễn văn nghệ đã kết thúc, các nhà đầu tư cũng bắt đầu vào các gian hàng để xem. Thi thoảng lại thấy mấy người nước ngoài cao lớn đi tới, có người nước ngoài vừa nhìn là biết không phải nhà đầu tư mà là khách du lịch, hay tới mấy nơi bán đặc sản, cầm lên nhìn, ngửi. Thị trưởng Triệu, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Triệu Quốc Đống nghe giọng quen tai liền xoay người lại thì thấy đúng là người quen. Chẳng qua đây là người mang tới không ít chua xót cho hắn, đương nhiên đó đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa lựa chọn của đối phương rất sáng suốt nên Triệu Quốc Đống không thể nói gì. Trương tiên sinh, hôm nay sao lại có hứng thú tới xem hội chợ vậy? Triệu Quốc Đống cười cười đứng lên đưa tay bắt tay đối phương.
Quốc tế Hoa Tâm chẳng lẽ còn chuẩn bị đầu tư hạng mục nào nữa? Vậy ngài không được quên Hoài Khánh chúng tôi đó. Ha ha, thị trưởng Triệu sao vẫn còn nghĩ tới việc này chứ? Hứa Ngôn Hoa không phải đã xác định Hoài Khánh rồi sao, vậy mà vẫn còn ghi hận trong lòng với công ty tôi ư? Trương Giật Kinh cười cười nhìn gian hàng của Hoài Khánh và nói. Thị trưởng Triệu, bố trí của Hoài Khánh khác mấy chỗ khác, sao toàn giới thiệu hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn của Hoài Khánh vậy? Sao không giới thiệu sự phát triển kinh tế thế? Ha ha, Trương tiên sinh, khu triển lãm chỉ có từng này, tôi cảm thấy phải đưa điều hấp dẫn nhất của Hoài Khánh ra trước mặt mọi người. Về phần phát triển kinh tế và phương tiện trụ cột thì tôi nghĩ chỉ bằng vào mấy bức ảnh hoặc mấy câu nói thì khó làm nhà đầu tư tin tưởng. Tốt nhất là mời khách có hứng thú đi khảo sát thực địa. Triệu Quốc Đống một bên mời Trương Giật Kinh vào ngồi, một bên nói. Tiểu sở, mang trà của huyện Thanh Bình lên rót cho khách quý. Trương tiên sinh, mấy vị là... Ồ, cậu thấy tôi đó, tôi thấy cậu nên vui quá mà quên giới thiệu bạn. Lại đây tôi giới thiệu một chút, vị này là La tiên sinh của công ty Nhân Bảo, đây là Tần tiên sinh của công ty Đại chúng, Trần tiên sinh của công ty Tinh Anh. Bọn họ đều là bạn bên Đài Loan của tôi, lần này vốn đến xem tình hình xây dựng của công ty tôi tại An Đô nên thuận tiện tới xem hội chợ. Trương Giật Kinh có quan hệ khá rộng bên Đài Loan, y đột nhiên tiến vào Trung Quốc. Sau đó công ty Hòa Tân cũng tiến theo đã khiến không ít công ty điện tử Đài Loan chú ý tới xu thế này. Vì thế lần này có hội chợ thương mại ở tỉnh An Nguyên khiến các nhà đầu tư Đài Loan tổ chức thành đoàn tới xem xét tình hình. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, Nhân Bảo là công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất máy vi tính Đài Loan. Mà công ty Đại chúng cũng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử. Về phần công ty Tinh Anh đó là công ty lớn về ngành thông tin của Đài Loan. Mấy công ty này đột nhiên đến tham gia hội chợ thương mại làm Triệu Quốc Đống ngửi thấy điều khác lạ. Ha ha, chào mừng, Trương tiên sinh, Đài Loan và Đại Lục là một nhà. Bây giờ hai bên hợp tác kinh tế càng lúc càng dày đặc, quan hệ mật thiết. Đài Loan có tài chính và kỹ thuật, nội địa có thị trường và con người, cơ hội hợp tác của hai bên càng nhiều. An Nguyên nằm ở trung tâm Trung Quốc, là tỉnh lớn nhất về kinh tế của khu vực Trung Tây. Chúng tôi cũng hoan nghênh các vị khách Đài Loan tới tỉnh An Nguyên khảo sát. Triệu Quốc Đống cười nói. Mời mọi người uống trà Thanh Trâm nổi tiếng của Hoài Khánh. Đây là trà được trồng ở khu vực đồi núi cao trên 850 mét so với mực nước biển, sơ chế với phương pháp thủ công. Triệu Quốc Đống rất khôn khéo chuyển sang ngành nghề của Hoài Khánh, xảo diệu khiêu khích đối phương chú ý. Ừ, đúng là rất được. Trương Giật Kinh nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức rồi gật đầu nói. Tươi mát thấm lòng người, làm người ta tỉnh táo. Mấy người Đài Loan kia cũng đều gật đầu đồng ý. Triệu Quốc Đống thấy thế thì khá vui vẻ giống như được khen vậy. Thị trưởng Triệu, Hoài Khánh lần này ngoài ký hợp đồng với công ty Hòa Tân ra thì còn có nghĩ con đường nào khác không? Trương Giật Kinh không đi vòng vo quá nhiều, chỉ một hai câu đã về chủ đề chính. Tôi nghe nói trên tỉnh muốn tạo hành lang ngành sản xuất điện tử thông tin An Đô Hoài Khánh. Bây giờ bên An Đô đang tích cực chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp phần mềm lớn nhất nội địa, bên Hoài Khánh chẳng lẽ không có suy nghĩ về việc này? Trương tiên sinh, tôi cũng nghe nói tới việc này. Khu công nghiệp phần mềm của An Đô thực ra đã nói từ lâu, không phải đề tài gì mới nhưng mãi vẫn chưa áp dụng vào thực tế. Thành lập hành lang ngành điện tử thông tin cũng mới được đưa ra khi Quốc tế Hoa Tâm chính thức đầu tư vào An Đô cùng với việc công ty Hòa Tân đầu tư vào Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống biết Trương Giật Kinh đây là muốn thử mình. Cũng muốn hắn thay mặt giới thiệu An Đô và Hoài Khánh. Hắn đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Đối với An Đô thì đây là nằm ở trung tâm khu vực Trung Tây, tiếp giáp Nam Bắc, cũng là trung tâm tài chính, văn hóa, giao thông của khu vực Trung Tây, lan rộng ra cả thị trường nội địa rộng lớn, hơn nữa còn có tài nguyên khoa học, đào tạo mà các tỉnh xung quanh không thể so sánh, có không ít trường đại học nổi tiếng cả nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thông tin. Có thể nói phát triển ngành phần mềm ở tỉnh An Nguyên là có ưu thế trời ban. Ở điểm này Hoài Khánh chúng tôi có thể nói là không sánh bằng. Trương Giật Kinh và mấy vị khách nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Nhưng chính xác mà nói An Đô thích hợp phát triển ngành phần mềm, Hoài Khánh lại thích hợp phát triển phần cứng hơn cả. Trong khi phát triển ngành điện tử thông tin thì Hoài Khánh cũng có ưu thế của mình. Hoài Khánh chúng tôi có hoàn cảnh tự nhiên đứng đầu cả tỉnh, thậm chí cả nước, có tài nguyên lao động phong phú. Hơn nữa Hoài Khánh cũng chuẩn bị xúc tiến việc hợp tác giữa công ty và nhà trường, tăng cường tập huấn cho nhân viên các công ty, cung cấp đủ lao động có trình độ cho sự phát triển của ngành điện tử thông tin Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói lời này làm mọi người phải chú tâm.
Đối với ngành điện tử thông tin mà nói thì lao động lành nghề chính là vấn đề quan trọng nhất. Phải có lao động lành nghề thì mới có lãi lớn hơn nữa. Mà bồi dưỡng được lao động lành nghề thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu Hoài Khánh thật sự có thể chủ động đi trước một bước trong việc này thì cho dù là ở mức cơ bản nhất cũng đã giúp ích rất nhiều cho các công ty. Khu khai phát Hoài Khánh chúng tôi sau một lần quy hoạch lại đã khiến quy mô mở rộng lên nhiều. Chúng tôi cũng đã quy hoạch khu đất dành cho khu công nghiệp điện tử. Triệu Quốc Đống đang nói cười vui vẻ thì thấy mấy người Trương Giật Kinh đều đứng lên. Hắn vội vàng nhìn lại thì thấy một đám người từ ngoài đi vào. Người đi trên cùng đang nở nụ cười vẫy tay chào các vị khách. Phó Thủ tướng Văn, Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng. Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa sợ lại có chút lo lắng. Hắn không ngờ lãnh đạo không một tiếng động tới gian hàng của Hoài Khánh, mừng là vừa nãy mình khoe khoang không bị lãnh đạo nghe thấy không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào. Phó Thủ tướng Văn, Bí thư Ninh, Chủ tịch Ứng. Trương Giật Kinh cũng có chút kinh ngạc, ở đây gặp lãnh đạo quốc gia Trung Quốc, làm người Đài Loan đương nhiên bọn họ kích động. Vị này chính là Trương Tiên Sinh phải không? Tôi nghe danh của ngài đã lâu. Sao, hạng mục ở An Đô tiến triển thế nào? Có thuận lợi không? Phó Thủ tướng Văn nhiệt tình và thân thiết nói. Có gặp khó khăn gì không? Cảm ơn Phó Thủ tướng Văn, hạng mục tiến triển rất thuận lợi, trên tỉnh và thành phố rất ủng hộ. Trương Giật Kinh cười cười gật đầu đưa hai tay ra bắt tay Phó Thủ tướng Văn. Mấy vị này đều là người Đài Loan. Chào mừng mọi người đến tham gia hội chợ thương mại khu vực Trung Tây. Đài Loan và Đại Lục là người một nhà, máu mủ tình thâm. Mặc dù cách biển nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nơi. Kinh tế Đại Lục đang phát triển nhanh, thị trường rộng lớn, chúng tôi nhiệt tình chào đón nhà đầu tư Đài Loan đến Đại Lục đầu tư, gây dựng sự nghiệp. Quyển 11, chương 59. Chủ tịch Nhâm, không gian gian hàng có hạn nên chúng tôi chủ yếu thể hiện hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh là chính. Nếu như thật sự có nhà đầu tư chú ý thì chúng tôi sẽ có hình ảnh, băng đĩa cụ thể hơn nữa, lúc nào cũng có thể đưa ra. Hơn nữa chúng tôi còn chuẩn bị nếu có Endu có hứng thú thì có thể đưa bọn họ về Hoài Khánh khảo sát. An Nhiên nói, hơn nữa mấy nhân viên ở đây đều được chọn từ mấy công ty lớn và các quận, huyện, đã chuẩn bị đầy đủ từ 2 tháng trước. Bọn họ đều hiểu rõ về tình hình của Hoài Khánh, còn được tập huấn chu đáo. Ví dụ như Tiểu Trương đến từ công ty máy công cụ, hiểu rõ về tình hình công ty, chúng tôi đã trọng điểm bảo cô ấy tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Hoài Khánh, để nếu có khách hỏi thì có thể giải thích rõ ràng. Nếu có hứng thú hợp tác với công ty máy công cụ thì cũng có thể chuyên môn giới thiệu. Ồ, Nhâm Vi Phong có chút tò mò, không ngờ Hoài Khánh chuẩn bị rõ ràng như vậy. Các quận, huyện cũng có chuẩn bị chứ? Vâng, các quận, huyện đều phái ra hai người nắm rõ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, giao thông của địa phương, còn giỏi tiếng Anh, giao tiếp bình thường là không vấn đề gì. An Nhiên thấy Nhâm Vi Phong có hứng thú nên có chút đắc ý nói. Chủ tịch Nhâm, đây là ý kiến của tôi. Rất được, Hoài Khánh là vùng trung tâm của tỉnh. Đúng là cần phải có khí phách như vậy. Hội chợ thương mại là một sân khấu lớn, mặc kệ có thể thu hút đầu tư hay không thì ít nhất cũng phải cho các vị khách hiểu được tình hình ở Hoài Khánh, làm người ta có ấn tượng sâu sắc về Hoài Khánh, cũng phải thể hiện sự đẹp nhất của Hoài Khánh với mọi người. Nhâm Vi Phong nói, không nên quá kỳ vọng hội chợ lần này có thể thu được bao hạng mục, bao tài chính đầu tư, đó là không thực tế. Lần này có phải sẽ ký kết với công ty Hòa Tân không? An Nhiên gật đầu nói, đúng thế, việc này chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt. Tôi và thị trưởng Triệu đã bàn và cho rằng vừa phải thể hiện điều kiện tốt đẹp của Hoài Khánh, đồng thời cũng phải thể hiện tác phong làm việc và tố chất của cán bộ Hoài Khánh không giống các nơi. Chỉ cần hai điểm này đạt hiệu quả là thành công, về phần ký được mấy hạng mục đầu tư thì chúng tôi không gặp áp lực quá lớn. Khi Triệu Quốc Đống tới thì Nhâm Vi Phong đã đi nơi khác. Gian hàng của Hoài Khánh chiếm vị trí cũng khá lớn. Các gian hàng khác bố trí khác với Hoài Khánh. Đều thể hiện thành quả phát triển kinh tế sau 20 năm cải cách. Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với nhà đầu tư nước ngoài nên hiểu rằng hội chợ thương mại như thế này mặc dù có tiếng tăm nhưng có thể ký được mấy hạng mục đầu tư thì không được trên đầu ngón tay. Đối với nhà đầu tư mà nói thì nếu ở hội chợ này lập tức có quyết định, đó chính là hành vi ngu ngốc. Lấy đâu ra có nhà đầu tư nào chỉ xem qua gian hàng, nói chuyện vài câu với quan chức địa phương là ném ra mấy triệu, mấy chục triệu chứ. An Nhiên có chút lai lịch. Triệu Quốc Đống mặc dù không rõ nhưng không thể nghi ngờ đối phương khá quen với Nhâm Vi Phong. Mấy lần trước khi ăn cơm với Nhâm Vi Phong, Triệu Quốc Đống cũng nghe đối phương hỏi về An Nhiên.
Hơn nữa Nhâm Vi Phong và An Nhiên ở cùng một địa phương, đây càng làm Triệu Quốc Đống thêm khó hiểu. An Nhiên này hơn phân nửa là con của gia đình lãnh đạo tỉnh nào đó. Nhưng chẳng qua Triệu Quốc Đống tìm mãi không thấy tỉnh An Nguyên có lãnh đạo nào họ An nên nghi ngờ là con bên ngoài. Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng, Hoài Khánh muốn tránh xa An Đô nên vị trí hơi lệch một chút, chẳng qua cũng coi như ở trên đường chính. Lúc này khách đã bắt đầu đi vào, nhưng hầu hết chỉ là đi ngang qua hoặc nhìn một chút mà thôi. Lúc bàn với An Nhiên về việc giới thiệu những gì trong hội chợ, Triệu Quốc Đống cực lực yêu cầu giới thiệu hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn của Hoài Khánh. Sau đó lãnh đạo thị xã cảm thấy điều này không đúng với mục đích khi tham gia hội chợ, vì thế mới thích hợp đưa thêm thành quả của mảng công nghiệp cơ giới. Nhưng mà Triệu Quốc Đống thấy như vậy không hay, vì thế chỉ cho mảng này một khu vực khá nhỏ. Thị trưởng Triệu, thị trưởng An cùng chủ tịch Nhâm đi có việc. Triệu Quốc Đống đang có chút khó hiểu An Nhiên sao không ở đây. Lễ khai mạc mặc dù chưa kết thúc nhưng không chừng lãnh đạo không hứng thú xem ca nhạc nên sẽ đi các gian hàng xem. Ồ, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống nhìn cô gái vừa lên tiếng. Cô ở đâu? Tôi ở công ty Trung Nam. Thị trưởng Triệu, tôi đã thấy ngài, lần trước khi ngài tới công ty thì tôi đã thấy ngài. Công ty Trung Nam xuất phát từ bên Thượng Hải, trong công ty có một bộ phận lớn là người Thượng Hải. Vừa vào công ty này liền cảm thấy như mình đến Thượng Hải, khắp nơi đều có không khí Thượng Hải, tiếng nói cũng là tiếng Thượng Hải nên hơi khó nghe. Sau này những năm 80 công ty mới lục tục thuê người bản địa nên tình hình này mới thay đổi dần. Chẳng qua đến bây giờ nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật của công ty chủ yếu vẫn là người Thượng Hải. Cô gái này rất trắng, mặt như tranh vẽ, miệng nở nghiên cứu. Cô mặc chiếc áo cộc tay màu trắng cùng chiếc váy ngắn trên đầu gối, bên dưới là giày cao gót màu đen. Cô không khác gì mấy cô gái khác ở gian hàng, nhưng trên ngực đeo biển công ty Trung Nam. Lúc đầu An Nhiên kiên quyết thống nhất cách ăn mặc. Mấy công ty không quá đồng ý, hy vọng nhân viên của mình mặc theo đồng phục công ty, như vậy có thể thấy được thân phận. Nhưng An Nhiên kiên quyết phản đối, nói nếu lấy danh nghĩa tập thể Hoài Khánh tham gia hội chợ thì phải nghe theo bố trí của thị xã. Hai bên tranh chấp, cuối cùng Triệu Quốc Đống đề nghị mặc đồng phục nhưng đeo thêm biển thể hiện tên tuổi đơn vị. Ồ, công ty Trung Nam, chuẩn bị có tốt không? Nghe nói Ủy ban Kinh tế Quốc gia đã mời mấy vị khách Nam Á tới, có lẽ sẽ tới Hoài Khánh chúng ta. Không chừng hôm nay sẽ tới. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Thị trưởng Triệu yên tâm, chúng tôi chuẩn bị lâu như vậy chính là chờ hội chợ. Cô gái hơi ưỡn ngực lên, chiếc áo lót hoa màu hồng nhạt bên dưới như ẩn như hiện. Triệu Quốc Đống khá thân thiện, mấy cô gái vốn đứng phía sau cũng đi lên. Có thể nói chuyện với lãnh đạo, làm lãnh đạo chú ý ai chẳng muốn. Hơn nữa Triệu Quốc Đống lại còn trẻ như vậy, lại là phó thị trưởng thường trực, không chừng có quan hệ gì thì sao. Một loạt cô gái vây quanh Triệu Quốc Đống. Các cô gái này hầu hết đều đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa ăn nói dễ nghe, mặt mày đẹp làm Triệu Quốc Đống hoa cả mắt. Khó khăn lắm mới thoát được vòng vây và bảo mấy cô về vị trí. Buổi văn nghệ kết thúc, khách và lãnh đạo cũng sẽ tới các gian hàng xem một chút. Mặc dù không chắc đã có thu hoạch cụ thể nhưng đây là cơ hội để thể hiện. Thị trưởng Triệu, anh sao lại tự mình ở đây vậy? Một người đàn ông trung niên đi cùng mấy người da ngăm đen từ xa thấy Triệu Quốc Đống liền chào. Giám đốc Tùy, anh là người nộp thuế còn tới, chúng tôi là người phục vụ nhân dân thì sao có thể không tới. Cùng mấy vị khách tới hội chợ ư? Ừ, mấy vị khách Pakistan đến đây xem trước, chiều sẽ xuống công ty. Tôi liền cùng bọn họ tới. Biểu hiện của tiểu đơn có được không? Tùy Dương là phó giám đốc công ty Trung Nam, coi như quen với Triệu Quốc Đống vì hắn đã ba lần đến công ty khảo sát. Ừ, tiểu đơn, là cô gái ở công ty anh, cũng khá nhanh nhẹn, biểu hiện khá tốt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tùy Dương giới thiệu mấy vị khách Pakistan cho Triệu Quốc Đống, nói chuyện vài câu rồi đi tới trước bàn giới thiệu về công ty Trung Nam. Cô gái tiểu đơn cũng đã sớm chuẩn bị ảnh, đĩa giới thiệu, bắt đầu đưa tới. Thị trưởng Triệu, có phải là ở đây chờ Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch ứng? Tùy Dương cười nói. Ồ, Bí Thư Ninh sẽ tới sao? Chắc không đâu vì mấy lãnh đạo rất bận mà. Triệu Quốc Đống không quá để ý nói. Vậy sao, vừa nãy khi tôi đi đón khách thì Phó Thủ tướng Văn đang gặp một vài vị khách người nước ngoài tham gia hội chợ. Mấy vị khách này đều đi theo Bộ trưởng Bộ Thương mại nước bọn họ. Phó Thủ tướng cũng gặp Bộ trưởng bọn họ, hình như lát nữa Phó Thủ tướng cũng đi thăm vài gian hàng nên tôi đoán Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch ứng sẽ đi cùng. Đây là cơ hội tốt để gặp lãnh đạo Trung ương đó, diện thánh đó. Tùy Dương cười nói.
Triệu Quốc Đống hơi động tâm nhưng ngoài miệng lại nói. Ha ha, trước mặt tôi không phải Tùy Dương Đại Đế sao? Quyển 11, chương 60. Phó Thủ tướng Văn vừa ung dung nhưng không thiếu phần thân thiện, rất có sức hiệu triệu. Triệu Quốc Đống 2 năm trước lúc ở Ninh Lăng đã từng gặp Phó Thủ tướng Văn. Chẳng qua khi đó mọi người dồn tâm tư vào cứu nạn, hắn cũng không biết Phó Thủ tướng Văn có ấn tượng gì về mình hay không. Tiểu Triệu phải không, chúng ta đã gặp nhau 3 lần thì phải. Phó Thủ tướng Văn quay đầu lại nói với Ninh Pháp. 2 lần trước Tiểu Triệu còn làm việc ở Ninh Lăng phải không? Sao, đến Hoài Khánh ư? Ninh Pháp vội vàng giới thiệu Triệu Quốc Đống đã điều tới Hoài Khánh làm Phó Thị trưởng Thường Trực. Phó Thủ tướng Văn không quá để ý mà chỉ cười nói. Tiểu Triệu, tôi lúc ở bên kia đã cùng Bí Thư Ninh, Chủ tịch Ứng nghe được cậu khen Hoài Khánh có điều kiện tốt như thế nào. Sao, việc thu hút đầu tư năm nay lại đạt được đột phá chứ? Phó Thủ tướng Văn, Hoài Khánh chúng tôi năm nay phát triển với xu thế tốt. Công tác thu hút đầu tư đạt được hiệu quả khá cao. Công ty Hòa Tân đã quyết định đầu tư 1,6 tỷ USD vào khu khai phát Hoài Khánh, xây dựng 8 dây chuyền sản xuất, đến giai đoạn thứ 2 sẽ xây dựng thêm 1 dây chuyền sản xuất, đến giai đoạn thứ 3 sẽ thành 12 dây chuyền sản xuất. Có lẽ sau 1,5 năm sẽ có dây chuyền sản xuất đầu tiên đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Theo công ty Hòa Tân tiến vào Hoài Khánh, còn có thể có một loại công ty trong lĩnh vực hệ thống mạch điện và điện tử thông tin tiến vào. Hoài Khánh sẽ cùng An Đô tạo dựng hành lang ngành điện tử thông tin An Đô Hoài Khánh. Rất có chí khí, Tiểu Triệu, tôi vừa nãy ở bên nghe được cậu giới thiệu Hoài Khánh có lịch sử văn hóa, nhân văn và hoàn cảnh tự nhiên trời ban. Sao, giới thiệu mọi người ở đây một chút được chứ? Phó Thủ tướng Văn hăng hái dừng lại. Thấy lãnh đạo tỉnh và Phó Thủ tướng Văn đến, mấy cô gái có chút khẩn trương. Triệu Quốc Đống thấy thế thì rất lo lắng, hắn mà một mình ra trận sẽ không thích hợp. Tiểu Đơn lúc này cũng có chút khẩn trương đứng trong mấy cô gái. Nhìn lãnh đạo hỏi khiến cho thị trưởng Triệu cũng có chút sụt rè, điều này làm Tiểu Đơn thoáng yên tâm hơn, không phải chỉ một mình có chút khẩn trương. Dù sao trước kia có ai được tiếp xúc gần với lãnh đạo quốc gia như vậy. Nhìn mấy người đàn ông mặc Âu phục đeo tai nghe, ánh mắt sắc bén kia thì nhất định là bảo vệ ở Trung ương rồi. Tiểu Đơn hơi thò cổ nhìn quanh rồi đột nhiên nghe thấy Phó Thủ tướng Văn nghe nói muốn nghe giới thiệu về Hoài Khánh. Mấy chị em đi cùng đều lo lắng nhìn nhau, không dám đi lên, thị trưởng Triệu lại gấp tới độ xoa tay vào nhau, nhìn quanh, không biết có phải tìm mình không. Tiểu Đơn đột nhiên có chút tự hào, vừa nãy giám đốc Tùy cũng đến nhưng đâu có khen gì mình. Thấy không thể đùn đẩy, Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng đều nhìn mình khiến Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ định tự mình ra trận, nhưng Tiểu Đơn lại đứng ra. Phó Thủ tướng Văn, tôi xin giới thiệu với ngài và các vị khách về lịch sử nhân văn, hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Nếu nói có gì không tốt thì mong các vị lãnh đạo và các vị khách phê bình. Tốt, cô bé, chúng tôi đều đang chú tâm lắng nghe. Phó Thủ tướng Văn quay đầu lại nói. Bí thư Ninh Pháp, Chủ tịch Đông Lưu, tôi thấy lần này An Nguyên chuẩn bị rất chu đáo. An Đô thể hiện rõ mình là trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực Trung Tây. Bên Hoài Khánh lại chú trọng giới thiệu về hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn. An Nguyên đúng là trăm hoa đua nở. Tiểu Đơn nói với giọng phổ thông làm Triệu Quốc Đống khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ cô gái này nói với giọng Thượng Hải thì đúng là thành trò cười. Cũng may là lúc trước đã tập huấn 2 tháng nên Tiểu Đơn cũng đã tìm hiểu rõ về điều kiện ở Hoài Khánh. Mấy cô gái khác thấy Tiểu Đơn đứng ra được nên cũng bạo gan hơn mà đi ra nói chuyện. Điều này làm cho các vị lãnh đạo cười cười gật đầu đầy hài lòng. Mãi cho đến khi đoàn người Phó Thủ tướng Văn rời đi. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận áo trong của mình ướt đẫm mồ hôi giống như mới đánh nhau to vậy. Nếu là bình thường Triệu Quốc Đống cũng không mất tự nhiên như vậy. Nhưng nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận của Bí Thư Ninh với mình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh bộ máy Hoài Khánh không lâu sau đây, hắn liền cảm thấy khẩn trương. Xem ra nếu nói mình không muốn tiến lên là nói dối, nếu như vậy thì mình đã không sợ đầu sợ đuôi. Phó Thủ tướng Văn trước rời đi cũng đã chụp ảnh với nhân viên đoàn Hoài Khánh. Điều này làm các cô gái nhảy nhót vui mừng một lúc lâu. Hai người Ninh Pháp mặc dù không nói gì nhưng có thể nhìn ra bọn họ rất hài lòng với bố trí của Hoài Khánh đã làm Phó Thủ tướng Văn khen ngợi. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra ánh mắt của Chủ tịch Ứng nhìn mình với sự hài lòng. Ứng Đông Lưu đã khen việc Hoài Khánh cố gắng thể hiện hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn của thị xã, lúc đi còn nói vài câu yêu cầu thị ủy,
Ủy ban Hoài Khánh có thể khiến cho mọi người cảm nhận rõ sự phát triển về kinh tế của Hoài Khánh, đồng thời cảm nhận được nhân văn của Hoài Khánh hay không? Điều này cũng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Đoàn người Trương Giật Kinh cũng đi, chẳng qua trước khi đi Triệu Quốc Đống đã đưa danh thiếp của mình cho các vị khách, đồng thời cũng xin danh thiếp của bọn họ. Bọn họ đều ở khách sạn Hỷ Lai Đăng, xem ra còn ở An Đô một thời gian. Triệu Quốc Đống đã quyết định chủ ý thì tuyệt đối sẽ không để mấy người kia chạy thoát. Theo hắn nhớ mảng điện tử thông tin của Đài Loan bắt đầu từ lúc này liền tiến mạnh vào Trung Quốc, đặc biệt đầu tư vào Thượng Hải chiếm đa số. Mà các công ty bên Chiết Giang cũng đang dần phát triển trong lĩnh vực này, hấp dẫn rất nhiều sức lao động dư thừa ở đất liền. Chẳng qua công nhân khu vực Trung Tây đến khu vực Duyên Hải làm việc lại không được các thành phố lớn nhận, vẫn không được đãi ngộ ngang hàng. Thu nhập thấp, giá nhà ở cao, chính sách phân biệt đối xử, không có bảo hiểm xã hội và y tế, khi tuổi đời công nhân tăng cao sẽ khiến bọn họ phải trở về quê hương. Mặc dù mỗi người đều nói các công ty nước ngoài đều dựa vào mồ hôi và máu của công nhân mà kiếm lời, lời này là chính ác. Nhưng nhà tư bản chính là nhà tư bản, nếu như không bóc lột sức lao động đến mức cao nhất thì bọn họ đã thành nhà từ thiện. Nhưng không thể phủ nhận các công ty nước ngoài đã thu hút được nhiều sức lao động dư thừa ở nông thôn, giải quyết sức ép nhân viên thất nghiệp cho đảng ủy, chính quyền địa phương khu vực đất liền, đồng thời cũng mang tới nguồn thu thuế và tiêu dùng lớn cho địa phương. Nếu là như vậy tại sao mình không nắm bắt cơ hội cơ chứ? Mình đã đi bước đầu tiên, mặc dù không thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng ít nhất có thể làm được hết khả năng. Sức lao động còn dư thừa của Hoài Khánh là rất lớn, mấy huyện nông nghiệp lớn đều có sức lao động dư thừa trên 100.000 người, nó đủ để cung cấp cho bất cứ ngành sản xuất nào. Yến Nhiên Thiên rất hăng hái nghe bí thư huyện ủy Quy Ninh, Cố Vĩnh Bân nói chuyện về hoạt động giáo dục đảng ở đây. Trần Anh Lộc, Đàm Lập Phong, Lữ Thu Thần đi theo cả quá trình. Yến Nhiên Thiên lại đi thăm mô hình công tác xây dựng đảng kết hợp với giáo dục ở Quy Ninh, cũng đưa ra đánh giá rất cao. Anh Lộc, Lập Phong, xem ra các đồng chí ở Quy Ninh làm việc rất nghiêm túc. Hoạt động lần này chính là tăng cường xây dựng bộ máy lãnh đạo, đề cao tố chất của lãnh đạo, cũng là một hướng dẫn mới trong công tác xây dựng đảng của đảng ta trong thế kỷ mới. Công tác giáo dục phải tiến dần từng bước, cần hiệu quả thực tế, kiên quyết chặt chủ nghĩa hình thức. Mỗi vị ủy viên Bộ Chính trị đều đã đi đến các tỉnh khác nhau để kiểm tra, đủ để nói tầm quan trọng của hoạt động này. Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong và lãnh đạo chủ yếu Quy Ninh đều gật đầu đi theo Yến Nhiên Thiên. Tháng 2 Tổng Bí thư khi khảo sát tỉnh Cao Châu đã nói về vấn đề này, đây là vấn đề mang tính chỉ đạo trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của đảng ta. Tôi hy vọng thị ủy Hoài Khánh phải chăm chú học tập lời nói của Tổng Bí thư, khắc sâu lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, cũng dẫn đầu toàn tỉnh thực hiện hoạt động bồi dưỡng trình độ và năng lực chấp chính cho cán bộ lãnh đạo, tạo thành điểm mẫu cho toàn tỉnh. Lập Phong, nhiệm vụ này giao cho thị xã Hoài Khánh các anh. Anh Lộc phải chủ trì công tác toàn thị xã, vì thế trách nhiệm này chủ yếu do anh phụ trách. Anh có tin tưởng không? Yến Nhiên Thiên cười cười nhìn Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong đang đi bên trái mình. Quyển 11, chương 61. Xin Bí thư Yến yên tâm, thị ủy Hoài Khánh nhất định làm tốt công việc theo chỉ đạo của tỉnh ủy. Đàm Lập Phong nhìn Trần Anh Lộc rồi trầm giọng nói. Ừ, anh Lộc, công việc này tỉnh ủy rất chú trọng. Bí thư Ninh, tôi và trưởng ban qua đã bàn về đề tài này, đưa ra yêu cầu trong nửa năm tới phải tổ chức tập huấn chuyên đề cho bí thư đảng ủy và bí thư chi bộ hai cấp xã, thôn trong toàn tỉnh, đề cao tố chất chính trị và tăng năng lực dẫn dắt quần chúng của bọn họ. Yến Nhiên Thiên nghiêm túc nói. Đây là công tác lâu dài và gian khổ, nhất là việc tăng tố chất và năng lực của cán bộ cơ sở có quan hệ đến trụ cột của đảng ta. Trụ cột không vững, đất sung núi chuyển. Bí thư Yến, nếu tỉnh ủy đã chọn thí điểm ở Hoài Khánh, thị ủy Hoài Khánh sẽ quyết tâm làm tốt công việc này. Đồng chí Lập Phong công tác nhiều năm ở cơ sở, có kinh nghiệm công tác phong phú, rất quen thuộc tình hình các quận, huyện bên dưới. Đến lúc đó thị ủy dự định chọn một điểm tiến hành thí điểm trước, nhanh chóng mở ra cục diện rồi nhân rộng ra cả thị xã. Trần Anh Lộc cũng lập tức tỏ thái độ, nếu tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, như vậy là tin tưởng thị ủy Hoài Khánh. Hơn nữa bí thư Yến có vẻ coi trọng Đàm Lập Phong, Trần Anh Lộc nghe ra vấn đề trong đó nên tất nhiên phải nói hùa theo. Tiễn Yến Nhiên Thiên, Trần Anh Lộc lúc này mới vội vàng lên An Đô. Hôm nay là ngày khai mạc hội chợ thương mại, chiều Hà Chiếu Thành có cuộc họp ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Y là bí thư thị ủy nên phải tới xem một chút. Các công tác chuẩn bị ký kết với công ty Hòa Tân đã xong, mai sẽ do khu khai phát Hoài Khánh ký kết với công ty Hòa Tân.
ký hợp đồng cho công ty Hòa Tân thuê 20 mẫu đất trong giai đoạn 1 để xây dựng nhà máy. Mà sang giai đoạn 2 sẽ chính thức xây dựng khu nhà ở và trung tâm nghiên cứu, tổng diện tích sẽ vượt trên 80 mẫu. Xem ra Đàm Lập Phong cũng biết Hà Chiếu Thành sau hội chợ thương mại sẽ lên tỉnh học, nếu không Yến Nhiên Thiên sẽ không đến tạo thế cho Đàm Lập Phong như vậy. Trần Anh Lộc có chút đau đầu, Yến Nhiên Thiên hoặc sáng hoặc tối ám chỉ chi mình sau khi Hà Chiếu Thành lên tỉnh học thì khả năng trở về là rất nhỏ. Hà Chiếu Thành đi, trước thị trường bỏ trống, nếu như tỉnh không tính tới việc điều người từ ngoài vào thì như vậy Đàm Lập Phong là người có thể lên nhất, nhưng trong này cũng có ẩn số. Trên tỉnh có phái người tới hay không còn không rõ. Ngay cả trưởng ban Qua Tĩnh cũng không rõ ý của Bí Thư Ninh, nhưng Qua Tĩnh lại ám chỉ mình hy vọng mình đề cử Triệu Quốc Đống. Trần Anh Lộc biết Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt, điều này giống như quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yến Nhiên Thiên vậy. Bây giờ hình thành hai cục diện đối lập, Qua Tĩnh Triệu Quốc Đống đấu với Yến Nhiên Thiên Đàm Lập Phong. Mình là Bí Thư Thị ủy đề cử thoạt nhìn rất quan trọng. Một khi Hà Chiếu Thành đi không về, vậy Bí Thư Ninh chỉ sợ cũng hỏi ý kiến mình một chút. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, tin rằng dù Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh có nói rõ thì quyền quyết định phải do Bí Thư Ninh và Chủ tịch Ứng bàn bạc. Chức Bí Thư, thị trưởng các nơi thì quyết không thể thoát khỏi hai vị lãnh đạo chủ yếu. Có lẽ cán bộ cấp phó giám đốc sở, thậm chí là giám đốc sở cơ quan trực thuộc tỉnh thì phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức hoặc trưởng ban tổ chức cán bộ còn có quyền lên tiếng. Nhưng chức Bí Thư, thị trưởng ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế một nơi là rất quan trọng. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh nhất định phải nắm trong tay. Tất nhiên bây giờ Bí thư Ninh còn chưa quyết định, hoặc đang cân nhắc. Đúng là vì nguyên nhân này nên Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh mới có thể thông qua các mặt mà ảnh hưởng. Một khi Bí thư Ninh đã quyết định thì hai người kia sẽ không làm khó mình. Lúc này Trần Anh Lộc thậm chí nhớ tới Hà Chiếu Thành. Mặc dù người này ngay thẳng nhưng có chỗ dựa không mạnh, không có tâm cơ mấy. Nhưng Hà Chiếu Thành đi thì cả Đàm Lập Phong hay Triệu Quốc Đống đều không phải kẻ dễ chơi. Đàm Lập Phong có quan hệ rộng ở Hoài Khánh, căn cơ sâu, quen thuộc tình hình, lại có Yến Nhiên Thiên ủng hộ. Nếu đối phương làm thị trưởng thì rất nhanh sẽ bắt tay vào công việc, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ một nhóm cán bộ vào. Chẳng qua người này thiếu khí phách, ít nghe người khác nói, không giỏi làm công tác kinh tế. Triệu Quốc Đống thì sao? Cũng là cán bộ được điều tới Hoài Khánh như mình. Mặc dù đã đến hơn năm nhưng công tác chủ yếu tập trung bên chính quyền, không quá quen tình hình Hoài Khánh, nhất là không quen với tình hình cán bộ. Nói cách khác thiếu quan hệ, nếu làm thị trưởng thì không đơn giản giống phó thị trưởng nắm vài hạng mục công việc mà cần tổng hợp cân nhắc các ngành nghề. Nếu không quen hoàn cảnh thì không dễ ngồi vào vị trí thị trưởng. Thị trưởng và phó thị trưởng chỉ chênh nhau một chữ nhưng nó có ý nghĩa khác hẳn nhau. Cách dùng người và làm việc là rất khác, nó càng thể hiện rõ ở chức trưởng và phó. Làm phó anh chỉ cần làm tốt công việc của mình, nhưng làm trưởng thì anh mãi không làm hết việc. Anh phải biết cách dùng người. Mà ở điểm này Trần Anh Lộc cảm thấy Triệu Quốc Đống còn thiếu kinh nghiệm. Nếu Bí thư Ninh bảo mình đề cử, mình chọn ai? Chọn Đàm Lập Phong là ổn nhất. Trần Anh Lộc không cho rằng Đàm Lập Phong làm thị trưởng sẽ mang tới phiền phức cho mình. Dù là kinh nghiệm hay năng lực khống chế chính trị thì Trần Anh Lộc cũng không lo Đàm Lập Phong có thể khiêu chiến mình. Đàm Lập Phong thông minh nên biết phải tích cực phối hợp với mình để Hoài Khánh phát triển nhanh thì mình mới mau chóng rời khỏi Hoài Khánh. Quan trọng nhất là Đàm Lập Phong có năng lực đó không? Chức phó bí thư thị ủy và thị trưởng là rất khác nhau. Nhất là bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất đối với Hoài Khánh. Phát triển kinh tế là công việc chính của ủy ban, nhất là còn phải mang theo trách nhiệm chấn hưng kinh tế Hoài Khánh. Chỉ dựa vào kinh nghiệm công tác và quan hệ thì không đủ. Mà mình không muốn ở mãi đất Hoài Khánh này. Nếu vậy phải mở được cục diện ở Hoài Khánh. Trần Anh Lộc biết mình không am hiểu làm công tác kinh tế, nhất định cần phải có thị trưởng giỏi về mảng này. Từ góc độ này mà nói thì Triệu Quốc Đống là thích hợp nhất. Nhưng chọn Triệu Quốc Đống cũng có vài vấn đề khó khăn. Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế nhưng thích đi trên dây, dùng người có vẻ theo cảm tính, đây là tối kỵ của thị trưởng. Ví dụ vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì thực ra có thể lợi dụng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra về việc tổn thất tài sản quốc gia mà giải quyết, nhưng hắn lại làm loạn. Làm phó thị trưởng thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thị trưởng thì chuyện bé xé ra to. Với tính cách của Triệu Quốc Đống, Trần Anh Lộc cũng không cho rằng khi hắn làm thị trưởng sẽ thu bớt mình lại, sẽ chững chạc hơn. Cao Thiền không biết mình nghĩ như thế nào lại đến đây. Sau hôm đó trong đầu cô cứ thi thoảng lại hiện lên vẻ mặt đau buồn của hắn. Hình như trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến chị họ mình.
nhưng câu nói của hắn ngựa tốt không quay đầu gặm cỏ đã bỏ, quá khứ sẽ mãi là quá khứ khiến cô không thể chấp nhận. Tâm trạng Cao Thiền mấy hôm nay không được tốt lắm, vẻ buồn bã nhưng đầy tự nhiên của Triệu Quốc Đống như một thỏi nam châm hấp dẫn cô. Lúc trước gia đình nhà hắn rất bình thường, có thể nói là nghèo, vì thế hai bác của mình mới không cho phép hai người qua lại. Nhưng sao hắn chỉ trong vòng vài năm đã lên làm phó thị trưởng thường trực? Điều này làm Cao Thiền rất khó hiểu và tò mò. Cao Thiền từ bé sống trong gia đình cán bộ nên biết đi một bước trong chính trị là rất khó khăn. Bố cô bây giờ mới là cán bộ cấp huyện mà đã phấn đấu hơn 20 năm. Mà Triệu Quốc Đống chỉ mất mấy năm để lên làm phó thị trưởng. Biết Triệu Quốc Đống có thể sẽ tham gia hội chợ thương mại, Cao Thiền không nhịn được mà lên xe đến trung tâm triển lãm. Quyển 11, chương 62. Lúc này Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với Tiền Đan và mấy cô gái. Biểu hiện của Tiền Đan làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Cô tự nhiên nhưng không thiếu phần thân mật khiến khách có ấn tượng tốt. Đương nhiên biểu hiện các cô gái cũng được. Triệu Quốc Đống không tiếc lời khen Tiền Đan, điều này làm tâm hồn thiếu nữ của cô không được yên. Lúc trước cô tranh thủ được đến hội chợ chính là hy vọng xem mình có thể tìm được đường ra tốt hơn hay không. Việc kinh doanh của công ty mấy năm nay không quá tốt, bây giờ lại cạnh tranh rất mạnh, con cái trong công ty ít người học đến nơi đến chốn nên đều mong có việc trong công ty. Kẻ có người quen thì tìm cách vào phòng hành chính, người có cửa hẹp hơn chút thì vào mấy phòng quản lý. Điều này làm cô tốt nghiệp đại học loại 2 rất khó khăn. Nếu muốn cạnh tranh với đám con nhà lãnh đạo thì hơi khó. Nếu có thể thoát khỏi công ty thì nó sẽ khác. Tiền Đan cũng biết không có bữa ăn nào miễn phí, nếu muốn thoát ra thì chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Mà lúc này cô cảm thấy mình đã chạm tới cánh cửa. Vị thị trưởng Triệu trẻ tuổi này có vẻ có cảm tình với mình. Tiền Đan biết mình mặc dù cũng đẹp nhưng cô biết với vị lãnh đạo thị xã thì xung quanh đầy phụ nữ xinh đẹp, đối phương nhất định không có nhiều hứng thú. Nhưng đến vừa rồi khi mình chủ động đứng ra, cảm tưởng của thị trưởng Triệu đối với mình dần chuyển tốt hơn. Nhất là mình đã thành công nói ra những điểm mạnh của Hoài Khánh, lúc ấy thị trưởng Triệu nhìn mình với vẻ khen ngợi. Triệu Quốc Đống đúng là có ấn tượng tốt đối với Tiền Đan. Hắn vốn không có cảm tình mấy với người Thượng Hải, lúc trước Trường Xuyên tìm bạn gái là người Thượng Hải, Triệu Quốc Đống đã không vui. Nhưng hắn nghĩ tình cảm là chuyện riêng nên không quá quan tâm. Sau đó khi Trường Xuyên chia tay cô gái kia, Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt. Nhìn Triệu Quốc Đống và Tiền Đan nói chuyện khá vui vẻ, mấy cô gái khác cũng xen vào nói chuyện. Triệu Quốc Đống đang không có việc gì nên cũng đứng đó trò chuyện. Cao Thiền đến thì thấy Triệu Quốc Đống đang bàn luận gì đó với mấy cô gái xinh đẹp. Mấy cô gái này có lẽ cũng thấy không mấy khi có cơ hội tiếp xúc lãnh đạo thị xã, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn khen ngợi biểu hiện của các cô trong hôm nay nên đòi Triệu Quốc Đống mời ăn. Triệu Quốc Đống liền cười cười một tiếng nhận lời. Hơn nữa lúc này Cù Vận Bạch đã đi Hải Nam, phải vài hôm nữa mới về. Cô thay Kiều Huy đến đàm phán mấy hạng mục. Cù Vận Bạch đã nói trên danh nghĩa cô là phó tổng giám đốc hành chính nhưng nghiệp vụ chỗ nào đang vướng, xây dựng ở đây, chỗ nào đang gấp rút đều cần cô ra mặt. Công ty bất động sản Thiên Phu mặc dù chưa chính thức thành lập công ty con ở đây, nhưng công việc chuẩn bị không thể coi nhẹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Nam cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng ở Hải Khẩu. Chẳng qua do các nhà bất động sản Hải Nam vẫn còn lo sợ thị trường bong bóng nên việc Thiên Phu tham gia khiến chính quyền Hải Nam rất vui mừng. Chỉ cần có thể có người nhận tiêu hóa mấy công trình xây dựng lớn của tỉnh đã là điều quá tốt. Mà bên hệ thống ngân hàng nắm đất đai công ty nhà nước vay vốn của mình thì chỉ mong kiếm lại được tiền vốn, một chút lãi là ném ngay bao quần áo xuống. Kiều Huy bây giờ không thể tập trung chính vào Hải Nam. Y phải đặt mình tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Mấy công tác giải tỏa, xây dựng đô thị mới đều đặt lên người làm y ngạt thở. Dương Thiên Bồi lại buông tay mảng bất động sản càng làm Kiều Huy thấy áp lực lớn. Nhất là nghiệp vụ bất động sản bên Bắc Kinh và Thượng Hải đang tiến vào thời kỳ cao trào, không thể chậm trễ. Nếu chậm trễ thời cơ sẽ tổn thất vài chục đến trăm triệu. Vì thế Kiều Huy chỉ có thể cắn răng cố gắng. Kiều Huy chạy quanh giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, một tuần phải bay vài lần. Kiều Huy nói ngay cả tiếp viên hàng không còn quen y, gọi Kiều tiên sinh rất thân thiết, làm cho người cùng bay đỏ mắt vì sao thái độ của tiếp viên hàng không đối với mình lại không như vậy. Cổ Tiểu Âu đi sang Hong Kong học thiết kế thời trang, cô bé này đang muốn theo trào lưu, Triệu Quốc Đống cũng không biết ý tưởng này của cô kéo dài được bao lâu. Cũng may giữa Ando và Hong Kong có đường bay thẳng, qua lại cũng dễ. Triệu Quốc Đống sợ có lẽ hàng tuần Cổ Tiểu Âu đều về. Câu lạc bộ Nhãn Nam Phi đã thành một nơi tập thể thao,
chăm sóc sắc đẹp thời thượng cho phụ nữ thành phố Ando. Việc lựa chọn dịch vụ cao cấp khiến Nhạn Nam Phi được không ít người lựa chọn. Từ Xuân Nhạn còn tổ chức rút thăm chọn 10 hội viên tham gia hoạt động nghỉ dưỡng ở Hải Nam, đây lập tức tạo thành tiếng vang lớn trong lĩnh vực này ở thành phố Ando, cũng làm cho lượng khách của Nhạn Nam Phi sau đợt Tết tăng mạnh, trở thành thương hiệu vàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Ando. Bây giờ hai chị em Từ Xuân Nhạn rất bận, Từ Thu Nhạn lúc này đang mang những hội viên có tiền mà không có việc gì sang bên Cáp Nhĩ Tân hưởng thụ cái lạnh, trong nhà chỉ có mình Từ Xuân Nhạn phụ trách. Cô tối nào cũng tầm 12 giờ mới về được nhà. Triệu Quốc Đống thấy mình đây là tự trói buộc bản thân. Cù Vận Bạch đến tập đoàn Thiên Phu bận đến độ thời gian hai người ở bên nhau rất ít. Chị em Từ Xuân Nhạn thành lập câu lạc bộ Nhạn Nam Phi làm cho hắn không thể lúc nào cũng đến hưởng thụ hạnh phúc với cô. Còn Trình Nhược Lâm thì sao? Cô đang cạnh tranh chức MC của một tiết mục ăn khách, mỗi tuần không chắc có một tối được ở bên Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cảm thấy tối hình như mình thành người nhàn hạ nhất. Hắn không thích đánh bài, không thích đi uống rượu, nhảy múa, cuộc sống về đêm rất nhàn. Có đôi khi hắn thấy về Ando cũng vô vị, không bằng ở lại Hoài Khánh, tối đọc sách. Ngoài Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều, ở Hoài Khánh có lẽ không có người để hắn nói chuyện vui vẻ. Đặng Nhược Hiền cùng Lý Trường Giang mặc dù cũng có quan hệ tốt nhưng người ta có gia đình, thi thoảng ngồi với nhau còn được, đến tối hoặc cuối tuần thì sao có thể đi rượu với hắn được. Cao Thiền đập vào mắt Triệu Quốc Đống, cô mặc dù ra vẻ đi xem triển lãm nhưng sao có thể gạt được Triệu Quốc Đống. Hắn cảm thấy Cao Thiền đến tìm mình. Triệu Quốc Đống vẫy vẫy tay đầy tự tin, không hề có gì ngạc nhiên. Điều này làm Cao Thiền có chút khó xử, nhất là thấy các cô gái vây quanh hắn nhìn cô với ánh mắt ghen tị, Cao Thiền không biết sao trong lòng mình lại có chút đắc ý. Mình làm gì thế này? Sao mình lại đến hội chợ và đi về phía Hoài Khánh? Hắn là người yêu cũ của chị, mình sao lại làm vậy? Cao Thiền vô thức nhắc mình, trên mặt cố ra vẻ bình tĩnh nhưng chỉ cô biết cảm giác trong lòng mình. Cao Thiền, lại đây ngồi một chút, sao, cô cũng có hứng thú với hội chợ? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Cao Thiền. Cô bé này không dám nhìn vào mình hắn làm Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Không biết cô gái này nghĩ gì, muốn mình quay lại với Đường Cẩn Ư. Thị trưởng Triệu, đây là bạn gái của ngài. Đẹp quá, không phải sinh viên đại học chứ. Tiểu Phương nhìn Cao Thiền thấy mới tầm 20, trên mặt lộ vẻ xấu hổ không giống là rất quen với thị trưởng Triệu. Hơn nữa nhìn như thế này có lẽ là sinh viên, thị trưởng Triệu chưa kết hôn sao? Ha ha, Tiểu Phương, cô cảm thấy tôi có thể có bạn gái trẻ trung xinh đẹp như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Cao Thiền, các cô ấy nói cô là bạn gái tôi. Cô nói xem. Quyển 11, chương 63. Ra khỏi quán lẩu, Triệu Quốc Đống hiếm khi có hơi say. Mấy cô gái uống khá tốt nhưng chưa đến mức quật ngã hắn. Rượu không say nhưng người say. Nhớ 6 năm trước khi hắn lần đầu tham gia hội chợ thương mại cũng là đêm như thế này. Khi đó hắn cũng cùng mấy cô gái trẻ tuổi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Triệu Quốc Đống đến bây giờ vẫn nhớ kỹ quán lẩu khi đó. Quán lẩu Sơn Thành, chẳng qua 6 năm trôi đi khiến quán này trước đông khách bây giờ đã phải đóng cửa. Cổ Tiểu Âu, Lam Đại, Kiều San, Đồng Úc lúc ấy còn ngượng ngùng như quả táo xanh, bây giờ đã thành các cô gái khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải sao động. Cổ Tiểu Âu thành người phụ nữ của hắn, vậy còn Kiều San và Đồng Úc. Kiều San cùng Đồng Úc hình như bị Cổ Tiểu Âu ảnh hưởng nên chưa vội vàng tìm bạn trai, ba người vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống độc thân, thậm chí có thể trêu chọc những người đàn ông thèm thuồng các cô. Câu hay nói nhất là sao phải lấy chồng, sao phải kết hôn để trói buộc mình. Triệu Quốc Đống không hiểu nổi tâm trạng mấy cô, chỉ có thể nói cuộc sống của Cổ Tiểu Âu đã ảnh hưởng không nhỏ tới hai cô kia. Lam Đại thì sao? Trong đầu Triệu Quốc Đống hiện lên hình ảnh cô gái rất giữ lời. Dù hắn đã kết hôn nhưng cô vẫn không thay đổi suy nghĩ trong đầu. Cô cho rằng kết hôn không phải là điểm dựa cuối cùng, điều này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Triệu Quốc Đống biết Ando có không ít người đàn ông ưu tú theo đuổi Lam Đại, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của cô. Lam Đại qua lại với hắn không nhiều nhưng gọi điện không ít. Tết Lam Đại thường cố ý xông vào cuộc sống của hắn. Ăn cơm, uống cà phê, tâm sự. Có đôi khi nhân cơ hội hai người còn đi chơi với nhau. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết mình có tâm trạng gì khi gặp Lam Đại. Mình không dám ăn nhưng lại không muốn để người khác ăn. Ăn không được nhưng vẫn muốn nắm trong tay. Vậy có phải quá ích kỷ không? Chẳng lẽ mình là kẻ háo sắc trời sinh,
hay là giấc mơ kia khiến mình thay đổi suy nghĩ về phụ nữ? Theo men say, Triệu Quốc Đống lại nghĩ con người vốn ác, đó mới là bản tính thật của con người. Đơn giản ở trong thực tế thì người đàn ông muốn nắm giữ mọi người phụ nữ vào trong tay. Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy cuộc sống như vậy của mình có gì không ổn. Đời người vốn có nhiều khuyết điểm, cần gì phải ép mình quá mức. Cổ Tiểu Âu rất không thích Lam Đại, nói Lam Đại quá tính toán, nói Lam Đại muốn chiếm lấy mình. Triệu Quốc Đống nghe vậy không khỏi có chút buồn cười, mình là đồ vật hay sao mà có thể bị người khống chế. Vậy Lam Đại có mục đích gì? Cô khác với chị em của Vận Bạch và Từ Xuân Nhạn, cô có tương lai tốt đẹp, không nên như vậy mà. Triệu Quốc Đống cảm thấy thế giới này càng lúc càng không rõ ràng, nhất là lòng dạ phụ nữ. Hắn đúng là không thể hiểu nổi. Triệu Quốc Đống rút điện thoại di động ra tìm số thật lâu không liên lạc và gọi. Cao Chí Minh mở cửa ra là biết con gái uống rượu. Mặt Cao Thiền đỏ như lửa làm y tức giận trừng mắt nhìn. Đường Linh, em ra xem con gái của mình đi. Đường Linh mặc áo ngủ mỏng đi ra thấy Cao Thiền như vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Có chuyện gì vậy Tiểu Thiền, sao con uống nhiều vậy, uống với ai? Cao Thiền đã học năm thứ tư, có suy nghĩ của mình, cũng có bạn bè. Đôi khi uống ít rượu cũng bình thường, nhưng chưa bao giờ hai người thấy Cao Thiền uống nhiều như hôm nay. Đường Linh không thấy có gì không ổn mấy. Con gái đã 22, hơn nữa từ trước đến giờ vẫn biết quy củ, không qua đêm bên ngoài, muộn mấy cũng về nhà, hơn nữa không có bạn bè lo ninh nhăng. Ngoài bạn học ra thì ít khi tiếp xúc với người ngoài. Mình đã hỏi nó trong trường có bạn trai không, nhưng Cao Thiền nói toàn đám thanh niên xấu xa, không có chút năng lực tự nhận biết thì còn có gì. Tất nhiên ánh mắt của con gái Cao, điều này cũng làm Đường Linh vui mừng. Hôn nhân của con cái là điều bố mẹ nào cũng quan tâm, nhưng không thể ngăn cấm. Nếu không sẽ giống Đường Cẩn vậy, đến bây giờ vẫn còn cô độc một mình làm người nhà buồn bã. Nghĩ như vậy Đường Linh lại khẽ lắc đầu. Cao Thiền về phòng ngủ, Đường Linh thấy con có lẽ uống nhiều nên vội vàng lấy khăn ướt lau cổ, mặt cho con gái, đỡ con gái nằm xuống giường, thấy quần áo vẫn chỉnh tề liền yên tâm vì không bị ai lợi dụng. Cao Thiền cả người đang nóng bừng. Mấy cô gái Hoài Khánh có lẽ nghĩ cô sợ nên không ngừng khiêu khích, nhất là cô gái tiền đơn kia có vẻ khó chịu với mình, cố ý nhằm vào mình. Cao Thiền cũng không biết nghĩ sao mà liều mạng uống ba chén với đối phương. Nếu không phải Triệu Quốc Đống khuyên thì Cao Thiền còn tiếp tục uống, dù có say cô cũng phải đánh ngã đối phương. Nhìn Cao Thiền như vậy, Đường Linh vội vàng lấy váy ngủ thay con. Nhìn cơ thể con gái mà chị ta có chút đắc ý. Con gái thừa hưởng chiều cao của bố nhưng thân hình của mình. Mẹ, mẹ nói cần tỷ vì sao bây giờ vẫn không tìm bạn trai? Có phải không quên được Triệu Quốc Đống kia? Đường Linh xoay người đi ra liền đột nhiên nghe thấy Cao Thiền nói. Đường Linh cứng mình lại, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Cao Thiền. Tiểu Thiền, con hỏi chuyện này làm gì? Mẹ, có gì mà mẹ khẩn trương như vậy? Con chỉ là không rõ sao cần tỷ lại bỏ Triệu Quốc Đống mà thôi. Con nhớ hai người bọn họ lúc ấy sắp nói chuyện kết hôn, chẳng lẽ vì người ngoài can thiệp nên cần tỷ phải nghe? Cao Thiền xoay người nhìn chằm chằm bà mẹ. Đường Linh đứng ở cửa nhìn thẳng con gái, cả người không khỏi run lên. Ngoài áy náy với Đường Cẩn ra, càng nhiều chị hơi sợ lời nói của Cao Thiền. Sao Cao Thiền lại biết? Chẳng lẽ Chí Minh nói, hay là Đường Cẩn nói? Sao lại hỏi như vậy vào lúc này? Nghĩ đến mấy hôm trước Cao Thiền đến Hoài Khánh gặp bạn học thân rồi gọi về cho chồng mình. Nói muốn tìm lãnh đạo thị xã Hoài Khánh kiện, chồng cô vô tình nhắc Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực ở Hoài Khánh, cô lúc ấy đã lo và nghĩ sẽ xảy ra chuyện. Chẳng qua lúc về Cao Thiền không có gì không bình thường, chỉ nói chuyện đã xử lý xong nên cô mới yên lòng. Tiểu Thiền, đó là chuyện quá khứ, có chuyện gì chỉ hai người trong cuộc hiểu. Người ngoài dù ủng hộ hay phản đối đến đâu thì cũng do bọn họ quyết định. Đường Linh đứng im tại chỗ nói. Tiểu Thiền. Con có phải gặp Triệu Quốc Đống không? Hắn nói gì? Mẹ không cần như vậy đâu, con và hắn không có gì. Chẳng qua con có chút tò mò thôi. Cần tỷ giờ vẫn độc thân, con hỏi vấn đề này thì hắn nói mọi việc đã qua không thể trở lại. Cao Thiền nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực trái của cô. Lúc uống rượu khuỷu tay Triệu Quốc Đống chạm vào đó làm cô hơi đau, nhưng lại có chút mong chờ. Tiểu Thiền, con rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Quốc Đống làm gì con? Đường Linh không nhịn được thở hổn hển nói. Mẹ nghĩ gì thế, con chỉ biết Triệu Quốc Đống mà thôi, sao mẹ nhạy cảm như vậy? Hắn có thể làm gì, mẹ cảm thấy hắn làm gì được, chỉ thái độ này của các người mới có thể làm cần tỷ chia tay Triệu Quốc Đống, các người hủy một cuộc tình đẹp biết không?
Được rồi, con buồn ngủ, mẹ ra ngoài đóng cửa hộ con. Đường Linh ngẩn ra vài giây rồi lặng lẽ ra ngoài. Cao Thiền đã lớn, có suy nghĩ. Bóng ma Triệu Quốc Đống vẫn bao phủ Đường gia. Đường Linh không biết Cao Thiền sao lại quen Triệu Quốc Đống, chẳng lẽ vì lần ở Hoài Khánh. Quyển 11, chương 6-14. Yến Nhiên Thiên bỏ máy xuống rồi ngồi đó suy nghĩ. Người phụ nữ bên cạnh có chút tò mò nhìn chồng nói. Sao thế anh? Không có gì. Yến Nhiên Thiên lắc đầu không nói. Còn không có việc gì, vợ chồng mấy chục năm chẳng lẽ anh còn có thể giấu em? Người phụ nữ nở nụ cười thuận tay đưa cốc trà tới. Cuộc điện có vẻ không bình thường. Yến Nhiên Thiên bất đắc dĩ nói. Chuyện gì cũng không giấu được em. Chồng em công tác mấy chục năm, người ta đều nói trên mặt anh không lộ ra suy nghĩ nhưng sao cái gì em cũng biết. Hừ, vợ chồng mấy chục năm mà điểm này còn không biết, vậy em làm vợ có xứng không? Người phụ nữ cười hì hì nói. Sao, cảm thấy làm người rất thất bại ư? Ha ha, đâu có, nếu giấu quá sâu không phải rất mệt ư? Yến Nhiên Thiên ngồi xuống ghế nhưng vẻ mặt vẫn trầm tư. Ai gọi tới vậy, em thấy mới đầu anh còn vui, sao sao lại? Người phụ nữ biết chồng mình đang có điều suy nghĩ và khó có thể lựa chọn nên mới có vẻ mặt như vậy. Lưu Thác, Yến Nhiên Thiên nói. Ồ, Lưu Thác, hình như đến làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lưu Đông thì phải, sao đột nhiên gọi tới? Người phụ nữ có chút kinh ngạc nói, nhưng lập tức có phản ứng. Là vì chức thị trưởng Hoài Khánh. Ừ, không nói rõ, chỉ là hỏi về tình hình của Triệu Quốc Đống. Yến Nhiên Thiên buồn bực nói. Thời này rắn có đường của mình, chuột có hang của mình, đến lúc này có võ nào đều dở hết. Vậy anh nói như thế nào? Người phụ nữ nhíu mày nói. Cô đương nhiên biết quan hệ của chồng và Lưu Thác khá tốt. Y không hỏi rõ, anh cũng không nói rõ. Yến Nhiên Thiên nhấp ngụm nước, suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nghĩ y hiểu ý của anh. Người phụ nữ có chút lo lắng. Ý của anh là y hiểu rõ ý của anh. Có thể. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, Triệu Quốc Đống lên rất nhanh, tuổi này mấy người có thể làm phó thị trưởng thường trực. Cho dù hắn có năng lực, bản lĩnh nhưng Trung Quốc đâu có thiếu. Ai cần lên, ai cần ổn định thì phải cân nhắc. Tỉnh ủy cũng có ý đồ của mình. Anh không phải nói Ninh Pháp chưa tỏ rõ thái độ sao? Ừ, vì thế nên giờ khó nói. Yến Nhiên Thiên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Anh vẫn nghĩ làm theo ý mình. Triệu Quốc Đống đi lại gần Qua Tĩnh. Qua Tĩnh sẽ đẩy Triệu Quốc Đống ra, chẳng qua Qua Tĩnh cũng có thể biết ý của anh. Qua Tĩnh nhìn như ôn hòa nhưng làm việc lại rất cứng rắn. Em nghe nói lão Chu bên quản lý nhân sự tỉnh rất cố gắng nhưng kết quả ban tổ chức cán bộ nói miễn là miễn, rất khí phách. Hừ, trưởng ban tổ chức cán bộ mà không có khí phách thì sao quản được cán bộ? Đó là chuyện của ban tổ chức cán bộ, không có gì. Yến Nhiên Thiên lắc đầu nói. Qua Tĩnh một mình không gây được sóng gió. Anh lo là thái độ của Ninh Pháp, anh đã nói rõ ý của mình với y, nhưng y vẫn im lặng. Có thể y sẽ hỏi ý bên Hoài Khánh không? Người phụ nữ nói. Hừ, tính cách của Ninh Pháp như thế nào? Chuyện này còn cần xin ý kiến ai khác? Yến Nhiên Thiên lắc đầu nói. Bây giờ xem ra Ninh Pháp chưa có sự lựa chọn thích hợp, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng anh không phải nói Triệu Quốc Đống biểu hiện rất xuất sắc, giỏi làm thu hút đầu tư sao? Ừ. Tên này đúng là có bản lĩnh, bị Miêu Trấn Trung cùng Diêu Văn Chí tính kế liền lập tức phất cờ trở lại, khí thế càng tăng lên. Miêu Trấn Trung cùng Diêu Văn Chí cũng không thể động tay động chân. Yến Nhiên Thiên cười nói. Ồ, Miêu Trấn Trung cùng Diêu Văn Chí muốn giở trò cũ sao? Người phụ nữ có chút kinh ngạc nói. Hừ, không phải rất rõ sao? Ninh Pháp muốn biến An Đô thành thành phố lớn nhất nội địa, thuận tiện thêm điểm cho Diêu Văn Chí. Miêu Trấn Trung cũng muốn nhân cơ hội lộ mặt nên phối hợp tốt. Chẳng qua có một số việc không thể làm quá. An Đô cũng hy vọng công ty Hòa Tân đến An Đô, nói gì mà tạo thành hai ngôi sao trong lĩnh vực hệ thống mạch điện, cũng không phải muốn hái đào ư. Nhưng không xem bản lĩnh của mình, lại cứ nghĩ là tỉnh thành sẽ được lợi. Chẳng qua Ứng Đông Lưu đã kiên quyết phản đối. Người phụ nữ biết chồng mình khó chịu với Miêu Trấn Trung, thậm chí nghe nói trong hội nghị thường ủy đã không ngừng tranh chấp. Chồng cô thậm chí công khai phê bình một số nơi không cho ai tiến vào, mọi người đều biết Yến Nhiên Thiên nói ai. Ứng Đông Lưu cũng dám vỗ bàn với Ninh Pháp. Người phụ nữ giật mình nói. Em nghĩ Ninh Pháp là ai? Yến Nhiên Thiên có chút buồn bực nhìn vợ. Ngây thơ, Ninh Pháp sẽ vì việc này mà tỏ thái độ sao?
Người phụ nữ cũng hiểu mình hỏi câu hơi ngốc nên nói. Nhiên Thiên, tình hình lão Nghiêm thế nào? Bây giờ không nói đến chuyện đó. Sao, mới làm phó giám đốc chưa lâu đã thấy ánh mắt mình cao, vị trí dưới mông thấp ư? Yến Nhiên Thiên tức giận nói. Lưu Triệu Quốc còn chưa động, đâu đến lượt hắn nghĩ. Em nói với hắn kẹp cái đuôi vào, làm việc cho tốt. Chờ hắn làm xong việc ở sở rồi tính. Người phụ nữ cũng biết bây giờ chưa phải thời cơ, chồng cô cũng không muốn nhắc tới việc này nên đổi giọng. Em nghe lão Nghiêm nói Triệu Quốc Đống có tác phong không tốt, đầy khí phách nhưng ngông cuồng, là kẻ càn rỡ. Người như vậy sao có thể để lên, nhưng ăn nói sao với Lưu gia bây giờ? Anh nói em đừng nghe lời lão Nghiêm, theo anh đó là do mâu thuẫn cá nhân của hai người. Yến Nhiên Thiên khinh thường nói vì y biết ân oán giữa Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đúng là ngông cuồng nhưng không phải kẻ kém cỏi gì. Vấn đề nằm ở chỗ anh thấy y không phù hợp chức thị trưởng Hoài Khánh. Hoài Khánh về sau là một bộ phận rất quan trọng để An Đô mở rộng tầm ảnh hưởng. Nó phát triển tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn tỉnh, ý của anh việc này cần thận trọng. Lưu Thác và anh chỉ có quan hệ cá nhân, ở vấn đề này anh không định thay đổi lập trường. Triệu Quốc Đống lúc trước không biết Lưu Thác đang giúp mình. Triệu Quốc Đống đang ngủ thì thấy có người gọi, hắn mở ra thấy là số của Lưu Thác. Nhìn cô gái đang mơ màng ở bên, may là không có gì quá, tay mình chỉ đặt trên đùi cô gái làm hắn có chút xấu hổ. Anh, muộn thế này rồi, có việc gì thế? Triệu Quốc Đống khàn khàn nói do nãy uống hơi nhiều. Cô gái bên cạnh đã tỉnh và đưa cho hắn cốc nước. Lưu Thác nói chuyện rất rõ ràng. Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày, hắn sớm biết sẽ có kết quả này. Yến Nhiên Thiên không thể thông, Lưu Thác không nói gì mà chỉ nói Yến Nhiên Thiên là người cố chấp, nhận định việc gì thì hiếm khi thay đổi. Triệu Quốc Đống bỏ máy và dai chán. Xem ra con đường bên Yến Nhiên Thiên đã kín, ngay cả Lưu Thác ra mặt cũng không có tác dụng. Triệu Quốc Đống không muốn để Lưu Thác ra mặt. Theo hắn thấy bây giờ phát huy sức ảnh hưởng của Lưu gia là hơi sớm. Hơn nữa tình hình tỉnh An Nguyên khá đặc biệt. Hai người Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều cứng rắn, đều là người phản đối ảnh hưởng bên ngoài. Ở tình huống này Lưu gia thông qua vài con đường có khi lại phản tác dụng. Chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn cơ hội này biến mất? Không, vậy không phải tính cách của mình. Lưu Thác ở bên kia còn nói quan trọng nhất là do bí thư tỉnh ủy, Yến Nhiên Thiên chỉ mang tính tham khảo. Mùi thơm khẽ phả vào mũi. Một đôi tay đang day chán cho hắn. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận được hai bên ngực đối phương ép vào lưng mình. Quyển 11, chương 65. Sau sinh nhật đảng ngày 1 tháng 7, trong thị ủy, ủy ban Hoài Khánh bắt đầu xuất hiện lời đồn. Không thể nói đây chỉ là lời đồn vì nó không phải là vu vơ. Thị trưởng Hà Chiếu Thành trung tuần tháng 7 sẽ lên tỉnh tập huấn 3 tháng, tin này cũng không phải tin tức. Mặc dù Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành thậm chí không có lãnh đạo nào tuyên bố công khai Hà Chiếu Thành sẽ lên tỉnh học, nhưng cán bộ đều biết Hà Chiếu Thành sẽ đi, hơn nữa đi không trở lại. Ai chủ trì công việc chính quyền thị xã? Lời đồn rất nhiều, có người nói do giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh xuống làm thị trưởng, có người nói là cán bộ từ tỉnh ngoài tới, đương nhiên không ít người nói tới Đàm Lập Phong và Triệu Quốc Đống. Có chút người vô thức nói có phải ai đó lên làm thị trưởng thì sẽ có khí thế bá vương. Hay là họ Triệu dạo này thấy ai đều có vẻ khiêm tốn, hào phóng, có phải là sắp lên chức nên cố tỏ vẻ như vậy? Nói tóm lại anh tùy tiện có một động tác, vẻ mặt là đã mang tới nhiều lời đồn đãi. Trong lúc nhất thời bên ủy ban cũng trở nên vi diệu, ai có thể tiến lên sẽ thành đả kích không nhỏ đối với người khác. Dù anh thể hiện lạnh nhạt nhưng người ta đều đoán đây là giả vờ nếu ai đó lên thì sẽ xử lý anh vì từng có mâu thuẫn. Triệu Quốc Đống cũng biết lúc này mình mỗi lần xuất hiện trước công chúng sẽ mang tới nhiều cảm tưởng, mà hắn tin Đàm Lập Phong cũng như vậy. Nhưng hắn không thể vì thế mà không tới chính quyền thị xã, vập không phải trong lòng có ý đồ sao. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy cần điều chỉnh thời gian đi làm, đến sớm, về muộn. Đợi cán bộ về hết rồi về, như vậy sẽ tránh được việc gặp. Ngay cả Quế Toàn Hữu cũng thấy biến hóa này của Triệu Quốc Đống, chẳng qua y nghĩ thấy cũng đúng. Tình hình bây giờ có ai thích chứ? Không bằng thuận theo tự nhiên. Hạng mục đầu tư của công ty Hòa Tân cuối cùng đã ký kết, tổng giá trị đầu tư trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa lĩnh vực điện tử thông tin là ngành đang rất bắt mắt nên lập tức thành ngôi sao chói mắt nhất trong hội chợ thương mại. Bên Ando cũng không thua kém. Ủy ban Nhân dân thành phố Ando ký kết với liên doanh 3 nhà công ty đầu tư Trung Hoa, tập đoàn Thương Lãng, tập đoàn Thiên Phu về việc đầu tư trong 6 năm với số tiền trên 15 tỷ nhân dân tệ.
cùng khai thác khu vực trung tâm phía nam thành phố, Hồ Lô Châu, biến đây là một bộ phận trong quy hoạch thành phố. Mà thị xã Ninh Lăng cũng không thua kém. Một công ty điện Nhật Bản đến đầu tư 12 triệu đô la Mỹ vào khu khai phát Ninh Lăng, thành lập công ty thiết bị điện Hùng Điền Ninh Lăng. Mà liên doanh của ba công ty thiết bị ngành điện Thiên Tân và một công ty Nhật Bản cũng đầu tư 50 triệu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ngành đệ Tam Hòa Ninh Lăng, sản xuất ắc quy và điện trở. Hai hạng mục này khiến ngành sản xuất thiết bị ngành điện của Ninh Lăng tiến thêm bước nữa. An Đô, Hoài Khánh cùng Ninh Lăng trở thành ba ngôi sao sáng nhất của hội chợ thương mại lần này. Nhất là hạng mục của Hoài Khánh càng thành tâm điểm, có không ít câu hỏi có phải Hoài Khánh ra vẻ như vậy không? Cũng may động tác của công ty Hòa Tân khá nhanh, rất nhanh tuyên bố đã xác định khu vực xây dựng ở khu khai phát Hoài Khánh, trong tháng 7 sẽ động thổ. Triệu Quốc Đống hăng hái nhìn tình hình kinh doanh của công ty, cẩn thận quan sát. Người đàn ông khôn khéo trước mặt cũng có chút kinh ngạc vì lãnh đạo thị xã lại cẩn thận tìm hiểu hoạt động kinh doanh và tiêu thụ của xít mình như vậy. Y cảm thấy công ty của mình đầu tư chẳng quá trên triệu, có tầm 50 công nhân làm việc mà thôi, coi như là công ty nhỏ thì sao có thể lọt vào mắt lãnh đạo. Vậy mà vị phó thị trưởng này lại có hứng thú đến thế. Chẳng qua lãnh đạo có hứng thú thì giám đốc công ty nhất định vui vẻ. Nhất là bên cạnh còn có phóng viên mang máy quay đi theo, hơn nữa còn có cô gái cầm mic và sổ ghi chép. Không cần biết đó là đài truyền hình cấp nào, chỉ cần lên sóng thì ít nhất là quảng cáo cho công ty. Y đương nhiên muốn tìm còn không được, vì thế y càng muốn phóng viên ghi lại rõ về tấm biển của công ty, bây giờ cũng gần 12 giờ, nếu mời lãnh đạo thị xã ở lại ăn cơm thì quá tốt. Thị trưởng Triệu, Chủ tịch Vương, công ty nhà tôi có 2 năm lịch sử, năm ngoái và năm trước hơi kém, năm nay thị trường Quảng Đông chuyển biến tốt, tiêu thụ tăng. Tôi bây giờ hàng tháng chuyển hàng 2 lần, xung quanh đây cũng có 2 công ty quy mô tương đương chỗ tôi, tình hình cũng thế, hàng tháng xuất hàng 2-3 lần. Người đàn ông lấy bao thuốc mời Triệu Quốc Đống. Về phần tình hình kinh doanh thì chỉ có thể nói cũng tạm được. Dù sao quy mô công ty hơi nhỏ, ngài cũng biết công ty như thế này cần chính là quy mô, chúng tôi cũng muốn mở rộng quy mô nhưng mà tài chính có chút khó khăn. Tôi đã huy động hết tiền bạn bè bà con mới mua đủ thiết bị, không thể có sai lầm. Triệu Quốc Đống cười cười cầm lấy điếu thuốc hút một hơi, sau đó cầm ở tay và nghe đối phương giới thiệu. Công ty giày Hoài Châu là công ty có quy mô nhỏ ở lĩnh vực này, thị trường chủ yếu bên Quảng Đông, chính xác mà nói chính là công ty gia công cho mấy công ty giày bên Quảng Đông. Ngành này lợi nhuận không cao nhưng lại ấp thu được không ít sức lao động dư thừa ở bên huyện Tĩnh, Vũ Xuyên, Lâm Giang xung quanh. Bây giờ Hoài Châu có trên 30 công ty như thế này, thu hút trên 5.000 công nhân, còn đang tiếp tục mở rộng, đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống đến khảo sát. Công ty trông khá bề bộn nhưng công nhân khá bận. Công ty làm theo dây chuyền nên cường độ lớn. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát thấy được vị giám đốc khá khôn khéo, cơm trưa cũng mời mọi người ăn tại công ty, đồ uống cũng sớm hâm nóng, mặc dù đơn sơ nhưng coi như đủ. Giám đốc Tạ, anh bây giờ cảm thấy vấn đề khó khăn nhất của công ty là gì? Hay là nói anh hy vọng chính quyền có thể giải quyết vấn đề gì cho mình? Triệu Quốc Đống ngồi xuống và nói. Thị trưởng Triệu, tài chính, vẫn chỉ là tài chính. Người đàn ông sáng mắt lên nói. Thị trưởng Triệu, không phải tôi khoe, tôi làm ở Quảng Đông 10 năm, coi như lang bạt các nơi. Thâm Quyến, Quảng Đông, Phật Sơn, Đông Hoàn tôi đều tới. Các công ty, nhà máy quy mô này ở bên đó có ở khắp nơi, hơn nữa phát triển rất nhanh. Tại sao bọn họ có thể phát triển nhanh như vậy thì tôi thấy ngoài bọn họ có đơn hàng ra thì còn có nhiều tài chính, có thể mở rộng quy mô dễ dàng. Ồ, bọn họ có gì khác chúng ta? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Hệ thống ngân hàng bên họ cho vay công ty nhỏ có hạn chế, nhưng giám đốc các công ty này có thể tìm được tiền, người bên đó có tiền, hơn nữa đều vay bạn bè, người quen nên làm lớn không khó. Nhưng bên chúng ta khác, họ hàng tôi đều nghèo, muốn vay cũng không tìm được cửa vào. Người đàn ông bất đắc dĩ nói. Nếu cần tiền quá thì phải vay lãi cao, nếu không đến đường cùng tôi sẽ không đi con đường đó. Chẳng may có gì không ổn thì chút tài sản của tôi sẽ mất sạch. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn biết tài chính của các công ty như thế này là rất khó khăn. Ngân hàng nhà nước, thương mại đều không tin mấy công ty nhỏ này. Chủ tịch Vương, quận Hoài Châu có lẽ phải có động tác. Tôi đến nhiều công ty như vậy và phát hiện một đặc điểm đó là quy mô các công ty ở Hoài Châu không lớn, nhưng số lượng không ít. Khó khăn về tài chính là vấn đề phổ biến. Chính quyền quận chẳng lẽ không suy nghĩ giải quyết vấn đề này như thế nào sao?
Triệu Quốc Đống xoay người nói với Vương Lệ Quyên. Vương Lệ Quyên mặc váy ngắn nên khi ngồi phải đặt tay trên bụng cố gắng kéo váy xuống để đỡ lộ. Chẳng qua thị trưởng ngồi xuống cô không thể không ngồi, xung quanh không có ghế riêng mà chỉ có ghế dài. Hai chân mặc dù kẹp chặt nhưng vẫn có thể dễ lộ. Vương Lệ Quyên đang cố điều chỉnh vị trí thì nghe Triệu Quốc Đống nói, cô vội vàng nói. Thị trưởng Triệu, các công ty như bọn họ thì đất đều là thuê, thiết bị phần lớn đều cũ, lại là công ty mới thành lập nên uy tín không cao. Chúng tôi cũng đã trao đổi với ngân hàng nhưng ngân hàng lấy quy định mà đùn đẩy. Ngài cũng biết quyền lực của chính quyền quận có hạn, lãnh đạo ngân hàng không nể mặt. Hơn nữa bây giờ quỹ tín dụng nông thôn bị xóa bỏ nên càng khó khăn hơn nữa. Quyền 11, chương 66. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Vương Lệ Quyên nói đúng. Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại đều nhìn đến mấy công ty lớn mà cho vay, không hứng thú ấy với các công ty nhỏ. Hơn nữa công ty nhỏ chỉ mắc một sai lầm là phá sản nên không mấy ngân hàng muốn cho vay. Chẳng qua từ góc độ chính quyền thì Triệu Quốc Đống cho rằng chính quyền cần phải có hành động, xây dựng hoàn cảnh tốt để các công ty gây dựng sự nghiệp không phải là lời nói vu vơ, mà phải có hành động cụ thể. Nhất là các công ty có giám đốc là người đã làm thuê ở khu vực Duyên Hải trở về, phải giúp bọn họ là điều chính xác. Không quan tâm điều kiện đơn sơ thế nào, không cần biết thu nhập của công nhân thấp, nhưng chỉ cần công ty có thể hấp dẫn sức lao động thì tức là có cơ sở để tồn tại. Bây giờ nông thôn rất khó khăn trong việc giải quyết việc làm cho nông dân, chính quyền nếu ngay cả các công ty nội địa xúc tiến sức lao động thừa của nông thôn mà không giúp, như vậy Triệu Quốc Đống cảm thấy bọn họ không làm tròn chức trách. Lệnh Hồ, anh liên lạc với giám đốc Tiêu Ngân hàng Công Thương, nói tối tôi mời cơm. Chủ tịch Vương, tối chị cũng tham gia, trưa nay chúng ta ăn luôn ở đây chứ. Triệu Quốc Đống nhìn giám đốc Tạ và nói. Giám đốc Tạ, chục người chúng tôi hôm nay sẽ ăn ở đây, cùng ăn với công nhân trong công ty, không ảnh hưởng gì chứ. Hoan nghênh, không phiền gì cả. Họ Tạ vui mừng xoa xoa tay, một bên gọi người mau ra ngoài mua thêm thức ăn, một bên cười ha hả cảm ơn Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Quyên. Thị trưởng Triệu, chủ tịch Vương có thể ăn cơm trong có thể là vinh hạnh cho chúng tôi. Triệu Quốc Đống nghe đối phương nói thế không khỏi có chút buồn cười. Có văn hóa vẫn hơn người không có, ít nhất ánh mắt tốt hơn nhiều. Sáng nay Triệu Quốc Đống đi thăm mấy công ty nhỏ, đây là một hình thức khá phát triển ở Hoài Châu. Hoài Châu mặc dù là quận nội thành nhưng cũng có trên 400.000 dân ở nông thôn, tăng thu nhập của nông dân chính là vấn đề rất khó khăn của quận ủy, ủy ban Hoài Châu. Mà theo hướng phát triển của các công ty nhỏ này sẽ thu hút được sức lao động thừa ở nông thôn. Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Hoài Châu cần phải tìm con đường thích hợp của mình. Không nên mù quáng noi theo các nơi khác, cũng không nên do dự, xác định phương hướng cần phải mạnh mẽ đi theo. Triệu Quốc Đống đi nửa ngày nên cũng hơi đói. Khi người mang đồ ăn lên, Triệu Quốc Đống không hề khách khí bưng bát lên ăn. Đám người Vương Lệ Quyên thấy Triệu Quốc Đống ăn ngấu nghiến hai bát liền trợn mắt há mồm. Đám công nhân thấy lãnh đạo ngồi ăn bên cạnh cũng có chút tò mò. Thấy Triệu Quốc Đống ăn như vậy liền thấy vị lãnh đạo thị xã này không bình thường. Sau khi ăn xong đám công nhân đều vây quanh nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ nói cười với bọn họ, hỏi thu nhập của bọn họ. Công nhân tranh nhau nói chuyện coi như cũng làm Triệu Quốc Đống hiểu thêm về tình hình thực tế. Về thị xã, Triệu Quốc Đống lại liên lạc với ngân hàng nông nghiệp thị xã, hẹn trưa cùng ăn cơm, bàn về vấn đề khó khăn khi vay vốn của các công ty nhỏ. Triệu Quốc Đống vốn định hẹn thêm mấy lãnh đạo chủ yếu của vài ngân hàng cùng ngồi lại nhưng cảm thấy nếu muốn có hiệu quả thì chỉ dựa vào trao đổi hành chính sẽ không có hiệu quả, còn phải dùng tình cảm cá nhân kết hợp vào trong công việc, cuối cùng mọi người ngồi xuống xác định là vừa. Các ngân hàng bây giờ đã không giống các năm trước nghe lời của đảng ủy, chính quyền địa phương, tính độc lập tăng cao. Yêu cầu của chính quyền địa phương chỉ lựa chọn mà tiếp nhận còn đâu việc lợi nhuận trong kinh doanh là vấn đề quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống cũng hiểu cho nỗi khó xử của các ngân hàng. Tỷ lệ khoản vay xấu của ngân hàng đã cao, bây giờ từ trên xuống dưới ép xuống khiến yêu cầu càng lúc càng nhiều. Chính quyền địa phương nếu muốn ngân hàng cho vay thì nhất định phải có chính sách thi thố và đảm bảo. Quốc Đống, cậu chuyện tốt không nghĩ đến tôi biết nhất định có vấn đề xấu mới gọi tôi tới. Rượu không thể uống ngon miệng rồi. Nói đi, có việc gì thì nói đi, đừng để đang ăn tôi phải nôn ra. Tiêu Hoa Sơn cười ha hả vỗ vai Triệu Quốc Đống. Sao, chức thị trưởng có hấp dẫn không? Tôi nghe nói chức này đang cạnh tranh rất kịch liệt đó. Vương Lệ Quyên từ WC đi ra nghe thấy tiếng nói sang sảng liền biết đó là giám đốc ngân hàng công thương Hoài Khánh Tiêu Hoa Sơn mà Triệu Quốc Đống nói.
chỉ bằng giọng này có thể nghe ra Tiêu Hoa Sơn có quan hệ không bình thường với Triệu Quốc Đống. Nghe thấy đối phương hỏi tới vấn đề nhạy cảm kia, Vương Lệ Quyên dừng lại, vểnh tai lên nghe. Được rồi, anh đừng có đánh thuốc chuột cho tôi. Chính quyền thị xã là của nhà anh mở, anh bố trí, hay trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy anh quyết định được. Triệu Quốc Đống không hề khách khí trừng mắt nhìn Tiêu Hoa Sơn. Ngồi đi, hai anh em ta đã lâu không ngồi với nhau. Anh bây giờ suốt ngày ở Ando nhưng sao về đó không gọi tôi? Ồ, còn có khách sao? Tiêu Hoa Sơn thấy một túi của phụ nữ ở bên liền ngẩn ra, lại nghe thấy trong WC có tiếng động nên nghĩ mình lỡ lời. Ừ, Chủ tịch quận Hoài Châu Vương Lệ Quyên, không sao. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Tiêu Hoa Sơn hơi đổi liền cười cười lắc đầu. Lúc này Vương Lệ Quyên cũng đi ra, hắn nói. Lệ Quyên, đây là Giám đốc Ngân hàng Công Thương Hoài Khánh Giám đốc Tiêu Hoa Sơn, là bạn của tôi. Hoa Sơn, đây là Chủ tịch quận Hoài Châu, Vương Lệ Quyên, cũng là người quen của tôi trước khi tới Hoài Khánh. Ha ha, hân hạnh, tôi đã gặp qua Chủ tịch Lệ Quyên, chẳng qua lúc ấy là tham gia họp. Tôi đang buồn bực sao Hoài Khánh lại nhiều nữ lãnh đạo như vậy. Sau mới biết Chủ tịch Lệ Quyên là nữ cán bộ ưu tú được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cử xuống. Triệu Quốc Đống nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Hoa Sơn nên không còn quá e ngại. Giám đốc Tiêu cười chê rồi, gì mà nữ cán bộ ưu tú chứ? Vương Lệ Quyên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Hoa Sơn, chúng ta bàn việc trước hay ăn cơm trước? Triệu Quốc Đống nói. Xem kìa, Chủ tịch Lệ Quyên, đây là lãnh đạo của các cô, rõ ràng mời tôi tới ăn, bây giờ chưa vào bàn đã muốn xử tôi rồi. Tiêu Hoa Sơn giả vờ tức giận nói. Vương Lệ Quyên nói. Giám đốc Tiêu, đây là nói rõ quan hệ giữa anh và thị trưởng Triệu không bình thường. Nếu là người khác thị trưởng Triệu nhất định sẽ uống một lúc rồi mới nói như vậy. Ừ Quốc Đống, Chủ tịch Lệ Quyên đúng là giỏi nói, xem ra tôi hôm nay chui vào bẫy của hai người rồi. Tiêu Hoa Sơn lắc đầu cười nói. Nói đi, lại có việc gì cần ngân hàng công thương tôi ủng hộ à? Được rồi, anh đừng nói anh là nhà giàu, chúng tôi là ăn mày đó. Hợp tác giữa hệ thống ngân hàng và chính quyền để hai bên cùng thắng lợi mà. Ngân hàng cũng nên đóng góp vì sự phát triển kinh tế của địa phương, mà kinh tế địa phương phát triển cũng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà. Triệu Quốc Đống nói. Được rồi, tôi nói sai, tôi là nhờ ngài giúp nghiệp vụ của tôi, để Hoài Khánh vay tiền của ngân hàng là được chứ gì. Tiêu Hoa Sơn trêu chọc. Giám đốc Tiêu, thị trưởng Triệu nói mặc dù không sai, nhưng kinh tế địa phương đúng là cần ngân hàng ủng hộ, trên nhiều khía cạnh ngân hàng giúp chúng ta rất nhiều. Vương Lệ Quyên thấy hai người cãi cọ liền nói xen vào hòa giải. Được rồi Chủ tịch Lệ Quyên, chỉ bằng câu này của chị là lát tôi sẽ mời chị một chén. Không giống có người nhờ tôi làm việc còn phải tùy tiện. Tiêu Hoa Sơn gật đầu cầm chai rượu rót. Triệu Quốc Đống cũng không đáp lời mà để Vương Lệ Quyên nói chuyện. Tiêu Hoa Sơn cũng là kẻ lão luyện, mặc dù thái độ tỏ rõ sẽ ủng hộ công việc của Hoài Châu, nhưng cũng lập tức đưa ra vài điều kiện như thẩm tra. Xác định tư cách cùng với chính quyền phát huy tác dụng gì trong đó. Quốc Đống, cậu nói việc này có giúp gì cho khả năng cậu lên làm thị trưởng không? Nghe nói chức thị trưởng vẫn chưa được quyết định, nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, chỉ sợ cậu đưa ra vài hành động để ảnh hưởng mới được. Uống vài chén, Tiêu Hoa Sơn thấy Vương Lệ Quyên đáng tin nên nói chuyện cũng không ngại nữa. Quyển 11, chương 67. Lời này của anh không đúng rồi. Làm việc chẳng lẽ chỉ vì mong thêm thành tích? Thêm điểm sao? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Anh còn nghĩ xa hơn tôi đó. Quốc Đống, anh đừng giả vờ với tôi. Chủ tịch Lệ Quyên không phải người ngoài, cậu dám nói mình không muốn làm thị trưởng không? Tiêu Hoa Sơn không cho là đúng. Đây cũng không phải việc xấu xa gì, chỉ cần cậu có thể đạt được thành tích, để lãnh đạo thấy rõ, cảm thấy cậu giỏi thì có gì không đúng. Đó là quang minh chính đại thể hiện năng lực trong phạm vi công việc của mình. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm là cậu kéo tới, công ty Hòa Tân không phải cậu kéo tới sao? Lãnh đạo chẳng lẽ không thấy ư? Đây là đường đường chính chính giúp kinh tế Hoài Khánh tăng tốc, còn sợ người ta nói ư? Nói không nghĩ là giả dối, nhưng có một số thứ nếu cố gắng quá có khi lại phản tác dụng. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, cậu bây giờ sao lại cứ rụt đầu rụt cổ vậy? Tiêu Hoa Sơn nói với vẻ rất khó chịu. Tôi cảm thấy phải quang minh chính đại. Không có gì phải sợ người khác. Đưa ra con đường mới trong công việc, đẩy mạnh cách làm mới, đạt thành tích, đó mới là năng lực, bản lĩnh. Thị trưởng Triệu, tôi cảm thấy giám đốc Tiêu nói đúng.
Hoài Châu chúng tôi phát triển ngành công nghiệp giày với các công ty quy mô nhỏ cũng là ngài đưa ra. Ngài cũng ủng hộ chúng tôi rất nhiều, đây là điều mọi người thấy rõ. Bây giờ Trung ương và tỉnh đều coi trọng công tác tam nông, mà vấn đề mấu chốt chính là nông dân. Mà nông dân lại muốn được no ấm, tăng thu nhập, muốn giải quyết vấn đề này thì việc tăng thêm các công ty thu hút sức lao động là rất quan trọng. Vương Lệ Quyên cũng đang suy nghĩ, cô cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải không muốn làm mà sợ gây ảnh hưởng xấu. Nhưng cô cảm thấy trên tỉnh chưa nói rõ ai sẽ thay Hà Chiếu Thành, chính là muốn để thời gian cạnh tranh tự do. Anh làm như thế nào để được lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy coi trọng là rất quan trọng. Ngành công nghiệp giày Hoài Châu cùng với ngành may mặc ở Khánh Châu đều là những lĩnh vực mà thị trưởng Triệu đưa ra, điều này có tác dụng quan trọng trong việc tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân hai quận. Đây là thành tích không ai có thể xóa mờ, đây là thành tích thật sự. Chỉ là trước đó chúng ta không làm công tác tuyên truyền mà thôi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể mượn việc này để nói rõ Hoài Khánh làm như thế nào để nông dân tăng thu nhập. Vương Lệ Quyên nói làm tim Triệu Quốc Đống đập loạn lên. Lúc trước hắn không nghĩ tới điểm này. Bây giờ Vương Lệ Quyên nhắc làm hắn cảm thấy việc này có thể sử dụng. Thu hút đầu tư hắn đã làm tốt, nhằm vào việc này mà tuyên truyền không có tác dụng mấy. Hơn nữa tỉnh ủy cũng không vì anh kéo một hai hạng mục mà cảm thấy anh có thể làm thị trường. Nhưng theo như Vương Lệ Quyên nói lại khác. Giải quyết sức lao động dư thừa ở nông thôn và tăng thu nhập của nông dân là đề tài rất mẫn cảm hiện nay. Dịp Tết Lưu Thác đã nhắc hắn chủ động ở điểm này, nhưng lúc ấy hắn không cảm thấy nên chuyển biến chủ quan năng động sẽ thành hành động cụ thể, chỉ đơn thuần nghĩ rằng làm hết sức là đủ. Bây giờ Vương Lệ Quyên nói làm hắn cảm thấy công việc lúc trước của mình hoàn toàn có thể quảng bá, thậm chí nó còn mang tới tác dụng rất quan trọng. Thấy Triệu Quốc Đống động tâm, Vương Lệ Quyên nhẹ nhàng nói thêm. Thị trưởng Triệu, tôi thật sự cảm thấy chuyện này có thể suy tính. Triệu Quốc Đống không nói ở chuyện này mà chuyển sang việc khác. Hắn cùng Tiêu Hoa Sơn nói tới Lôi Hướng Đông và Trịnh Kiện. Lôi Hướng Đông bây giờ rất nổi tiếng, bởi vì các bài viết của y trong lĩnh vực tài chính mấy năm qua được lãnh đạo Trung ương chú ý, quan điểm y đưa ra làm người ta phải giật mình, điều này làm lãnh đạo có ấn tượng tốt và sâu sắc với y. Bây giờ nghe nói Lôi Hướng Đông đã được chỉ định tham gia văn phòng nghiên cứu chính sách tài chính của Trung ương. Mặc dù bây giờ y chưa chính thức vào làm lãnh đạo của văn phòng này nhưng đã có điểm báo trước. Theo lẽ thường người có thể tiến vào văn phòng này chính là anh có thể lên tiếng trong quy hoạch tài chính của quốc gia. Đây có thể nói là vinh dự rất lớn đối với nhân viên hệ thống tài chính. Có một số người thậm chí hy sinh mình đến làm lãnh đạo một địa phương hòng tiến vào văn phòng này. Bởi vì văn phòng này sẽ có quyền lực cực lớn mà anh không thể tưởng tượng nếu không vào trong đó. Mà Trịnh Kiện nghe nói cũng bởi vì thành tích đột xuất trong công việc nên rất có thể được lên cấp, còn rốt cuộc lên làm trưởng hay là lên ngân hàng xây dựng trung ương hay là tỉnh khác thì còn chưa rõ. Nhưng dù như thế nào thì Trịnh Kiện cũng sẽ lên chức. Tiêu Hoa Sơn không khỏi than thở, lúc đầu ba người đều tiến triển không quá thuận lợi, nhất là y. Y từ Nam Hoa sang bên Hoài Khánh làm giám đốc, nhưng ngân hàng công thương Hoài Khánh gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản nợ, nếu muốn trong thời gian ngắn thay đổi tình hình là không dễ. Tiêu Hoa Sơn uống hơi nhiều, Triệu Quốc Đống đang tính tới việc có nên đưa y về không, nhưng cũng may lái xe của Tiêu Hoa Sơn đã tới từ sớm, điều này làm Triệu Quốc Đống yên tâm. Lên xe, Triệu Quốc Đống đưa Vương Lệ Quyên về tập thể ủy ban quận Hoài Châu, cũng thuận tiện xem tiến độ xây dựng nhà tập thể đợt cuối cùng của Hoài Châu thế nào. Vương Lệ Quyên cũng giới thiệu qua tình hình của quận, mặc dù không thể so sánh với thị xã nhưng coi như thuận lợi. Vương Lệ Quyên cũng cười cười trêu chọc Triệu Quốc Đống về việc hắn thu hút hạng mục công viên nghĩa trang quốc tế để lấy tiền xây dựng nhà tập thể cho cán bộ trên thị xã. Có thể nói đó là thành tích chính trị rất lớn của Triệu Quốc Đống, thậm chí còn có hiệu quả hơn cả việc diệt trừ Mã Cam Xương. Không có tài chính từ công viên nghĩa trang quốc tế, việc xây dựng nhà tập thể cho cán bộ các cơ quan thị xã sẽ bị đẩy lùi tới vô hạn, hơn nữa cải thiện hoàn cảnh và trồng thêm cây xanh cũng sẽ bị giảm đi. Mà bây giờ sau khi việc cải tạo Hồ Tử Nham Yến Tử Bình khiến nơi đây có hoàn cảnh đẹp, khiến các cán bộ đều vui mừng khi sẽ tới đây ở. Trước khi xuống xe, Vương Lệ Quyên lại nhắc tới việc có thể lợi dụng phát triển công ty quy mô nhỏ ở hai quận, Triệu Quốc Đống chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chiều thứ ba, Vương Lệ Quyên biết việc mình khuyên đã có tác dụng. Đài truyền hình tỉnh chuẩn bị tổ chức ghi hình phỏng vấn và làm chuyên đề về việc thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh phát triển kinh tế ở nội thành. Xúc tiến thu hút sức lao động dư thừa và tăng thu nhập cho nông dân, trọng điểm chọn phỏng vấn ở quận Hoài Châu cùng quận Khánh Châu. Mà Quế Toàn Hữu cũng gọi điện cho Vương Lệ Quyên nói cô bố trí Ủy ban Hoài Châu phối hợp.
Lúc nhắc tới việc này, Triệu Quốc Đống đã rất hàm xúc nhắc tới Vương Lệ Quyên, Quế Toàn Hữu đương nhiên hiểu rõ ý của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không muốn để người ta hiểu lầm đây là hắn cố tạo xu thế, nhưng sự thật ở ngay trước mắt thì nếu không làm gì, không nói gì thì hắn chỉ có thể bị đào thải. Nguyên nhân là do đối phương đã bắt đầu công kích. Thị ủy Hoài Khánh đã trọng điểm lựa chọn thí điểm công tác giáo dục nâng cao năng lực chấp chính của lãnh đạo, cán bộ cơ sở, đài truyền hình tỉnh cũng đưa tin khá dài về việc này trong chương trình thời sự. Phó Bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên, Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ qua tỉnh, Bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc đều tới tham gia nghi lễ, mà hội nghị sau đó do Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong chủ trì. Cùng lúc đó Nhật báo An Nguyên cũng đưa bài viết do Đàm Lập Phong ký tên, hơn nữa bài viết còn đưa thêm những đánh giá của nhà báo, làm người ta rất chú ý. Cái này còn chưa tính, tờ An Nguyên ngày nay còn dùng một bài khá dài nói về kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục cán bộ cơ sở của Hoài Khánh, nâng cao tố chất cán bộ. Hơn nữa do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hoa Phượng Sơn đích thân viết. Một loạt hành động thông qua vài con đường tiến hành làm người ta có thể cảm nhận được công tác xây dựng đảng của Hoài Khánh đạt thành tích huy hoàng, địa vị của đảng được nâng lên, hình tượng của đảng được cải thiện. Quế Toàn Hữu và Triệu Quốc Đống cùng lên tỉnh ủy. Quế Toàn Hữu mặc dù không vào tỉnh ủy nhưng y biết Triệu Quốc Đống tìm Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo, Hàn Độ. Hàn Độ có quan hệ với Triệu Quốc Đống thì Quế Toàn Hữu mơ hồ biết. Khi Triệu Quốc Đống còn làm bí thư quận ủy Tây Giang Ninh Lăng thì quan hệ này đã có. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hình như không muốn dùng vì ngại gì đó. Triệu Quốc Đống ra khỏi tỉnh ủy liền cho Quế Toàn Hữu một số điện thoại, đây là số điện thoại An Đô. Triệu Quốc Đống bảo y đi tìm người này, hai người bàn bạc, địa điểm quay chọn ở Hoài Châu cùng Khánh Châu. Quyển 11, chương 68. Đàm Lập Phong đập mạnh điều khiển xuống bàn, TV cũng đã được y tắt. Đàm Lập Phong cố khống chế tâm trạng của mình nhưng phát hiện ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt không thể áp chế được. Nhịn, nhịn, từ này y tự đọc rất nhiều lần nhưng y phát hiện nếu có thể nhịn cơn tức giận tức là mình không chính thức nổi giận. Vào phòng vệ sinh, bật vòi hoa sen dội vào mặt một lúc khiến áo cũng ướt, Đàm Lập Phong mới coi như khống chế được tâm trạng của mình. Y không rõ đã bao năm không dùng cách này để khống chế cơn tức giận trong lòng. Hình như 10 năm trước khi mình thất bại khi cạnh tranh chức phó bí thư huyện ủy thì phải. Đài truyền hình An Nguyên trong chuyên mục tiêu điểm đã chọn Hoài Khánh, chọn đề tài thu hút sức lao động ở nông thôn, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân tại Hoài Khánh. Không thể không nói tiết mục này làm rất chi tiết, hai quận Hoài Châu, Khánh Châu đều đạt thành tích rõ ràng trong việc này. Công ty tư nhân Hoài Châu phát triển, thu hút sức lao động dư thừa ở nông thôn, chẳng qua đưa ra các chính sách ưu đãi hỗ trợ. Giảm thủ tục hành chính, công ty tư nhân đang phát triển mạnh như hoa nở. Công tác điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Khánh Châu làm rất tốt, trụ sở nông nghiệp sinh thái hiện đại đã hình thành, trụ sở trồng hoa đã có quy mô bước đầu, trụ sở trồng rau đã tiến vào giai đoạn sản xuất. Hai công ty kinh doanh rau ở Sơn Đông đã chính thức đầu tư vào nông thôn, năm nay sẽ chính thức sản xuất. Chỉ riêng hai công ty ở giai đoạn đầu đã trực tiếp thuê 5.000 mẫu đất trồng rau. Hơn nữa còn có thể thuê hơn 300 nông dân địa phương vào làm. Nếu là lúc khác thì Đàm Lập Phong sẽ dùng tâm trạng khen ngợi để xem, nhưng vấn đề là ẩn ý sau lưng chương trình này. Người không ngừng xuất hiện trên TV, ăn cơm với nông dân, cùng nông dân xuống ruộng xem tình hình ruộng rau, còn có những tiếng nói ở bên ngoài. Mặc dù cũng có hình ảnh của Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành nhưng rất rõ ràng hai người kia chỉ là người làm nền, đây là công khai tuyên chiến. Không có gì phải nghi ngờ về chương trình này. Y gọi cho Trương Quả Hỉ, đối phương nói không biết. Tên ngu ngốc chỉ uống rượu cả ngày mà thôi, đài truyền hình tỉnh xuống phỏng vấn lúc nào cũng không biết. Hoặc đài truyền hình tỉnh trực tiếp xuống quận, nếu không chính là Trương Quả Hỉ không thể khống chế đài truyền hình thị xã. Đài truyền hình thị xã tuyên truyền Triệu Quốc Đống mà không báo cáo với lãnh đạo chủ quản là Trương Quả Hỉ. Dù là như thế nào thì điều này đã nói rõ một chuyện, Triệu Quốc Đống không ngồi chờ mà bắt đầu ra tay. Đàm Lập Phong hít sâu một hơi, tiết mục này có thể đăng lên đài truyền hình tỉnh là không đơn giản. Nhất là khi nhân sự Hoài Khánh sắp biến hóa. Điều này có nghĩa gì thì có ai là không hiểu. Nhưng sao lại như vậy, chẳng lẽ bí thư Yến? Đàm Lập Phong không dám nghĩ tiếp nhưng bây giờ y có thể làm gì? Đàm Lập Phong không phải người ngồi chờ chết, quyết không thể để như vậy. Y phải phản kích nhưng bắt đầu từ đâu? Ninh Pháp tắt TV, đứng lên đi lại trong phòng khách. Cũng nên có quyết định, cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng việc cạnh tranh sẽ càng ác hóa hơn nữa. Điều từ nơi khác hoặc từ tỉnh xuống sẽ không quá thích hợp.
Thứ nhất, Hà Chiếu Thành chưa chính thức đi, bố trí như vậy là quá rõ ràng. Thứ hai là y vẫn suy nghĩ nếu lúc này khi Hoài Khánh đang trong giai đoạn rất quan trọng thì tốt nhất là lấy người từ bộ máy hiện có. Y đã hỏi ý kiến của Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc cũng có ý không nên thay đổi, như vậy có thể nhanh chóng bắt tay vào cương vị mới, không cần mất nửa năm mới quen việc. Trần Anh Lộc không nói rõ ai là thích hợp, xem ra y cũng gặp áp lực từ nhiều phía, cũng khó cho y. Ninh Pháp nghĩ vậy không khỏi có chút buồn cười, nhưng y cũng chú ý ra ý trong lời của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc hy vọng tỉnh ủy chọn người lấy sự phát triển kinh tế Hoài Khánh làm cơ sở, chọn thị trường thích hợp nhất cho công việc. Lời này rất linh hoạt, chú trọng phát triển, điều này cũng phù hợp quan điểm của Ninh Pháp. Nhưng sau này lời đã mơ hồ nghiêng về một người, ai có thể khiến Hoài Khánh phát triển nhanh hơn? Đàm Lập Phong hay Triệu Quốc Đống? Hai người đều có ưu thế. Phải nói Đàm Lập Phong có năng lực toàn diện hơn, nhưng ưu thế và khuyết điểm của Triệu Quốc Đống càng rõ hơn. Ứng Đông Lưu bỏ tờ báo trong tay xuống và cười thầm trong lòng. Cuộc tranh chức thị trường ở Hoài Khánh đúng là thú vị. Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh không ai thua ai, hai người này công kích nhau mạnh ở việc này. Lão Ninh Sợ cũng thấy đau đầu. Đương nhiên Ứng Đông Lưu cũng biết Ninh Pháp sẽ không vì ý kiến của Yến Nhiên Thiên hoặc Qua Tĩnh mà thay đổi quyết định. Nhưng so sánh như vậy thì phải có sự thăng bằng. Yến Nhiên Thiên là người có tính cách mạnh, Qua Tĩnh ở vấn đề nguyên tắc sẽ không bao giờ lùi bước. Chẳng qua có lẽ hai ngày tới chuyện này sẽ kết thúc. Hà Chiếu Thành sẽ lên tỉnh học ngay, ai chủ trì công việc ủy ban thị xã coi như người đó có 99% làm thị trường. Chuyện này còn chưa thảo luận ở hội nghị thường ủy. Ứng Đông Lưu tin rằng trong hội nghị thường ủy đầu tuần thì Ninh Pháp sẽ nói về việc này. Cả Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh đều là người biết nặng nhẹ, cũng biết chừng mực. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cam tới. Mời vào. Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Chủ tịch, tôi tới. Ừ, ngồi đi, mang tới rồi chứ. Ứng Đông Lưu đứng lên đi tới ghế sofa và ra hiệu Cam Bình ngồi xuống. Mang tới rồi, đây là một số ý tưởng của Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ, tôi đã xem qua và để văn phòng sửa đôi chỗ, tôi thấy cũng được. Ngài xem một chút, nếu có gì không thích hợp thì để sửa lại. Cam Bình đưa văn bản tới. Ứng Đông Lưu đeo kính lên, cẩn thận xem qua. Ừ, tôi thấy có thể, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là vấn đề từ lâu nhưng vấn đề cũ vẫn có thể thực hiện cách làm mới, đạt thành quả vượt trội, tôi thấy đáng để chúng ta nghiên cứu. Ứng Đông Lưu bỏ văn bản xuống. Chị định thí điểm ở Ninh Lăng và Hoài Khánh. Ninh Lăng thì tôi biết, trụ sở trà và chăn nuôi gia súc ở Hoa Lâm rất đặc sắc. Hơn nữa sản xuất nông nghiệp cũng phát triển mạnh. Nhưng Hoài Khánh có sản phẩm ưu thế gì? Cảm thấy Ứng Đông Lưu có chút nghi ngờ, Cam Bình thản nhiên nói. Chính xác mà nói sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, quy mô hóa của Hoài Khánh mới bắt đầu, nhưng tôi cảm thấy chính quyền thị xã Hoài Khánh có ý muốn kết hợp công việc này với việc tăng thu nhập của nông dân. Tôi thấy đây là ý tưởng tốt, bởi vì nó vừa lúc phù hợp công việc trung tâm của vấn đề tam nông mà Trung ương đưa ra. Nếu có thể đạt được hiệu quả thì đó sẽ là điểm sáng trong vấn đề tam nông tỉnh ta, cũng có thể áp dụng trong toàn tỉnh, cho nên tôi cảm thấy có thể đưa Hoài Khánh vào thí điểm. Vì nguyên nhân này ư, tôi thấy các nơi khác cũng đưa ra ý tưởng mới lạ mà. Ứng Đông Lưu nhíu mày suy nghĩ ý trong lời nói của Cam Bình. Cam Bình trước đây phụ trách mảng văn hóa giáo dục, bây giờ điều chỉnh thành mảng nông nghiệp, khoa học kỹ thuật. Cả Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp đều có ấn tượng tốt đối với Cam Bình. Một nữ cán bộ ngoài đảng nhưng có trọng lượng trong ủy ban tỉnh. Chủ tịch Ứng, còn có một nguyên nhân chính là tôi thấy chính quyền Hoài Khánh rất chú trọng công việc này, cũng đã chứng thực xuống cơ sở, cũng có chút thành tích, không giống một số nơi đầu năm đưa ra văn bản, đưa vài ý kiến, đề ra yêu cầu cực cao nhưng công việc thực tế lại không làm đến đâu, chọn mấy nơi đó thì không có tác dụng gì. Cam Bình nói thẳng quan điểm của mình. Ứng Đông Lưu gật đầu, chọn Hoài Khánh và Ninh Lăng có liên lạc gì không? Sản xuất nông nghiệp Ninh Lăng phát triển rất tốt, đặc biệt là huyện Hoa Lâm. Ứng Đông Lưu biết đây là một phần công lao khi Triệu Quốc Đống làm việc ở đây. Nhưng điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hoài Khánh được đánh giá cao và lọt vào thí điểm thì chẳng lẽ vì Triệu Quốc Đống biểu hiện tốt ở Hoa Lâm làm Cam Bình có ấn tượng, hay nguyên nhân gì khác? Bây giờ là giai đoạn mẫn cảm, Ứng Đông Lưu không thể không nghĩ nhiều. Mặc dù không rõ quan hệ riêng của Cam Bình và Triệu Quốc Đống như thế nào, nhưng công việc này tỉnh ủy, ủy ban đều chú trọng. Tỉnh ủy cũng đã chuyên môn nghiên cứu làm như thế nào điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xúc tiến tăng thu nhập của nông dân. Trước khi mình phê duyệt còn phải đưa sang bên Ninh Pháp xem, hơn nữa cũng sẽ đưa đến tay các lãnh đạo tỉnh khác.
mà bản báo cáo này đánh giá khá cao Ninh Lăng và Hoài Khánh, bây giờ có hành động đó khó tránh khỏi người ta suy nghĩ. Tôi thấy có thể, chẳng qua bản báo cáo này cần tinh giảm phần giới thiệu phía trước đi một chút. Chị thấy sao? Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút và cười thầm trong lòng. Mình có phải quá cẩn thận không? Một việc quá bình thường mà mình lại nghĩ nó có chuyện là sao? Y sau đó liền lắc đầu, ký vào văn bản. Được rồi, cứ theo nguyên văn đi. Quyển 11, chương 69. Ngay khi người ngoài đang tính xem tỉnh có phải muốn để chức thị trưởng Hoài Khánh lên men hay không thì hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã nhanh chóng xác định vấn đề. Ngày 16 tháng 7, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Trang Quyền chịu phân công của trưởng Ban Tổ chức Cán bộ qua tỉnh đến tham gia hội nghị cán bộ cấp huyện trở lên của Hoài Khánh, tuyên bố bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm Phó Bí thư Thị ủy Hoài Khánh, chủ trì công việc Ủy ban Thị xã khi thị trưởng Hà Chiếu Thành lên tỉnh học. Rất nhiều người đều chú ý Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong và Phó Bí thư Thị ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Triệu Quốc Đống đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau. Sau khi hội nghị kết thúc, hai người thậm chí còn nói cười vui vẻ. Điều này làm người bên dưới không khỏi thầm than đúng là lãnh đạo, dù đâm chém nhau nhưng vẫn thể hiện được vẻ tươi cười ra mặt. Quốc Đống, Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy ngày mai sẽ do Phó trưởng phòng số 3 Cao Chí Minh xuống khảo sát. Vừa nãy tôi đã gọi điện, y hình như quen cậu. Hai người quen từ trước sao? Trần Anh Lộc an nhàn đứng trước giá sách và nói. Triệu Quốc Đống nghẹn lời. Có quan hệ ư, coi như là vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi cười lạnh trong lòng, có phải trùng hợp không? Cao Chí Minh đến khảo sát mình và ZZ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ồ, sao lại có vẻ mặt này, cậu và Cao Chí Minh có mâu thuẫn sao? Trần Anh Lộc không thấy Triệu Quốc Đống trả lời, quay đầu lại thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi lạ nên nhíu mày nói. Không có, Bí thư Trần, tôi và nhân viên ban tổ chức cán bộ có thể có mâu thuẫn gì chứ, lấy lòng bọn họ còn không kịp. Hừ, lời này của cậu có vẻ không tin được. Sau một thời gian làm việc chung, Trần Anh Lộc coi như hiểu đôi chút về Triệu Quốc Đống. Người này sẽ không cung kính với người của ban tổ chức cán bộ. Có phải thật sự có vấn đề không? Ha ha, Bí thư Trần, có phải là tôi với Cao Chí Minh có mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng tới kết quả khảo sát không? Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật nói. Vậy thì không phải, khảo sát chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì bình thường ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đều trao đổi với chúng ta. Trần Anh Lộc không tin Triệu Quốc Đống sẽ trêu chọc người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hơn nữa Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh cùng với Trang Quyền khá quen thân. Ha ha, tôi còn tưởng rằng nếu tôi và thành viên ban tổ chức cán bộ có gì hiềm khích thì hy vọng của tôi sẽ bay hơi nữa chứ. Cậu cho rằng việc nhận và cách chức của Đảng Cộng sản là trò đùa ư, chỉ ân oán cá nhân là ảnh hưởng được sao? Trần Anh Lộc tức giận nói. Bí thư, lời này của ngài có vấn đề, có thể giải thích như thế này không? Ân oán của người bình thường thì không ảnh hưởng gì, nhưng ân oán của nhân vật quan trọng sẽ ảnh hưởng đến phân công cán bộ. Nhân vật quan trọng kia có phải là các ông lớn nắm giữ quyền sinh sát không? Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Quốc Đống, nói chuyện cũng phải chú ý. Cậu đã là phó bí thư thị ủy, nói vậy thì ra thể thống gì nữa? Trần Anh Lộc dở khóc dở cười. Người này đã được xác định làm thị trưởng mà vẫn thế này, đây là điều Trần Anh Lộc lo nhất. Dù sao Triệu Quốc Đống còn trẻ, mới 30, ở Trung Quốc tuổi này hầu hết mới được liệt làm cán bộ dự bị cho cấp phòng. Hắn nhỏ hơn mình 18 tuổi nữa chứ. Ha ha, Bí thư Trần, ở đây không có người ngoài mà. Chỉ có tôi và ngài, ngài là lãnh đạo của tôi, nhìn thấy tôi trưởng thành ở Hoài Khánh, tôi chẳng qua chỉ là hơi có cảm giác nên nói vậy mà thôi. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Có thể đi theo Bí thư Trần làm việc, có ngài chỉ đạo, tôi cũng cảm thấy kiên định hơn. Cũng có thể mạnh dạn làm việc. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, xác định xong thị trưởng cũng làm y yên lòng, dù là Đàm Lập Phong hay Triệu Quốc Đống làm thị trưởng thì cũng hơn là người ngoài tới làm thị trưởng. Hướng đi của Đàm Lập Phong cũng xác định xong, phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, từ ý nghĩa nào đó thì chức này chói mắt hơn thị trưởng Hoài Khánh. Dù sao làm thị trưởng một thời gian và chưa chắc sẽ lên làm bí thư thị ủy. Nhưng làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy vài năm và quay lại thì tuyệt đối sẽ lên làm bí thư thị ủy. Đây là kết quả đẹp cả đôi đường. Theo Trần Anh Lộc thấy Đàm Lập Phong thích hợp công việc bên đảng hơn, ít nhất là bây giờ Hoài Khánh cần người như Triệu Quốc Đống hơn. Bí thư Ninh cuối cùng khi trao đổi đã nói rõ mong mình sẽ khống chế tốt con ngựa hoang Triệu Quốc Đống, vừa để Triệu Quốc Đống ra sức cất vó kéo cỗ xe ngựa Hoài Khánh đi nhanh về trước, vừa phải nắm giữ chừng mực.
Triệu Quốc Đống là nhân tài, nhưng nhân tài cũng có khuyết điểm. Sau khi Bí Thư Ninh và Trần Anh Lộc nói chuyện, Thường vụ Thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Lưu Vĩnh Đào cũng đã trao đổi với y. Nói rằng Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy thu được mấy bức thư phản ánh vấn đề lối sống của Triệu Quốc Đống. Điều này làm Trần Anh Lộc khá giật mình. Y cũng hỏi Triệu Quốc Đống có dính tới vấn đề kinh tế không, nhưng cũng may Lưu Vĩnh Đào đã chắc chắn nói Triệu Quốc Đống không dính tới, chỉ hy vọng mình sau này nhắc nhở Triệu Quốc Đống giữ hình tượng bản thân. Câu nói Triệu Quốc Đống không thể dính tới vấn đề kinh tế của Lưu Vĩnh Đào làm cho Trần Anh Lộc phải suy nghĩ rất nhiều. Y có thể cảm nhận được đây là ám chỉ. Trần Anh Lộc cũng mơ hồ biết trụ cột kinh tế của Triệu Quốc Đống rất phong phú, thậm chí đến mức tiêu hoang, đây không là bí mật ở Hoài Khánh. Một người từng làm bạn với Triệu Quốc Đống đã từng nói với Trần Anh Lộc, nói trên người vị thị trưởng Triệu này toàn hàng hiệu, quần áo, giày đều là hàng cao cấp đắt tiền. Trần Anh Lộc cũng biết người bạn của mình đã có trên chục triệu mà nói như vậy tất nhiên Triệu Quốc Đống có tài chính rất mạnh. Chỉ là chỗ dựa về kinh tế của Triệu Quốc Đống xuất phát từ đâu thì Trần Anh Lộc không rõ, nhưng thân phận vợ Triệu Quốc Đống thì Trần Anh Lộc mơ hồ biết. Lưu gia đã từng một thời huy hoàng ở Trung Quốc, nhưng bây giờ đã suy yếu. Nhưng Trần Anh Lộc cũng biết Lưu gia đang hồi phục. Quốc Đống, tôi cũng không nói nhiều. Mặc dù trên danh nghĩa Lão Hà vẫn là thị trưởng, nhưng y học ở trên tỉnh 3 tháng. Công tác bên ủy ban do cậu phụ trách. Năm nay còn nửa năm nữa, chúng ta không thể đợi chờ được. Trong thời gian ngắn nhất cậu phải căn cứ quy hoạch của chính quyền thị xã đưa ra phương án có thể thực thi, nửa cuối năm chúng ta sẽ nên làm gì? Làm gì mới tốt? Trần Anh Lộc thu hồi suy nghĩ, chỉ cần không phạm vấn đề kinh tế là ổn. Vấn đề tác phong là một chuyện nhưng so sánh với kinh tế thì theo Trần Anh Lộc thấy nó đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên không thể quá lộ liễu. Bí thư yên tâm. Có ngài lãnh đạo, ủy ban sẽ mạnh dạn triển khai công việc, ý tưởng thì sớm có, quan trọng nhất là chứng thực mà thôi. Triệu Quốc Đống nói, sau khi ủy ban nghiên cứu xong sẽ đưa sang ngài phê duyệt. Cao Chí Minh sớm biết Triệu Quốc Đống là người đang cạnh tranh vào chức thị trưởng Hoài Khánh, nhưng mới đầu y nghĩ giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh xuống làm thị trưởng, thậm chí ngay cả trưởng phòng mình cũng cho là như vậy. Nhưng Bí Thư Ninh lại xác định sinh ra trong bộ máy Hoài Khánh. Trong đó Đàm Lập Phong và Triệu Quốc Đống được chú ý. Đàm Lập Phong có quan hệ mật thiết với Bí Thư Yến đã không còn là bí mật. Bí Thư Yến phụ trách công tác tổ chức, sau khi lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì đến Hoài Khánh nhiều nhất, có ấn tượng tốt đối với Đàm Lập Phong. Thậm chí có lời đồn Đàm Lập Phong lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm phó trưởng ban thường trực. Lần này thị trưởng Hoài Khánh thay đổi thì Đàm Lập Phong gần như nắm chắc phần thắng. Đàm Lập Phong hơn hẳn Triệu Quốc Đống về kinh nghiệm, tác phong. Lại có Bí Thư Yến ủng hộ thì đó là chuyện hiển nhiên sẽ thành. Cao Chí Minh cũng xem những tin tức tuyên truyền về Đàm Lập Phong trong thời gian qua. Nhưng thực tế lại nằm ngoài suy nghĩ mọi người. Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm Phó Bí Thư Thị ủy Hoài Khánh, chủ trì công việc Ủy ban Thị xã Hoài Khánh. Hơn nữa mình còn phải tiến hành khảo sát hắn để hắn làm thị trưởng. Được trưởng phòng giao công việc này, Cao Chí Minh có thể nói muốn ngạt thở. Quyển 11, chương 70. Đường Linh về nhà thấy vẻ mặt Cao Chí Minh rất không tốt, cô biết chồng gặp chuyện gì không hài lòng. Hai hôm nay cô cũng hơi sợ và thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nhà này ngoài con gái Cao Thiền ra thì còn có thể xảy ra chuyện gì? Cao Thiền xin nghỉ nhưng mấy hôm không ra khỏi nhà. Khi bạn học rủ đi du lịch thì bảo trời nóng không đi, cả ngày ở nhà. Đường Linh lo nhất là Cao Thiền chọc vào Triệu Quốc Đống. Đường Linh cẩn thận hỏi dò con gái. Chẳng qua Cao Thiền rất bình tĩnh giống như không vấn đề gì. Xem ra chỉ là có chút khó chịu với việc vợ chồng chị chia rẽ Triệu Quốc Đống và Đường Cần. Nhưng lúc đó không chỉ có vợ chồng mình mà, còn cả vợ chồng anh trai, bọn họ mới là nhân vật chính. Chẳng qua cuối cùng do vợ chồng mình đến đả kích sự tin tưởng của Triệu Quốc Đống mà thôi. Cao Chí Minh vứt cặp lên ghế, không nói gì mà ngồi xuống ghế suy nghĩ. Không thể không nói những gì Triệu Quốc Đống trải qua có thể viết thành sách. 7 năm trước mình là trưởng bộ phận ban tổ chức cán bộ, bây giờ là phó trưởng phòng. Triệu Quốc Đống 7 năm trước còn chưa coi là cán bộ ra hồn, bây giờ thì hắn đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa lại do mình khảo sát đối phương lên làm cán bộ cấp giám đốc sở. Nghĩ vậy Cao Chí Minh đúng là không thể tin nổi. Sao thế anh, có việc gì mà vẻ mặt anh khó coi như vậy? Đường Linh quan tâm nói. Đường Linh, em chắc không nghĩ ra đâu. Cao Chí Minh thở dài nói. Trong ban bảo anh ngày mai đến Hoài Khánh khảo sát cán bộ, em đoán khảo sát ai? Ai? Đường Linh có chút giật mình, chồng đã hỏi cô thì còn có thể là ai?
Triệu Quốc Đống. Cao Chí Minh lắc đầu nói. Không thể ngờ nổi, cảnh 7 năm trước như mới ngày hôm qua vậy. Lúc ấy chúng ta ngại tương lai của hắn, sợ liên lụy Đường Cẩn. Bây giờ thì hắn được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh, chủ trì công việc ủy ban. Em có thể tưởng tượng được không? Anh nói hắn sẽ thành thị trưởng Hoài Khánh. Đường Linh cũng là người từ ban tổ chức cán bộ đi ra nên biết vấn đề trong đó. Hắn bây giờ là quyền thị trưởng. Không, chưa có, là phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực, chủ trì công việc ủy ban thị xã Hoài Khánh, nhưng điều này có gì khác chứ? Hà Chiếu Thành lên tỉnh học 3 tháng, kết thúc sẽ đi. Triệu Quốc Đống sẽ thuận lợi làm thị trưởng. Cao Chí Minh bất đắc dĩ nói. Đường Linh, bây giờ ngay cả anh cũng phải đi bám chân hắn. Đường Linh biết chồng mình đang thầm than thân trách phận, nhưng trong lòng cô đầy rung động nên không nghĩ tới an ủi chồng. Anh, Triệu Quốc Đống này dựa vào gì mà lên nhanh như vậy? Hắn mới 30 tuổi, hơn Đường Cẩn có 1 tuổi mà đã là cấp giám đốc sở sao? Lãnh đạo tỉnh nghĩ gì vậy? Liễu Đạo Nguyên cùng Thái Chánh Dương cũng đi, chẳng lẽ còn có thể thò tay can thiệp việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh An Nguyên sao? Cao Chí Minh lắc đầu không nói. Triệu Quốc Đống có thể bò lên vị trí này không đơn giản chỉ là dựa vào ai. Biểu hiện của hắn ở Ninh Lăng có thể nói quá xuất sắc, không chỉ là biểu hiện anh hùng trong công tác phòng chống lụt bão, càng quan trọng chính là thành tích hắn đạt được khi làm bí thư quận, huyện. Đương nhiên dựa vào cố gắng bản thân không nói rõ vấn đề gì. Hắn có quan hệ mật thiết với trưởng ban Qua, trưởng ban Trang, đây mới là nguyên nhân. Nghe nói vì để Triệu Quốc Đống lên chức, trưởng ban Qua còn đấu khẩu với bí thư Yến một phen. Cao Chí Minh không thể hiểu nổi, theo y biết trước đây trưởng ban Qua không quen gì Triệu Quốc Đống, sao chỉ 1-2 năm lại phát triển đến mức này. Điều này làm y rất ghen ghét, nếu mình có quan hệ này, mình đã có thể xuống thị xã làm phó thị trưởng rồi. Chí Minh, anh đi khảo sát cơ mà, có gì phải sợ. Đây là lúc hắn phải nhờ anh. Đường Linh lớn tiếng nói. Anh cảnh cáo hắn an phận, đừng trêu chọc tiểu thiền nhà ta, nếu không. Cao Chí Minh ngẩng đầu lên nói. Đơn giản như em nghĩ sao? Anh đi cảnh cáo hắn, hắn không thèm để ý thì sao? Anh còn có thể không thông qua kết quả khảo sát của hắn sao? Em nghĩ xem, đây là việc tổ chức xác định, chỉ cần không dính tới vấn đề nguyên tắc thì đây là vấn đề hình thức. Hơn nữa còn có Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy tham gia. Anh còn có thể để mấy an oán cá nhân vào đó sao? Đường Linh tức giận nói. Chí Minh, em chỉ là nói anh bóng gió nhắc hắn, đâu bảo anh làm gì. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Hừ, em cảm thấy hắn là kẻ anh nói một vài câu là nghe lời ư. Mấy năm trước là như thế nào? Nếu như không phải Đường Cẩn yếu lòng lùi bước thì anh cần gì phải nói khích hắn, hắn sẽ tự động rời đi ư. Hơn nữa theo anh biết hắn vào yêu không có gì, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Cao Chí Minh có chút buồn bực nói. Hắn kết hôn chưa? Đường Linh đột nhiên nghĩ ra và vội vàng nói. Người làm thị trưởng mà chưa kết hôn ư? Cao Chí Minh tức giận nói. Vợ hắn là tham tán ngoại giao ở nước ngoài. Đường Linh vốn nghe thấy Triệu Quốc Đống lấy vợ liền yên tâm, nhưng nghe nửa sau liền ngẩn ra nói. Hả, vậy không phải mỗi người một nơi ư? Em lo việc của hắn làm gì? Cao Chí Minh không còn gì để nói. Anh là đàn ông còn không hiểu ư, nếu không có phụ nữ ở bên thì có thể giữ được mình sao? Đường Linh trừng mắt nhìn Cao Chí Minh và lớn tiếng nói. Hắn còn không ra ngoài ăn hoang sao? Loại đàn ông này là rất nguy hiểm, ra vẻ trang nghiêm, giỏi ăn nói, lừa gái lên giường là quá dễ. Cao Chí Minh phải thừa nhận lời vợ nói là đúng. Triệu Quốc Đống mới 30, nửa năm không có vợ ở bên thì nếu không ra ngoài ăn vụng ai tin? Nghĩ đến chuyện của Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn trước đây, Cao Chí Minh không tin Triệu Quốc Đống đã ăn chay. Cao Thiền vẫn ở phòng ngủ nghe lén bố mẹ nói chuyện. Cô biết ý trong lời nói của mẹ, Triệu Quốc Đống đã kết hôn, bảo mình đừng mắc mưu hắn ư. Cô chỉ có chút buồn cười, Triệu Quốc Đống có bao giờ lừa mình đâu. Mình và Triệu Quốc Đống cũng chưa có gì, chẳng qua mình cảm thấy có chút nuối tiếc cho tình cảm giữa Đường Cẩn và hắn mà thôi. Chẳng qua cô nghe thấy Triệu Quốc Đống bây giờ sắp thành thị trưởng lại vui mừng ra mặt, cảm giác này cô không nói thành lời. Có lẽ mình nên đi chúc mừng hắn. Khi Triệu Quốc Đống nhận được điện của Cao Thiền thì Cao Chí Minh đã dẫn tổ khảo sát đến thị ủy Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói cảm ơn Cao Thiền và mời cô tới Hoài Khánh chơi. Cao Thiền cũng rất vui vẻ, thậm chí còn nghiêm túc nói rằng nếu hắn đã mời thì cô nhất định tới chơi thật vui.
Việc khảo sát mặc dù chỉ là trình tự nhưng vẫn phải đi qua bước này. Ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật có trách nhiệm bình xét. Một loạt quá trình kéo dài tầm nửa ngày. Tối đó thị ủy tổ chức tiệc chào mừng tổ khảo sát đến Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than thế giới này quá kỳ diệu khiến người ta nghĩ đó là vở kịch. 7 năm trước lời nói sắc bén của Cao Chí Minh làm cho hắn lưu luyến chia tay Đường Cẩn. Mặc dù nguyên nhân chính là do Đường Cẩn mềm yếu nhưng nếu không có người ngoài gây áp lực, hắn và Đường Cẩn có lẽ đã qua được thời gian khó khăn đó. Lúc ấy hắn căm hận tất cả người Đường gia, mãi đến khi gặp Cao Thiền thì hắn vẫn còn căm hận. Chẳng qua Cao Thiền xuất hiện đã làm tan bớt đi cảm giác thù hận của hắn. Triệu Quốc Đống đã có lần suy nghĩ trả thù Cao Chí Minh và Đường Linh. Cao Thiền có cảm tình với hắn, Triệu Quốc Đống thậm chí tự tin mặc dù Cao Thiền biết mình lấy vợ rồi thì hắn vẫn có thể lừa Cao Thiền lên giường. Chẳng qua cuối cùng Triệu Quốc Đống đã bỏ qua việc ác độc này. Cao Chí Minh không chính thức tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, trước khi hoàn thành trình tự thì hai người không tiện gặp mặt. Triệu Quốc Đống rất mong chờ xem khi gặp Cao Chí Minh sẽ có biểu hiện như thế nào. Quyển 11, chương 71. Đàm Lập Phong giơ chén rượu lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Mặc dù trên danh nghĩa đây là cuộc khảo sát hai người, vốn nói mình lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy càng chói mắt hơn nhưng Đàm Lập Phong lại phát hiện trong bữa rượu này mình chỉ là nhân vật phụ. Tổ khảo sát không tham gia, phó trưởng phòng số 3 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Cao Chí Minh khá quen thuộc với mình. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Cao Chí Minh lại có vẻ không hứng thú, sau khi khảo sát xong liền vội vàng mang đoàn về Ando. Bí thư Đàm, tôi mời anh một chén, chúc anh từng bước lên cao, thuận buồm xuôi gió. Sau này anh lên tỉnh thì cần phải giúp đỡ cấp dưới cũ ở Hoài Khánh đó. Đàm Lập Phong cười cười gật đầu bưng chén lên uống một nửa. Mình vừa đi, Tiêu Triều có lẽ nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Chẳng qua Tiêu Triều cũng bị Lữ Thu Thần cạnh tranh kịch liệt. Có lẽ Tiêu Triều sẽ phải đi tranh chức phó thị trưởng thường trực mà Triệu Quốc Đống để lại. Chẳng qua chức này càng thêm không chắc chắn, Đặng Nhược Hiền có lẽ được Triệu Quốc Đống ủng hộ nên muốn ăn chức kia là hơi khó. Động một động cả bộ máy, mình và Triệu Quốc Đống cùng động khiến cả cục diện chính trị Hoài Khánh chao đảo. Đàm Lập Phong cân nhắc sợ là vị trí của mình sẽ không thể sinh ra từ cán bộ bản địa, hơn phân nửa là cơ quan thuộc tỉnh hoặc thị xã khác tới. Về phần chức phó thị trưởng thường trực mà Triệu Quốc Đống để lại thì thật ra có thể cạnh tranh. Lữ Thu Thần, Tiêu Triều, Đặng Nhược Hiền đều không bỏ qua cơ hội này. Đặng Nhược Hiền mới vào thường vụ chưa lâu, chỉ có mình Triệu Quốc Đống ủng hộ là không đủ. Hai người Lữ Thu Thần, Tiêu Triều đều là tâm phúc của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc làm như thế nào để cân bằng chính là một vấn đề khá tế nhị. Triệu Quốc Đống cũng không hứng thú khi tham gia mấy. Không có Cao Chí Minh tham gia lại làm hắn tỉnh táo hơn nhiều. Có cần phải làm như vậy không? Bây giờ là lúc nào rồi, mình chấp nhận đối phương có ý nghĩa gì? Ngay mặt châm biếm Cao Chí Minh thì cũng có tác dụng gì chứ? Điều mất đi còn có thể quay lại sao? Đường Cẩn bây giờ đã có cuộc sống của cô đã đi con đường của cô, con đường đó không có hắn. Mặc kệ vì nguyên nhân gì khiến hai người chia tay thì tổng kết lại chính là có duyên không phận. Như vậy quên đi sự không thoải mái kia, giữ lại ký ức tốt đẹp của mối tình đầu không phải tốt hơn sao? Uống cạn chén rượu, Triệu Quốc Đống đứng lên đi đến bên cạnh Đàm Lập Phong và chân thành nói. Bí thư Đàm, bình thường tôi không có bao nhiêu cơ hội cùng ngồi với anh. Tôi đến Hoài Khánh đã gần 2 năm, hôm nay coi như có cơ hội. Tôi mời anh một chén, cảm ơn anh trong hơn năm qua đã ủng hộ tôi trong công việc. Mắt Đàm Lập Phong lóe lên, là đến khiêu khích hay khoe khoang. Nhưng Đàm Lập Phong rất nhanh cảm nhận được sự chân thành trong mắt Triệu Quốc Đống. Đó là cảm giác thật lòng, đối phương giống như có tâm sự gì đó. Đàm Lập Phong có thể khẳng định Triệu Quốc Đống không phải tới khiêu khích. Đối phương có thể nghĩ thoáng như vậy, vậy mình sao phải chấp nhận cơ chứ? Nói không chừng về sau hai người sẽ tiếp tục công tác cùng nhau, đương nhiên có thể là đối thủ cạnh tranh. Tất cả để thời gian chứng minh đi. Cạn, cạn. Mọi người xung quanh có chút kinh ngạc nhìn hai người, giống như lo hai người mất khống chế vậy. Chỉ có Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong mới cảm nhận được sự hào phóng của đối phương. Nếu như thất bại được mất phân rõ ràng mà vẫn canh cánh trong lòng thì sao xứng là đối thủ của nhau. Tối đó Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong hiếm khi uống say, hai người được dìu về nghỉ. Nơi này cũng tạo thành một lịch sử. Đàm Lập Phong ở quan trường Hoài Khánh được xưng là luôn luôn tỉnh táo, con sâu rượu Triệu Quốc Đống cũng đã bị công phá. Trong hội nghị thường vụ thị ủy ngày thứ 3, thị ủy nghiên cứu điều chỉnh bộ máy huyện tỉnh. Phó bí thư huyện ủy,
Chủ tịch huyện Quy Ninh điều tới huyện Tĩnh làm bí thư huyện ủy, miễn chức bí thư huyện ủy của La Diệu Tổ, điều tới Cục Nông nghiệp thị xã làm cục trưởng. Quế Toàn Hữu miễn chức phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, điều đến Quy Ninh làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện. Quế Toàn Hữu gần như luôn mỉm cười với những người chúc mừng. Miệng lưỡi của y đang mỏi rã rời. Biết rõ hầu hết lời chúc mừng không phải đến từ thật tâm, không ít người trong lòng còn ghen ghét mình. Nhưng Quế Toàn Hữu lại không thể không bắt tay từng người, thái độ ân cần mời đối phương tới Quy Ninh. Lệnh Hồ, thị trưởng Triệu có nhà không? Quế Toàn Hữu đẩy cửa văn phòng. Lệnh Hồ Triều thấy đối phương liền vui vẻ nói. Trưởng ban Quế, ồ không, chủ tịch Quế, thị trưởng Triệu có nhà, chẳng qua hình như đang nghe điện. Không có gì, mời ngài vào. Lệnh Hồ Triều biết rõ quan hệ giữa Quế Toàn Hữu và Triệu Quốc Đống. Quế Toàn Hữu được làm chủ tịch huyện có số dân và giàu nhất trong các huyện của Hoài Khánh làm Lệnh Hồ Triều rất hâm mộ. Chẳng qua y không ghen ghét, bởi vì tương lai của Quế Toàn Hữu chính là thể hiện tiền đồ của mình sau này. Trước khi đi Quế Toàn Hữu đã mời y ăn cơm, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lệnh Hồ Triều do Quế Toàn Hữu đề cử làm thư ký cho Triệu Quốc Đống. Hơn nữa hai người một trước một sau theo Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh. Chẳng qua khởi điểm của Quế Toàn Hữu cao hơn Lệnh Hồ Triều nhiều. Lệnh Hồ Triều bây giờ mới là cấp phó trưởng phòng mà Quế Toàn Hữu khi ở Ninh Lăng đã làm thường vụ quận ủy Tây Giang, tránh văn phòng quận ủy, là cán bộ cấp phó huyện. Sau khi tới Hoài Khánh liền làm phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã một năm, xuống huyện làm cán bộ cấp chính huyện là đương nhiên. Nhưng là tới Quy Ninh làm quyền chủ tịch huyện đúng là làm người ta có chút ngạc nhiên. Quy Ninh là huyện có kinh tế phát triển nhất Hoài Khánh, có tài chính sung túc nhất, còn hơn quận Hoài Châu đôi chút. Kinh tế tư nhân ở đây khá phát triển, hơn nữa lại ngay sát An Đô, hệ thống giao thông thuận tiện nên ưu thế là rất rõ ràng. Quy Ninh vẫn luôn đứng đầu trong 6 huyện, 2 quận của Hoài Khánh. Chủ tịch huyện ở đây bình thường chính là người ứng cử chức bí thư huyện ủy các nơi khác. Mà bí thư huyện ủy chính là vị trí quá độ để lên làm lãnh đạo thị xã. Trong tất cả những chủ tịch huyện Quy Ninh ngoài độ tuổi hoặc là bị bệnh ra thì các vị lãnh đạo khác đều lên làm lãnh đạo thị xã. Đàm Lập Phong, Khổng Kính Nguyên đều đi lên từ chức bí thư huyện ủy Quy Ninh. Cũng có lời đồn bí thư huyện ủy Cố Vĩnh Bân bây giờ có thể trực tiếp tiến vào thường vụ thị ủy kiêm bí thư huyện ủy Quy Ninh. Trước khi Quế Toàn Hữu đi đã chuyên môn dặn dò Lệnh Hồ Triều một chuyện, nói cẩn, hành thận, nói cẩn thận, hành động thận trọng. Bốn chữ kia là câu chia tay mà Quế Toàn Hữu đưa cho Lệnh Hồ Triều, đồng thời cũng cẩn thận giảng giải hàm nghĩa của nó làm Lệnh Hồ Triều rất cảm động. Lệnh Hồ Triều cảm kích Quế Toàn Hữu như người thầy của mình. Quyển 11, chương 72. Quế Toàn Hữu khẽ gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại. Nếu là trước đây thì y cũng sẽ đẩy cửa tiến vào. Nhưng bây giờ Quế Toàn Hữu phải suy nghĩ một chút, chờ trong chốc lát. Đến khi Triệu Quốc Đống nói vọng ra, Quế Toàn Hữu mới từ từ đẩy cửa vào. Toàn Hữu, vào đi, sao, xuống huyện có cảm thấy khác lạ gì không? Triệu Quốc Đống vừa bỏ máy xuống, có lẽ cuộc điện thoại có nội dung gì đó làm hắn vui vẻ. Bảo Lệnh Hồ rót trà cho anh, đây là trà trúc diệp thanh Nga Mi chính tông mà Mỹ ca đưa cho tôi, mùa hè uống trúc diệp thanh liền cảm thấy mình như ở vùng Nga Mi vậy. Nó làm người ta khoan khoái, nhẹ nhàng hơn thiết quan âm nhiều. Quế Toàn Hữu biết Mỹ ca mà Triệu Quốc Đống nói là thị trưởng thị xã Thiên Châu Vương Phủ Mỹ. Y cũng đã gặp người này, đây là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đi xuống, Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với người này. Để tôi tự rót, không cần làm phiền Lệnh Hồ. Quế Toàn Hữu không hề khách khí tự mình lấy một nhúm trà, bỏ vào cốc và đổ nước sôi. Sao, cảm thấy thế nào? Một tuần rồi có thấy không bình thường không? Triệu Quốc Đống cũng từ sau bàn làm việc đi tới ngồi xuống trước mặt Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu đã xuống một tuần, theo thông lệ do trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Lữ Thu Thần đưa xuống tuyên bố quyết định. Tuần này Quế Toàn Hữu không gọi cho hắn, xem ra khá bận rộn. Một chữ, bận, hai chữ, cụ thể. Một câu nói không làm người kinh doanh không biết gạo, củi đắt. Nhưng có đầy tính khiêu chiến. Quế Toàn Hữu dùng từ ngữ khá sắc sảo để mô tả công việc của mình ở Quy Ninh một tuần qua. Ừ, nói cụ thể một chút. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu. Quế Toàn Hữu mặc dù nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Theo lời bí thư Cố thì đó chính là Quy Ninh mặc dù là huyện nhưng không phải huyện bình thường. Quy Ninh có vị trí địa lý đặc biệt cùng lịch sử hình thành, điều này khiến bí thư, chủ tịch huyện Quy Ninh không dễ dàng như lãnh đạo quận, huyện khác. Anh cần phải tự giao thêm trọng trách cho mình. Anh phải đặt yêu cầu và mục tiêu trong công việc cao hơn một chút, chỉ như vậy anh mới coi như đủ tư cách.
Quế Toàn Hữu nhặt lại câu nói của Cố Vĩnh Bân khi trao đổi với y. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, Cố Vĩnh Bân này có chút bản lĩnh. Sau khi Khổng Kính Nguyên đi, Cố Vĩnh Bân tiếp nhận Quy Ninh chỉ là một cái giá bề ngoài, kinh tế tư nhân phát triển mặc dù mạnh nhưng lại không có quy hoạch, phát triển theo cách tự phát. Chính quyền địa phương thiếu quy hoạch và năng lực dẫn hướng khiến cho kinh tế Quy Ninh lâm vào trạng thái phát triển chậm chạp. Nhất là các thế lực đen rót vào kinh tế khá sâu sắc. Cố Vĩnh Bân sau khi làm bí thư huyện ủy đã dành nhiều tâm trí chỉnh đốn trật tự kinh tế, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng từ thời Khổng Kính Nguyên để lại. Xem ra lão Cố hiểu rất rõ về Quy Ninh. Triệu Quốc Đống cười nói. Toàn Hữu, lão Cố ở Quy Ninh nhiều năm, khá quen thuộc tình hình Quy Ninh, hơn nữa người này cũng có bản lĩnh nên ở nhiều điểm anh cần học hỏi anh ta, mau chóng quen thuộc tình hình, tiến vào trạng thái. Có gì khó thì có thể trao đổi nhiều, cũng có thể gọi cho tôi. Thị trưởng Triệu, tôi biết, nếu đến Quy Ninh thì tôi nhất định làm tốt công việc, tuyệt đối không làm ngài mất mặt. Tôi có sự tự tin này. Quế Toàn Hữu gật đầu nói. Ngài tối có việc gì không? Tôi đi một toàn mà cũng không mời ngài đúng là có chút xấu hổ. Chỉ là ngồi xuống một chút, tôi tỏ lòng mình là được. Triệu Quốc Đống nhìn một chút và do dự. Nếu là người khác Triệu Quốc Đống nhất định không đi, nhưng Quế Toàn Hữu lại khác. Ở đâu, còn có ai không? Chỉ hai chúng ta, tôi biết hôm nay ngài có thể về Ando nên chọn ở Ando. Thái Hoa Các, ngài thấy sao? Ando à, có thể, chẳng qua. Triệu Quốc Đống còn chưa nói xong, Quế Toàn Hữu vội vàng nói. Tối nay ngài còn có khách, có tiện cùng ngồi không? Triệu Quốc Đống cười nói. Không có gì là không tiện, là người quen cũ mà. La Băng từ Ninh Lăng lên chỗ Trình Nhược Lâm. Nhược Lâm gọi điện cho tôi mời tôi tới. Như vậy cùng ngồi đi. Tôi nói với hai cô kia là được. Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống từ trước vẫn có quan hệ với Trình Nhược Lâm, nhưng không ngờ còn có cả La Băng. Chẳng qua La Băng và Trình Nhược Lâm thân như chị em, có quan hệ này ở trong thì không ảnh hưởng gì. Ngược lại càng tỏ vẻ Triệu Quốc Đống tin tưởng mình. Trình Nhược Lâm cũng không nghĩ ra Triệu Quốc Đống đưa thêm Quế Toàn Hữu tới, điều này làm cô có chút do dự. Chẳng qua đã lâu không ở bên Triệu Quốc Đống. Cô vốn định cùng Triệu Quốc Đống hưởng thụ cuối tuần nhưng La Băng lại lên Ninh Lăng, điều này làm kế hoạch của cô phá sản. Có cần phải chú ý như vậy không? Triệu Quốc Đống qua gương chiếu hậu thấy hai người phụ nữ vừa lên xe liền cùng mở ví trang điểm lại liền cười phá lên. Toàn người quen cả, Toàn Hữu mà hai người không nhận ra sao? Bởi vì là người quen nên bọn em mới trang điểm một chút, đừng để người quen thấy bọn em mặt vàng và già. Trình Nhược Lâm yêu kiều cười nói. Cô lấy màu son đỏ khẽ bôi một chút. La Băng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi trang điểm. Hôm nay trời nóng nực, đi xe mấy tiếng đúng là làm người ta không thoải mái. La Băng càng lúc càng chán Ninh Lăng. Mặc dù Trần Đại Lực đã biết thu mình hơn, không dám công khai có hành động quá đáng nhưng cô lúc nào cũng thấy ánh mắt đối phương di chuyển trên mông, ngực mình. Cô rất muốn điều khỏi Ninh Lăng, không muốn ở đó nữa. Chẳng qua không có đường nên cứ hai tuần là cô lại lên Ando để giải khuây. Cô rất muốn nói một câu với Triệu Quốc Đống là có thể điều mình tới Ando hoặc Hoài Khánh không. Cô biết Triệu Quốc Đống có năng lực này, nhưng cô khác Nhược Lâm thích công việc năng động, nhưng cô lại thích cuộc sống yên bình, ổn định. Chẳng qua lâu như vậy cô vẫn không tiện mở miệng nói, ngay cả Trình Nhược Lâm thì cô cũng không nói mình có ý này. Triệu Quốc Đống lái xe tiến vào bãi đỗ, nơi này đã kín xe. Thái Hoa Các là khu nghỉ dưỡng ở phía bắc Ando, nằm sát bên sông. Triệu Quốc Đống đã nghe nói tới đây nhưng chưa tới. Cũng may Trình Nhược Lâm ở Ando đã mấy năm nên biết nơi này. Ba người Triệu Quốc Đống đến phòng mà Quế Toàn Hữu đặt trước. Quế Toàn Hữu sớm cung kính đứng ở cửa chờ, người quen gặp nhau nên nói chuyện vài câu. Triệu Quốc Đống lúc này cũng giới thiệu thân phận mới của Quế Toàn Hữu, điều này làm cả Trình Nhược Lâm và La Băng đều kêu lên. Mọi người không tránh khỏi hỏi tình hình của nhau. Quế Toàn Hữu cũng biết Trình Nhược Lâm ở đài truyền hình tỉnh có biểu hiện rất tốt, được đánh giá cao. Chẳng qua cô đã thôi làm MC cho chương trình lúc trước vẫn làm, nghe nói đang chuẩn bị làm chương trình mới. Trình Nhược Lâm khá thẳng thắn, hỏi gì là nó. Bây giờ cô đang tích cực chuẩn bị cho chương trình giải trí mới, siêu cấp sâu, đây là một chương trình giải trí cao, cũng là quan niệm mà Triệu Quốc Đống nói với Trình Nhược Lâm. Theo thời đại phát triển, các chương trình giải trí dần lên đến đỉnh điểm. Người xem càng lúc càng nhiều. Quyển 11, chương 73. Triệu Quốc Đống nói chủ yếu về những nữ MC thành công trong các chương trình thể loại này với Trình Nhược Lâm, làm cô rất hứng thú.
Trình Nhược Lâm rất nhanh kết hợp quan niệm mới Triệu Quốc Đống đưa cho cô mà đưa ra một ý tưởng. Triệu Quốc Đống đúng là mua dây buộc mình, hắn vốn chỉ định để quan điểm của Trình Nhược Lâm thay đổi đôi chút, thêm trí tuệ và sức hấp dẫn của cô mà thôi. Không ngờ Trình Nhược Lâm lại quyết tâm làm theo ý tưởng của hắn. Triệu Quốc Đống đành phải tham gia không ngừng bổ sung hoàn thiện ý tưởng của Trình Nhược Lâm. Sau khi tiết mục có quy hoạch nhất định, Trình Nhược Lâm tìm lãnh đạo đài truyền hình An Nguyên và đưa ra ý tưởng, lấy cả bản kế hoạch ra, lập tức được LDD coi trọng, bộ máy chương trình nhanh chóng được thành lập. Trình Nhược Lâm chẳng những là nhân vật chính của chương trình, còn là một trong những người dẫn nó. Dù sao không ai hiểu sâu chương trình này bằng Trình Nhược Lâm. Mà bản thân Trình Nhược Lâm lúc dẫn chương trình cũ cũng thu hút không ít khách, nếu có thể thành công chuyển sang chương trình siêu cấp sâu này thì quá tốt. Quế Toàn Hữu không biết việc này, chẳng qua nhìn Trình Nhược Lâm bây giờ đã khác hẳn hồi còn ở Hoa Lâm. Hoàn cảnh thay đổi con người, giống như Triệu Quốc Đống từ phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm đến thành phó bí thư thị ủy, sắp thành thị trưởng vậy. Thời gian 5 năm thường đủ để thay đổi đời người. Mình không phải sao, từ chủ tịch xã nghèo đến làm quyền chủ tịch huyện trong 5 năm. Đồ ăn ở đây chủ yếu là cá và hải sản, chẳng qua Triệu Quốc Đống không thích hải sản mà thích cá nước ngọt. Quế Toàn Hữu cũng biết sở thích của Triệu Quốc Đống nên chuyên môn đặt một nồi lẩu cá. Cá là loại cá sông, ít ô nhiễm và ăn khá ngon. Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu không tránh được nói tới công việc. Quế Toàn Hữu mặc dù rất tin tưởng vào vị trí mới, nhưng làm như thế nào thành công mở cục diện ở Quy Ninh thì có chút lo lắng. Dù sao bí thư huyện ủy Cố Vĩnh Bân có uy tín lớn ở Quy Ninh, thậm chí còn có tin là vào thường vụ thị ủy. Mình có lẽ phải giống Tằng Lệnh Thuần. Làm như thế nào xử lý tốt quan hệ với bí thư huyện ủy, cũng phải triển khai công việc, đưa ra quan điểm và điểm sáng khác với chủ tịch huyện cũ, đây là điều Quế Toàn Hữu vẫn suy nghĩ. Y cũng hy vọng có thể được Triệu Quốc Đống nhắc và giúp đỡ. Triệu Quốc Đống cũng biết Quế Toàn Hữu sẽ hỏi mình về vấn đề này. Cố Vĩnh Bân và chủ tịch huyện cũ phối hợp khá ăn ý. Tình hình Quy Ninh đã chuyển biến rõ ràng so với mấy năm trước. Lúc trước Trần Anh Lộc khi trưng cầu ý kiến của Cố Vĩnh Bân thì nghe nói Cố Vĩnh Bân có chút không muốn. Chẳng qua y không thể ngăn cản vị chủ tịch huyện cũ tiến lên. Quế Toàn Hữu xuống và được dán nhãn Triệu Hệ, mà Cố Vĩnh Bân là quân chủ lực của Đàm Hệ. Bây giờ Đàm Lập Phong mặc dù rời khỏi Hoài Khánh, nhưng Cố Vĩnh Bân có thể thành thường vụ thị ủy, cũng càng lúc càng tỏ vẻ bá đạo ở Quy Ninh. Quế Toàn Hữu xuống làm như thế nào quan hệ tốt với Cố Vĩnh Bân, đồng thời không đánh mất tính cách, quan điểm của mình là thử thách không nhỏ. Làm như thế nào phối hợp tốt, triển khai công việc không phải là nói mồm là được. Nói cách khác Quế Toàn Hữu phải có ý tưởng mới trong công việc, phải được Cố Vĩnh Bân thừa nhận và ủng hộ, ít nhất Cố Vĩnh Bân không phản đối. Triệu Quốc Đống cũng biết mình chỉ có thể nói đến vấn đề nguyên tắc, còn thực hiện cụ thể chỉ có thể do Quế Toàn Hữu tự đi làm. Hắn chỉ nhắc Quế Toàn Hữu một điểm đó là phải cẩn thận làm việc, chỉ cần xuất phát từ sự công tâm thì không nên quá câu nệ, nhường một chút cũng được, tranh chút cũng được, không ảnh hưởng đến quan hệ căn bản. Triệu Quốc Đống tin với lòng dạ của Cố Vĩnh Bân còn chưa đến mức chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Nhất là khả năng Cố Vĩnh Bân có thể vào thị ủy thì càng phải lý trí hơn. Người phụ nữ bên dưới thở hổn hển, cuối cùng thét lên một tiếng chói tai và im ắng hẳn. Quế Toàn Hữu đã làm chủ tịch huyện, Quốc Đống, anh có năng lực như vậy sao không giúp băng tỷ? Trình Nhược Lâm đặt tay hắn lên ngực mình, nâng bộ ngực đầy đặn của mình lên. Triệu Quốc Đống rất hưởng thụ cảm giác này. Cặp phú trong tay đẫy đà mà cứng rắn, phùng bụng mềm mại bằng phẳng, da thịt thậm chí càng thêm trơn bóng. Trình Nhược Lâm rất chú ý chăm sóc bản thân. Mặc dù cô ngang tuổi với hắn nhưng sức hấp dẫn không hề giảm. Theo hắn thấy thì cô không hề thay đổi chút nào so với mấy năm trước, thậm chí càng làm người ta thèm muốn hơn. Trình Nhược Lâm cũng không phải không có biến hóa gì. Khí chất thay đổi trở nên càng ung dung hơn, càng tự tin hơn, giở tay nhấc chân đều lộ ra khí chất mà một MC đài truyền hình huyện không thể so sánh. Nhược Lâm, em không suy nghĩ một chút, là băng sẽ chấp nhận sự thương hại sao? Anh đưa cô ấy tới đâu? Hoài Khánh hay là Ando? Anh biết em hy vọng điều La Băng tới Ando, nhưng Ando là tỉnh thành, không đơn giản như vậy, cần phải cân nhắc một chút. Điều tới một hoàn cảnh xa lạ mà làm việc không thuận lợi không phải càng không tốt sao? Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực với việc này. Ở địa bàn Ando hắn cũng không có mấy người bạn làm to. Ngoài Lưu Triệu Quốc ra, Triệu Quốc Đống không có mấy người thân thiết ở Ando làm to. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhờ Lưu Triệu Quốc về việc riêng tư. Nói đi nói lại mạng lưới quan hệ của hắn vẫn kém một chút.
Điều này có quan hệ lớn tới độ tuổi của hắn. Hắn ở sở giao thông trong thời gian ngắn, nếu không với vị trí của hắn bây giờ mà có thể làm trên tỉnh hoặc thành phố Ando 2 năm thì tình hình đã khác. Nhưng băng tỷ bên Ninh Lăng không có người thân. Anh đi, em đi, chị ấy cùng mấy người Vưu Liên Hương, Giản Hồng cũng không quá phù hợp, không giống Vương Lệ Mai kia. Cho nên chị ấy ở Ninh Lăng rất buồn. Anh không thấy băng tỷ gầy đi nhiều sao? Trình Nhược Lâm giúp vào lòng Triệu Quốc Đống mà cọ sát, thiếu chút nữa làm cho Triệu Quốc Đống tuột ra ngoài cơ thể cô. Gầy đi nhiều, trong đầu Triệu Quốc Đống lập tức hiện lên cặp mông căng tròn và bộ ngực cao vút của La Băng, hình như không thấy hai chỗ này nhỏ đi mà. Nhưng thật ra hắn cảm thấy lâu như vậy mới gặp mà La Băng lại trầm tĩnh hơn xưa, thêm vài phần cổ điển, cổ điển cũng có mùi vị. Trình Nhược Lâm lập tức cảm nhận được Triệu Quốc Đống bên trong cơ thể mình lại biến hóa, cô xoay người hung hăng véo mạnh vào eo hắn, oán hận nói. Anh nghĩ gì thế? Sao? Ăn bát còn nhìn nổi ư? Lúc này mà anh dám nghĩ đi chỗ khác sao? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, đó chẳng qua chỉ là phản ứng tâm lý, chẳng qua hắn có thể thấy Trình Nhược Lâm không thực sự giận. Lúc trước Triệu Quốc Đống cảm thấy Trình Nhược Lâm đối xử với La Băng có chút mâu thuẫn. Trình Nhược Lâm vừa hy vọng La Băng có thể tốt, vừa không hy vọng La Băng quấy rầy cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng cứ cách hai tuần La Băng lại xen vào thế giới riêng của hai người, làm hai người không thể thỏa mãn. Cũng may bây giờ Trình Nhược Lâm đã đổi phòng, không ở trong căn phòng nhỏ như trước. La Băng ở phòng ngủ phía bên kia phòng khách, bây giờ chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm nên tránh không được có quan hệ. La Băng cũng là người biết ý nên không đi quấy rầy. Triệu Quốc Đống ở phòng khách đã cởi quần lót dưới váy ngủ của Trình Nhược Lâm, hai người nhấm nháp hương vị trên ghế sofa. Trong phòng khách còn có tivi, Triệu Quốc Đống nhớ tới hình ảnh trang nhã của Trình Nhược Lâm trên tivi không khỏi nóng lên, không nhịn được muốn quan hệ trong phòng khách. Trình Nhược Lâm vốn không muốn nhưng không thay đổi được hắn nên chỉ có thể mím môi hưởng thụ. Nhược Lâm, điều tới Hoài Khánh thì có thể, chẳng qua anh cảm thấy thời gian anh ở Hoài Khánh không quá lâu, không chừng 2-3 năm tới sẽ đổi địa điểm. Tính cách của La Băng có lẽ chỉ có thể quan hệ với em. Sự lạnh nhạt của cô ấy thì bao người quen chứ. Anh ở Hoài Khánh còn được, anh vừa đi thì sợ La Băng càng khó chịu hơn. Triệu Quốc Đống đổi đề tài. Ồ, hình như xa anh thì băng tỷ không sống được vậy. Trình Nhược Lâm ra vẻ ghen tuông, đôi mắt đẹp đảo đảo cười nói. Hay là anh cũng nuôi băng tỷ đi, nếu không anh nghĩ biện pháp điều băng tỷ lên Ando. Băng tỷ là người Ando, coi như về quê. Triệu Quốc Đống vỗ vào mông Trình Nhược Lâm. Cô bé đáng ghét này, lúc này mà dám trêu anh. Em nghĩ La Băng là ai, em nghĩ anh là ai? Là ai, phụ nữ và đàn ông, đều là người sống trên thế giới này. Trình Nhược Lâm nói. Đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa. Trích trong bài Đoàn ca hành Tào Tháo, đối tử đương ca. Nhân sinh kỷ hà, thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đang dĩ khẳng, yêu tư nan vong. Hà dĩ giải yêu, huy hữu đỗ khang, thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đán vi quân cố, trầm ngâm trí kim, u u lộc minh, thực giã chi tần, ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh, minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết, yêu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt, việt mạch độ thiên, uổng dụng tương tồn, khế khoát đảm yến, tâm niệm cựu ân, nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi. Nhiễu thụ tam tạp, hà chi khả y, sơn bất hiếm cao, hải bất hiếm thâm, chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm, dịch thơ, ca vui bên chén rượu đa ỷ, đời người thấm thoát tháng ngày được bao, như sương mai sớm tan mau, từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền, dùng lòng khẳng khái muốn quên, ưu tư sao mãi khắp miền chứa chan, muốn xa bao nổi buốc ràng, họa trăng rót lấy chén vàng đỗ khang. Áo xanh tuổi ngọc mơ màng. Sầu đâu trăm mối ngổn ngang cõi lòng. Thôi đừng nhắc thuở thương mong. Khiến ta đêm ngóng ngày trông giật giờ. Hươu đồng nhai cỏ nên thơ. Tiệc thêm khách quý say mơ sáo đàn. Trăng soi biển sóng bạt ngàn. Lào lào ánh dạng trần hoàn khôn thôi. Lo toàn vây khốn bên đời. Tài kinh luân cũng khó người gỡ ra. Ngựa phi rong ruổi đường xa. Rừng cương thăm hỏi cũng là khó khăn. Những bản chính sự công văn. Hàn huyên sớm tối nghĩa ân nhớ hoài. Trăng sao nghìn dặm thưa rời. Quả kêu từng tiếng lạc loài về nam. Liệng quanh tìm nhánh nương thân. Cây cảnh cao thấp tần ngần lại bay. Núi non cao ngất trời mây.
biển sâu hút đáy có ngày cạn vơi. Chu Công Mộ đãi hiền tài. Kỳ nhân thiên hạ sớm mai sẽ về. Sao thế Nhược Lâm? Triệu Quốc Đống thấy Trình Nhược Lâm là lạ nên vội vàng nói. Quốc Đống, em cảm thấy chúng ta bị quá nhiều trói buộc, sao phải như vậy? Thích là thích, yêu là yêu, hận là hận, cứ sợ đầu sợ đuôi, không dám làm gì. Con người sống có vài chục năm, sau khi mất còn ai nhớ đến mình? Trình Nhược Lâm thở dài nói. Giống như băng tỷ vậy, một cơn phong ba làm chị ấy không thể thoát ra khỏi cơn đả kích đó. Bề ngoài nhìn như kiên cường nhưng trong lòng thực ra lại rất mềm yếu. Người nhà làm băng tỷ tổn thương rất nhiều. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Ngày hôm đó La Băng đã kể cho hắn nghe chuyện của cô. Người nhà quá nhu nhược khiến La Băng gần như sụp đổ, khó khăn lắm mới sống được ở Hoa Lâm lại bị cuộc hôn nhân gây thêm nỗi đau. Liên tục đả kích làm La Băng chỉ có thể dùng lớp băng bên ngoài bảo vệ mình. Đúng như Nhược Lâm nói, La Băng bề ngoài kiên cường nhưng trong lại yếu ớt. Nhà La Băng ở đâu? Triệu Quốc Đống không nhịn được nói. La Băng không có nhắc với hắn về gia đình cô, nhưng hắn cảm thấy nhà La Băng phải là nhà cán bộ nhà nước. Bố chị ấy vốn là phó chủ tịch quận Huyền Bạc, bây giờ làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận. Mẹ chị ấy làm phó trưởng phòng tài chính quận, bây giờ đã về hưu. Băng tỷ còn một anh trai, một em gái, hình như làm ở quận nội thành. Trình Nhược Lâm nói. Triệu Quốc Đống gật đầu, thời đại đó rất nhạy cảm với quan niệm chính trị, nhất là những người trong trận bạo loạn đó chính là cơn lốc. Mà đối với cán bộ lãnh đạo thì nó càng có ảnh hưởng lớn hơn. Ôi, không dễ dàng gì, La Băng cũng có thể hiểu nỗi khổ của bố mẹ cô ấy lúc đó. Triệu Quốc Đống lắc đầu ôm chặt Trình Nhược Lâm vào lòng. Ngủ đi, anh sẽ tính. Trình Nhược Lâm xoay người dựa mặt vào vai Triệu Quốc Đống. Băng tỷ thực ra rất khổ sở, anh phải giúp băng tỷ, thật đó. Chị ấy thậm chí còn cần anh hơn em. Triệu Quốc Đống hơi chấn động, hắn suy nghĩ thật nhanh lời nói của Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm có lẽ cảm thấy Triệu Quốc Đống hơi khác nên dán miệng vào tai Triệu Quốc Đống, cười hì hì nói. Sao, em thử một lần là thấy ngay ý đồ đen tối của anh. Chẳng qua em đây là nói thật lòng. Ngay khi hai người đang ôm nhau ngủ, La Băng lại nằm trên giường trằn trọc. Tắm xong cô ngồi xem TV đến 12 liền đẩy cửa phòng ra thấy phòng khách vẫn sáng đen nên nghĩ hai người Triệu Quốc Đống quên tắt điện. Cô đang định đi tắt thì nghe được tiếng quái dị nên dựa vào vách lượng nhìn thì thấy cảnh cả đời cô khó quên. Váy ngủ Trình Nhược Lâm bị kéo lên trên ngực, quần lót bị ném vào góc tường. Triệu Quốc Đống tách hai chân Trình Nhược Lâm ra và đang đẩy Trình Nhược Lâm xuống ghế, mạnh mẽ xông kích. Trình Nhược Lâm như điên cuồng, môi mím chặt cố gắng không để phát ra âm thanh, nhưng hơi thở hổn hển. Cặp vú bị Triệu Quốc Đống nắn bóp, đôi chân dài quấn chặt bên mông Triệu Quốc Đống, mông vểnh lên, tiếng phát ra từ bên dưới của hai người làm La Băng muốn sụp xuống. Nếu không phải có vách tường đỡ, La Băng thậm chí không thể di chuyển. La Băng không biết mình về phòng ngủ như thế nào, cũng không biết mình ở hành lang bao lâu. Cô chỉ biết cảnh kia như trong phim đang không ngừng hiện lên trong đầu cô. Sau đó cô chỉ có thể giữ chặt người mình, cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm cô mất ngủ cả đêm. La Băng rất hâm mộ Trình Nhược Lâm. Không phải cô hâm mộ tình cảm của Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống, mà là hâm mộ Trình Nhược Lâm dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận, thích Triệu Quốc Đống thì không làm ở Hoa Lâm nữa, lên An Đô làm việc, không bị ai gièm pha. Mà mình thì sao? La Băng không nhịn được cuộn mình lại, hối tiếc vuốt ve cơ thể mình. Trong mơ hồ có người chui vào phòng cô định ngồi dậy nhưng lại bị đối phương đè xuống giường nên định kêu lên. Nhưng hơi thở quen thuộc của đối phương làm cho cô hiểu đó là ai. Ngoài hắn thì ai còn có thể vào phòng mình lúc này? Không, không, La Băng quát to ở trong đầu. Không thể nào, nhưng đối phương đã không cho cô cơ hội. Đôi tay hắn đã thành thạo vén váy ngủ cô lên, nắm lấy hai bên vú căng tròn của cô, ra sức xoa bóp như muốn bóp nát trái tim cô. La Băng chỉ thấy mình thở hổn hển. Không nhịn được muốn mở môi thở nhưng không ngờ lưỡi hắn trong nháy mắt mở ra hàm răng của cô, tiến vào và quấn lấy lưỡi cô. Không, không được, Nhược Lâm đang bên kia. La Băng cố gắng giãy giụa nhưng đâu có được. Đối phương nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai làm cô nằm thẳng xuống. Quần lót đã bị hắn kéo xuống, một vật nóng bỏng đã chui qua khe hẹp tiến vào cơ thể cô. A, à, cảm giác đau xé lòng kết hợp với khoái cảm làm La Băng không nhịn được rên lên. Cơ thể trưởng thành lần đầu được vật đó tiến vào, nó như một nguồn điện làm cả người cô tê dại. Một chút đau đớn, sau đó là khoái cảm ngọt ngào, từng đợt công kích thật mạnh làm cô vứt hết những thứ khác ra khỏi đầu.
La Băng phát hiện mình không thể khống chế yết hầu, không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. Cô chưa bao giờ được sung sướng như vậy, nhưng khi cô muốn ôm lấy hắn thì người kia lại mềm đi, sao lại như vậy? La Băng tỉnh lại chỉ thấy mình đang đắm chìm trong khoái cảm, quần lót ướt đẫm, người khó chịu, hai chân kẹp chặt lại. Một giọt lệ chảy dài trên má cô. Triệu Quốc Đống vẫn một mực suy nghĩ làm như thế nào cảm ơn những người đã giúp mình. Qua Tĩnh và Hàn Độ có thể coi vừa là lãnh đạo, vừa là thầy lại là bạn của hắn. Hắn cảm thấy đối phương giúp mình và không mong được báo đáp, mà cảm thấy hắn là người hết lòng vì công việc nên đáng giúp. Về công thì hắn có năng lực và tố chất để đảm nhiệm, hơn nữa có thể gánh vác trọng trách phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh. Về tư đó là bọn họ hiểu rõ tư tưởng, tình cảm của hắn, cảm thấy hợp ý, cho rằng hắn đáng tin cậy. Lần này mình có thể làm phó bí thư thị ủy, chủ trì công việc ủy ban thị xã, Qua Tĩnh có vai trò rất quan trọng. Chị ta đã đứng vững trước áp lực của Yến Nhiên Thiên, không lùi bước. Đây mặc dù là nguyên tắc của chị, nhưng nếu không có mình thì chị ta cũng không cố gắng làm thế. Hàn Độ cũng bỏ không ít công sức. Triệu Quốc Đống cũng biết Hàn Độ và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết, là người được Ninh Pháp chọn làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo khi đối phương còn là phó bí thư tỉnh ủy. Hàn Độ có thể nói thẳng trước mặt Ninh Pháp, Hàn Độ để đài truyền hình tỉnh tuyên truyền về mình nhất định sẽ làm Yến Nhiên Thiên tức giận. Đương nhiên cũng không phải nói Hàn Độ e sợ Yến Nhiên Thiên. Nhưng dù sao Yến Nhiên Thiên phụ trách đảng, đan, từ góc độ rộng mà nói thì công việc trong đảng sẽ thuộc phạm vi quyền hạn của phó bí thư tỉnh ủy. Đài truyền hình tỉnh đưa ra chương trình mẫn cảm như vậy thì sao giấu được mắt Yến Nhiên Thiên. Ngoài ra còn có một người mà Triệu Quốc Đống không nghĩ tới sẽ giúp mình. Đó là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm. Triệu Quốc Đống nhớ không có quan hệ mấy với người này. Ngoài chuyện ở huyện Tĩnh hôm đó thì hắn chưa từng tiếp xúc. Hồ Liêm đã khen ngợi hắn trước mặt Ninh Pháp, cho rằng hắn mặc dù còn trẻ nhưng dù là khí phách hay trí tuệ chính trị đều đủ để phụ trách một mảng. Lời này không hề đơn giản. Hồ Liêm ở tỉnh ủy nhiều năm, từ phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy chuyển sang làm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, sau đó quay về làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp. Y đánh giá mình như vậy trước mặt Ninh Pháp đủ để ảnh hưởng đến sự phán đoán của Ninh Pháp với mình. Nhưng tại sao Hồ Liêm lại khen mình? Đó là điều làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Triệu Quốc Đống tin Ninh Pháp tin tưởng năng lực làm công tác kinh tế của mình. Nhưng sao mãi không chọn, có lẽ do mình còn trẻ và thiếu bản lĩnh chính trị. Có lẽ lời bình luận của Hồ Liêm làm cho cái nhìn của Ninh Pháp có thay đổi, cuối cùng làm cho hắn thắng. Nhiều nguyên nhân khiến hắn thắng. Mặc dù Đàm Lập Phong lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, có thể nói là bắt mắt hơn. Nhưng Đàm Lập Phong đã thua trong cuộc chiến với hắn. Hồ Liêm đơn giản hơn vì không có quan hệ rõ ràng, tìm cơ hội khác. Vậy Qua Tĩnh và Hàn Độ nên cảm ơn như thế nào? Qua Tĩnh thì hắn hay ngồi cùng, tặng chút quà đắt sẽ không tiện, Qua Tĩnh sẽ không nhận, có lẽ túi Louis Vuitton sẽ thích hợp hơn. Hàn Độ nghe nói thích tranh sơn thủy, mình chỉ có thể tìm kiếm bước nào đó thích hợp để cảm ơn. Còn Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Trần Anh Lộc mặc dù không phải loại người cổ hủ nhưng mảng kinh tế rất giữ mình, xem ra có lẽ bảo Lưu Kiều tìm vài hộp gấu mèo cho đối phương, cái khác mình sẽ thể hiện trong công việc. Bây giờ mình vẫn là phó thị trưởng thường trực chủ trì công việc, nhiều điểm phải cẩn thận. Mặc dù Trần Anh Lộc đã nói mình không nên vì thế mà co tay co chân, phải mạnh dạn triển khai công việc như thị trưởng. Nhưng dù sao bây giờ vẫn khác, đợi hắn làm thị trưởng thì mới danh chính ngôn thuận. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không định ngồi chờ, ít nhất trong 3 tháng phải xác định xong vài hạng mục, mà mấy công việc khác cũng có thể tiến hành chuẩn bị. Làm thị trưởng khác phó thị trưởng. Dù anh là thường trực hay không thì bên trên còn có người gánh vác cho, mà bây giờ hắn phải tự động gánh vác. Quyển 11, chương 74. Tiền Nguyên Huy là người thứ tư mà Triệu Quốc Đống nói chuyện. Trước đó Đặng Nhược Hiền, Hứa Kiều cùng với An Nhiên cũng đã được nói chuyện và khá hòa hợp. Nhưng về phần Tiền Nguyên Huy, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ nên nói chuyện với đối phương như thế nào. Ai cũng nói danh không chính ngôn không thuận, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn phải kiên trì đến cùng. Thời gian không đợi người, nửa năm thời gian còn có rất nhiều công việc cần làm. Triệu Quốc Đống dành thời gian 3 ngày để suy nghĩ về công việc tiếp theo, sau đó nói chuyện với từng phó thị trưởng. Công việc cần triển khai, theo Triệu Quốc Đống thấy ngoài công việc hàng ngày ra thì còn phải có trọng điểm. Tài nguyên và nhân lực của chính quyền có hạn, làm lãnh đạo cao nhất thì cần phải phân biệt được nặng nhẹ, tổng hợp cân bằng điều phối tài nguyên, đẩy mạnh công việc.
Mỗi một giai đoạn đều có sự nặng nhẹ khác nhau. Một phó thị trưởng phụ trách công việc cũng có nặng nhẹ khác biệt, các ngành cũng có khác biệt. Làm như thế nào suy xét ổn thỏa mới là vấn đề. Giống như khi Triệu Quốc Đống bàn việc khu khai phát với Đặng Nhược Hiền, việc vận động để công ty máy công cụ niêm yết lên thị trường chứng khoán cùng với hạng mục xây dựng của công ty Hòa Tân, thu hút đầu tư thêm nữa vào khu khai phát là rất quan trọng. Hai công việc trước chỉ là công việc đơn độc, vế sau mà một hệ thống. Bên khu khai phát đã được giao cho Đặng Nhược Hiền, Triệu Quốc Đống khá yên tâm. Đặng Nhược Hiền khôn khéo nhưng không thiếu quyết tâm trong công việc, đã trải qua nhiều cương vị nên có thể nói rất quen mảng sản xuất công nghiệp và hành chính. Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh không chính thức có mấy người bạn thân, Đặng Nhược Hiền coi như là một. Đương nhiên do thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ hơi khác nên quan hệ của hai bên cũng cần điều chỉnh, chẳng qua ảnh hưởng không quá nhiều. Hơn nữa Triệu Quốc Đống tin rằng sau một phen trao đổi hai người phối hợp càng ăn ý hơn. Triệu Quốc Đống sau khi điều tra với Đặng Nhược Hiền, hai người về cơ bản có cái nhìn chung. Bây giờ sản xuất công nghiệp và khu khai phát Hoài Khánh nên lợi dụng cơ hội công ty Hòa Tân tiến vào để tăng cường thu hút đầu tư, nhất là mang tới hiệu ứng dây chuyền, tích cực tiếp xúc với các công ty gia công điện tử Đài Loan, hấp dẫn bọn họ tới xây dựng nhà máy ở khu khai phát Hoài Khánh, đây là công việc rất nặng nề. Mảng công việc Hứa Kiều cũng là điểm mà Triệu Quốc Đống chú ý. Xây dựng thành thị, giao thông và đất đai có liên quan tới nhau đến CSC không thể chia cách. Phát triển xây dựng đô thị và xây dựng giao thông không thể không có đất ủng hộ và ngược lại. Theo hắn nhớ sau năm 2004 quốc gia đã đưa ra yêu cầu cao trong việc phê duyệt đất đai, cán bộ quản lý đất đai dần thuộc cấp trên quản lý, nhưng bây giờ hai cấp thị xã và huyện vẫn có quyền lực tương đối lớn trong việc khai thác sử dụng đất. Hoài Khánh khác với các thành phố, thị xã khác, do nguyên nhân lịch sử và số hồ nước trong nội thành nhiều đã làm rối loạn quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Làm cho nội thành Hoài Khánh không thể có quy hoạch tổng thể. Trước đó Triệu Quốc Đống đã bàn với Hứa Kiều làm như thế nào đẩy nhanh việc xây dựng khai thác thành thị, Triệu Quốc Đống cũng chú ý gia nhập mảng khai thác vào công việc xây dựng thành thị. Khai thác mặc dù không phải chức năng của ủy ban nhưng như vậy làm sao có thể đưa quan niệm kinh doanh tiến vào xây dựng thành thị một cách hợp lý chứ? Hơn nữa theo thời gian trôi qua khai thác thành thị và việc kinh doanh sẽ dần thông dụng. Khi quốc gia khống chế đất đai càng lúc càng nghiêm ngặt thì nếu muốn tạo một thành thị lý tưởng sẽ không tránh khỏi xung đột với quy hoạch tổng thể về đất của quốc gia và tỉnh. Như vậy không bằng sớm làm, sớm chuẩn bị. Triệu Quốc Đống đã cùng Hứa Kiều và người ủy ban xây dựng thị xã chuyên môn tiến hành điều tra, còn kéo cả lãnh đạo phụ trách mảng công việc này của hai quận đến, làm như thế nào để quy hoạch tối ưu đô thị, xúc tiến xây dựng thành thị một cách khoa học. Xây dựng thành thị với nước và độ xanh cao là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng đã tranh cãi không ít với Hứa Kiều. Mấy vị chuyên gia của Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh được mời tới và Hứa Kiều đều cho rằng Hoài Khánh từ trước đến giờ đều là thành phố công nghiệp, ngành cơ giới chế tạo phát triển rất mạnh, nổi tiếng cả nước. Hơn nữa Hoài Khánh bây giờ đang toàn lực thu hút đầu tư, thành lập trụ sở ngành điện tử thông tin. Nói cách khác Hoài Khánh xây dựng thành thị cần phải xoay quanh lĩnh vực này. Nhưng Triệu Quốc Đống kiên trì cho rằng trung tâm của đô thị là con người. Khi quy hoạch cần phải kiên trì nguyên tắc này. Một thành phố có thể hấp dẫn người ta ở lại hay không? Còn nếu như đã có quy hoạch mà thay đổi thì sẽ phải trả giá rất lớn, ở điểm này không thể nhìn ngắn hạn. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên mà nhiều nơi không sánh bằng. Làm như thế nào để vận dụng ưu thế đó là điều mà các nhà quy hoạch cần phải tính tới. Hơn nữa Hoài Khánh là nơi có lịch sử văn hóa, nhân văn sâu sắc nổi tiếng cả nước. Theo Triệu Quốc Đống thấy nếu không thể lợi dụng mấy điều này để biến Hoài Khánh thành thành phố nổi tiếng cả nước thì đó là phí của trời. Ngay bây giờ Hoài Khánh phát triển còn dựa vào mấy ngành nghề khác, nhưng 10 năm tới thì sao? Ai có thể nói rõ 10 năm, 20 năm sau Hoài Khánh sẽ như thế nào? Mặc kệ hắn có thể làm ở Hoài Khánh bao lâu nhưng Triệu Quốc Đống hy vọng có thể lợi dụng tri thức của mình mà lưu lại những điểm đáng giá ở Hoài Khánh, làm cho Hoài Khánh phát triển khoa học và lâu dài. Sau nhiều lần bàn với Hứa Kiều, hơn nữa hắn còn tìm không ít tài liệu về việc xây dựng đô thị tiên tiến của nước ngoài để Hứa Kiều xem, cuối cùng hắn đã thuyết phục được Hứa Kiều. Hơn nữa Hứa Kiều cũng thậm chí thành người kiên quyết ủng hộ quan điểm của Triệu Quốc Đống. Đang khi Triệu Quốc Đống chuẩn bị cùng Hứa Kiều đến thuyết phục Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc thì đã có biến hóa. Hắn là người chủ trì công việc Hoài Khánh, đây là việc tốt đối với hắn và Hứa Kiều. Còn lại chính là thuyết phục Trần Anh Lộc chấp nhận quan điểm của hắn. Ở điểm này Triệu Quốc Đống khá tin. Trần Anh Lộc mặc dù trong từng hạng mục công việc cụ thể không có sở trường đặc biệt,
nhưng người này giỏi nhất là dùng người và nghe ý kiến, hơn nữa y có quan điểm đã dùng thì không nghi ngờ. Triệu Quốc Đống tin mình và Hứa Kiều có thể thuyết phục được đối phương đồng ý. Ngược lại lúc ấy bọn họ lo lắng có thể thuyết phục được Hà Chiếu Thành hay không. Quan điểm của chính quyền thị xã thống nhất đã khiến việc này về cơ bản được xác định. Điều này cũng tương đương xác định sẽ xây dựng đô thị Hoài Khánh như thế nào. Hắn nói chuyện với An Nhiên đều ở trên An Đô, nhất là lần hai An Nhiên còn chọn Hồng Phong Lĩnh nổi tiếng ở An Đô. Triệu Quốc Đống cũng không biết nữ phó thị trưởng hơn mình vài tuổi lại chọn nói chuyện ở quán cà phê, quán trà, hơn nữa còn chiếm thời gian nghỉ ngơi của hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Chẳng qua kết quả nói chuyện rất tốt, quan hệ của Triệu Quốc Đống và An Nhiên giờ đã cải thiện hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cũng từ từ quen với tính cách nóng nảy của An Nhiên. An Nhiên này khi không nhất trí điều gì thì phải cẩn thận trao đổi, nếu muốn mạnh mẽ ép thì sẽ phản tác dụng. Cuộc nói chuyện với An Nhiên rất thuận lợi, thậm chí trao đổi còn thoải mái hơn cả với Hứa Kiều, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Nhưng thực tế là như vậy, Triệu Quốc Đống đã đưa ra việc phải tỏ rõ ưu thế việc dạy nghề ở Hoài Khánh, toàn lực tạo thành trụ sở đào tạo dạy nghề của tỉnh tại Hoài Khánh. Quan điểm này được An Nhiên hưởng ứng khiến hắn rất vui vẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.